khó khăn đạo xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Ngay tại hắn muốn lên đường để gặp, một giọng nói vang lên, công tử. Nghe tiếng, Diệp Thần lúc này mới yên lòng, đơn giản hỏi hắn mấy câu đi qua, thằng nhóc này nhưng là ấp úng, làm lấy lệ liền đi qua. Được rồi. Diệp Thần quay đầu hướng về phía Chu Uyên nói, chúng ta được đến nơi đó mặt đi. Trên 9 tầng trời thành lớn cửa từ từ mở ra, một cổ tĩnh mịch hơi thở đập vào mặt, ở đó vô tận lóng lánh thần huy ánh chiếu hạ, thực là quỷ dị. Văn Hinh, ngươi thế nào? Hải Tôn thúc kinh hô thành tiếng, mệt nhọc vững chắc Thanh Vân thôn kết giới đám người lúc này mới quay đầu lại nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Văn Hinh giống như là mất hồn vậy, hai tròng mắt con ngươi bên trong chiếu trước thành lớn vậy khí tức quỷ dị. Một người khác làm bộ liền muốn tiến lên, nhưng là bị Diệp Thần một cái ngăn lại, hắn không hiểu nhìn Diệp Thần. Tôn chủ. Diệp Thần cau mày, nhẹ giọng nói, không sao, cái này thành lớn bên trong, có lực lượng vô danh ở chỉ dẫn nàng. Nếu có sát ý, Văn Hinh chỉ sợ sớm đã gặp cướp. Đám người nghe vậy, lúc này mới hơi yên lòng, nhưng là nghe Diệp Thần nói tiếp, Chu Uyên, coi trọng Văn Hinh, chúng ta cùng đi trước vậy thành lớn bên trong. Lúc trước mình chỗ đã thấy một màn, chẳng lẽ là thành lớn ngày xưa bên trong cũ cảnh. Như vậy Linh Nhi rất có thể vậy ở bên trong. Nếu như muốn lên đường mà nói, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đi. Thanh Vân bà giờ phút này thâm tình ngưng trọng, chỉ là vậy mấy cái đứa nhỏ, là không phá nổi Thanh Vân thôn kết giới, nhưng là mới vừa kỳ lân ảo ảnh gầm một tiếng, nhưng là làm vỡ nát chạm ra đất không gian, những lão gia hỏa kia, cũng sắp đến rồi. Diệp Thần gật đầu, lúc này liền là mang Chu Uyên cùng Văn Hinh, phù diêu 9 tầng trời lên, thẳng vào đồ sộ cửa thành, không thấy bóng người. Mau xem, có người đi vào thành lớn bên trong. Là vậy tiểu tử và hắn tùy tùng. Còn có một cái cô bé. Thanh Vân ngoài thôn vô số tuổi trẻ võ giả gặp được ba người phù diêu bước lên thiên môn một màn, không nhịn được có người liếc mắt một cái cầm đầu mấy tên trẻ tuổi chí tôn. Gặp lại Chu Uyên bóng người trong nháy mắt. Lạc Khuyết ánh mắt bên trong sát ý không che giấu chút nào, Tiền Huyền Phong các người cũng là bị cái này cổ lạnh lùng sát ý sở kinh nhiễu. Lạc Khuyết, không thể phân tim. Mấy người lực lượng chính là hội tụ ngưng kết một chút thời điểm, nếu như lúc này có người xuất hiện bất ngờ. Tất nhiên thất bại trong gang tấc. Không hổ là thế hệ trẻ trí cường giả, Lạc Khuyết ngay tức thì chính là vững chắc tâm thần, bỗng nhiên hắn giữa lông mày trong lòng vui mừng, cười nói. Trong tộc trưởng bối đến. Kết giới này, chống đỡ không được bao lâu. Tiền Huyền Phong các người cũng là sắc mặt vui mừng, cái này cổ minh mông hơi thở, bọn họ mấy đại tộc chí tôn đều là giá lâm nơi đây. Mấy người các người nhãi con, ngưng thần, phá giới. Thanh âm già nua vang vọng ở mấy người bên tai, một cổ vô hình uy áp bao phủ xuống, toàn bộ Thanh Vân trong thôn, chó sủa gà gáy vượt quá. Bà, Hải Tôn thúc cùng Tổ Kiền thúc các người đều là sắc mặt trầm xuống. Quay đầu lại nhìn về chống gậy bà lão. À, cuối cùng là đi tới ngày này, là vậy mấy cái đứa nhỏ, hơn tranh thủ một ít thời gian đi. Quải trượng đầu rồng nhẹ nhàng chỉa xuống đất, Thanh Vân bà bóng người lại là hóa thành tia luồng khói xanh, sáp nhập vào trận pháp bên trong, nguyên bản vậy kế cận bể tan tành, lay động không chừng Thanh Vân trên thôn không, giấy lên vô biên ngọn lửa màu xanh. Mà giờ khắc này Diệp Thần ba người mới vừa đặt chân thành lớn bên trong. Tĩnh mịch hơi thở chính là bao phủ tới. Chỗ này, Chu Uyên chỉ là mở miệng nói ba chữ, một cổ cảm giác hít thở không thông chính là ngay tức thì xông lên đầu, giữa trán thoáng qua một chút xám mang, chợt một ngụm máu tươi ho ra. Giết à! Hủy diệt, bể tan tành, gào thét, thiên quân vạn mã vó sắt trà đạp tiếng, bỗng nhiên ở bên tai bay lên, Chu Uyên thất khiếu chảy máu, mới ngã xuống đất. Thiên đạo tê liệt, chư thiên cử chỉ. Là nghĩ lại. Chiến. Tất cả loại tâm trạng đan vào thanh âm không ngừng tràn vào, lượn quanh là lấy Chu Uyên định lực, thần kinh vậy gần như tan vỡ. Nhất khí hóa tam thanh. Răng nguyên vẹn thật sâu nguyên vẹn môi mỏng, Chu Uyên dùng hết khí lực cuối cùng, ở thân xác sắp nổ tung trước ngưng ra ba đạo thanh khí. Phịch. Một tiếng rên, oán niệm cùng uy áp bao phủ hạ, Chu Uyên giống như là một đồ sứ em bé rơi xuống đất vậy, vỡ vụn ra. Một đạo thanh khí tiêu tán, Chu Uyên thần hồn thân xác bắt đầu gây dựng lại. Chu Uyên, dưới mắt Diệp Thần cũng tốt bị không đi nơi nào, vội vàng sử dụng Hồng Mông Đại Tinh Không và Luân Hồi Thánh Hồn Thiên. Trong nháy mắt, từng trận bàng bạc khoáng đạt, tràn đầy linh hồn uy áp hơi thở,
bắt đầu từ cái này phiến bầu trời bên trong bộc phát ra. Chu Uyên cùng Diệp Thần huyết khí dung nhập vào cái này tĩnh mịch thành, dị biến hồi sinh. Tựa hồ là vô số năm tới nay yên lặng, chỗ tòa này đã sớm tuyệt diệt thành lớn lần nữa cảm nhận được liền sức sống, tất cả loại võ đạo quy luật lại xuất hiện một cảnh. Có người chỉ một cái bể tháng, có người tay không trích tinh. Vô thượng bí pháp bảo thuật xen lẫn nhau chiếu rọi, nếu là có thể lần nữa mục đạt tới giác ngộ, đem có thể chứng đạo không không. Đạo linh chi hỏa, Nhan Tuyền Nhi giúp ta. Nhân đồ thánh bôi, giúp ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng nhân đồ thánh bôi, ánh vàng rực rỡ thánh bôi, chảy ra ngàn vạn nặng máu tươi, lăn lăn sát khí phóng lên cao. Đồng thời, Nhan Tuyền Nhi và thánh thiên thần hỏa lực lượng vậy kết hợp mở, thần hoàng tại da thịt dưới lưu chuyển, đỏ tươi lửa mang nhập thần hồn, đem mắt nhìn thấy những thứ này cảnh phai mờ. Cho ta lửa đốt, oanh, dung hợp thánh thiên thần hỏa đạo linh chi hỏa. Vốn là cực kỳ cường đại ngọn lửa, đối với những oán niệm này lực, có thiên nhiên khắc chế. Lần nữa mở mắt ra lúc đó, trước mắt hắc vắng vẻ trên đường phố, vô số xương người chất đống, vắng lặng như mực. Tựa hồ là cảm nhận được liền Diệp Thần thoát khỏi nắm trong tay, thành lớn bên trong, dày đặc bạch cốt hóa kiếm, hướng hắn cùng Chu Uyên ùn ùn kéo đến vậy đâm tới. Suy, Chu Uyên chỉ cảm thấy gò má một hồi nóng bỏng cháy cảm bay lên. Liền da thịt đều bị nóng đi ba phần, tỉnh hồn lại hắn chỉ thấy được một bóng người ngăn ở trước người hắn, chính là Diệp Thần. Đâm! Lại là một căn cốt kiếm ngay ngực dưới vào, thẳng đâm xuyên qua Diệp Thần ngực, cách Chu Uyên trước mắt nửa cm chỗ dừng lại. Diệp Thần dùng thân xác thay hắn đỡ được cốt mưa. Cũng chính là tích tích rơi xuống ẩn chứa đạo linh chi hỏa và luân hồi huyết mạch máu, tỉnh lại hắn. Công tử! Chu Uyên khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Hốc mắt bên trong máu nước mắt tràn ngập. Hô! Diệp Thần thở hổn hển, nhợt nhạt trên khuôn mặt mạnh gạt bỏ một nụ cười châm biếm, mở miệng nói, mau, rời đi nơi này. Chu Uyên vậy rõ ràng trong thành này quỷ dị, cõng lên Diệp Thần chính là sải bước sao rơi hướng nội thành chạy đi, mặc dù không biết con đường phía trước từ từ nhiều biết bao hung hiểm, nhưng lưu ở chỗ này, chỉ có một con đường chết. Ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời thành lớn bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón, Chu Uyên cũng không biết tự chạy bao lâu, mồ hôi thấm nhuần liền trong mắt, cũng không kiên trì được nữa, trước mắt tối sầm mới ngã xuống đất. Thiên đạo chạm ra bên trong, Thanh Vân thôn kết giới bị xé ra một đạo lỗ hổng. Chính là hiện tại, Tiền Huyền Phong các người một ngựa, hướng trên bầu trời thành lớn chạy đi, 9 vị trẻ tuổi chí tôn mang theo mấy trăm năm nhẹ thiên kiêu chen nhau lên. Thấy 9 vị trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại trẻ tuổi chí tôn phá vỡ cơ duyên đất kết giới phủ diêu lên, mọi người còn lại đều là vui mừng quá đổi, vô số võ giả đều là noi theo. Oanh! Một đạo thanh vân thần thức vạch qua thôn biên giới, rất nhiều võ giả giống như bướm bay dập lửa vậy đẫm máu hư không, hóa thành thịt nát thưa thớt bụi bặm. Thanh vân bà thanh âm kẹp theo tức giận tiếng vang lên. Các ngươi còn kiến hôi còn dám tiến lên nửa bước, chết! Lạnh như băng tiếng quát tựa hồ nhằm vào một ít người nói về, phá lệ chói tai. Cùng lúc đó, thiên đạo chạm ra ngoài vạn dặm, 9 đạo cường đại bóng người dựng thân đỉnh núi. Nặng hơn sắp, phương mới phát giác nơi đây lại có như vậy cấm kỵ tồn tại. Một tên ông già ướn ướn còng lưng sống lưng, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, vậy được gọi là cơ duyên đất thôn. Kết giới lực quá mức bá đạo, nếu như chúng ta mạnh xông, chỉ cái mất nhiều hơn cái được. Một người khác trung niên bộ dáng nam tử nói tiếp, không sao, chúng ta hậu bối đã bước vào, vậy thành lớn bên trong cơ duyên, dựa vào chính bọn họ tranh đoạt chính là. Toàn bộ thanh vân thôn kết giới lần nữa vững chắc, mà vậy bao phủ trên bầu trời uy áp kinh khủng, cũng là ngay tức thì tiêu tán. Thanh vân trong thôn, bà, mọi người thất kinh, quải trượng đầu rồng chặn một nửa, thanh vân bà sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một chút đỏ thấm, nhưng là cười khoát tay một cái. Lão thân không chết được, yên tâm đi, những tên kia cũng không dám mạnh hơn nữa tới. Còn dư lại, liền xem vậy mấy cái đứa nhỏ tạo hóa rồi. Lần nữa ngước mắt nhìn lại, trên 9 tầng trời đồ sộ trước cửa thành, đã có người bắt đầu bỏ mình. Liền 9 vị trẻ tuổi chí tôn, cũng là bị chắn ngoài cửa, tất cả loại thủ đoạn tầng ra, dùng để chống cự thành lớn oai. Công tử! Công tử! Nhiều tiếng kêu gọi bên trong. Diệp Thần trong mắt hơi hí ra, sau lưng cảm giác đau nhói không giảm, ngược lại thì làm được hắn thanh tỉnh hơn mấy phần.
là Văn Hình cứu chúng ta. Chu Uyên thấy Diệp Thần không việc gì, trên mặt cái này mới thấy được liền mấy phần màu máu. Bên người Văn Hình thấy Diệp Thần tỉnh lại, trên mặt nàng tự trách vẻ mới hơi chậm. Văn Hình, ngươi không cần tự trách, nếu không phải ngươi, chúng ta nói không chừng cũng táng thân nơi này. Diệp Thần mở miệng nói. Chỗ này cùng đạo thành kết cấu tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác nhau. Chu Uyên phân tích, lúc trước hắn từng ở đạo thành dừng lại, có nhiều chỗ là đi loanh quanh qua. Đám người này dã tâm quá mức khủng bố, nơi này sợ rằng phải bị hủy đi, khó trách Nhâm Tiền Bối muốn nói rõ ta chú ý. Qua hồi lâu, Diệp Thần bất thình lình tới như thế một câu nói. Cái gì? Văn Hình cùng Chu Uyên cả kinh, nhìn về Diệp Thần, ánh lửa chập chờn hạ Diệp Thần gò má lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Kỳ Lân Pháp truyền thừa lúc đó, ta từng theo dõi được một món thiên cơ. Diệp Thần đem mình ở Kỳ Lân nơi diễn hóa lôi biển bên trong nghe thấy nói cho liền Chu Uyên cùng Văn Hình nghe. Nơi này đã từng thiên đạo sụp đổ, đại lộ bị hắc ám ăn mòn. Chu Uyên nghi ngờ nói, trước kia gặp gỡ bên trong, mình vậy từng đã nghe qua tương tự giải thích. Ta hoài nghi, thiên đạo trảm ra sở dĩ tồn tại, chính là vì che chở chỗ tòa này cổ thành lớn tồn tại. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói ra mình suy đoán, hướng Chu Uyên hỏi. Cẩn thận muốn một tí, chúng ta chuyến này mục đích là cái gì? Tranh đoạt cơ duyên, cùng tất cả lớn thiên tài trẻ tuổi luận đạo. Công tử cũng có thể mượn này cảm ngộ còn dư lại bốn đạo gông xiềng. Chu Uyên suy nghĩ một chút, đáp. Đoạn này ngày giờ tới chinh chiến, mình cũng đích xác thu hoạch rất phong phú, ví dụ như vậy là khuyết các người, cũng là trẻ tuổi đồng lứa chí cường giả. Nếu như đoán không sai, đám người kia trong miệng cái gọi là cơ duyên chi địa, chính là Thanh Vân Thôn, còn như vì sao, ngươi trong lòng hẳn rất rõ ràng. Diệp Thần nhàn nhạt nói, Thanh Vân Thôn nhìn như bình thường và phổ thông, nhưng coi như là một cây cây trúc đều là hàm chứa cực kỳ cường đại võ đạo ý vận. Tuy không đạt tới không không thế giới, nhưng lại vượt qua thái thượng thế giới. Chu Uyên vậy đột phá tu vi liền rất nhiều, tuy nói Chu Uyên thiên phú thực là không tầm thường. Nhưng kinh khủng hơn là vậy khắp nơi đều là bảo tròm xóm. Thiên đạo trảm ra chính là bị đẩy đi ra ngoài trên mặt nổi cơ duyên chi địa, còn chân chính truyền thừa chỉ sợ là. Diệp Thần nói đạt tới nơi này, một lần. Chu Uyên cũng là trước mắt sáng lên, mở miệng nói, ở nơi này trong thành. Nếu như thiên đạo thật có linh, như vậy ban đầu cuộc chiến đấu này khẳng định ảnh hưởng đến cực kỳ sâu xa, thậm chí ta mộng bên trong theo dõi đến một góc chiến trường. Nói không chừng cũng cùng có liên quan. Chu Uyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói như vậy, năm đó thiên đạo tiêu diệt chỗ tòa này cổ thành lớn, cũng là đang tìm cái gì? Có lẽ chính là vô thượng cơ duyên. Nghĩ đến chỗ này, Chu Uyên lại là trước mắt sáng lên. Nhưng là, có lẽ bị nhanh chân giành trước đâu. Đổi câu chuyện, hắn vừa lo lắng đứng lên, từ nơi này thành lớn bên trong vô số năm còn sót lại hơi thở tới xem, diệt tuyệt nơi này. Tuyệt đối là bọn họ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cướp diệt dư âm chỉ là một mắt dòm ngó đi, liền đủ để lấy tánh mạng người ta, thần hồn cũng là chết. Từ trước mắt hơi thở cảm ứng tới xem, nơi này sinh linh, đã bị toàn bộ diệt tuyệt, liền cỏ cây đều là không sinh. Vô biên hắc ám bao phủ chân trời, đưa tay không thấy được năm ngón đêm vĩnh hằng không ngừng, mấy ngày liên tiếp tháng đều bị giết. Sẽ không, truyền thừa nhất định ở chỗ này. Nếu không cũng sẽ không có Thanh Vân Thôn tồn tại tới đánh yểm trợ. Vậy ngày xưa thiên đạo tới ám tiêu diệt, cũng không có thể chém gốc, bất đắc dĩ lúc này mới đem bí mật này vĩnh viễn niêm phong. Nếu không phải ta lúc ngẫu nhiên lấy được Kỳ Lân Pháp, theo dõi liền phân nửa thiên cơ, vậy quả quyết không sẽ phát hiện nơi đây. Diệp Thần chắc chắn nói. Chu Uyên trong mắt sáng lên, nói công tử, đây chẳng phải là nói, chúng ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nào có như thế dễ dàng, bên ngoài bày ra sát trận, cũng không phải là nhằm vào chúng ta, chỉ là kích phát cổ thành lớn phòng ngự cơ chế mà thôi. May là như vậy, chúng ta cũng thiếu chút nữa bị chém chết, liền liền ta luân hồi huyết mạch và nhân đồ thánh bôi cũng không có tác dụng. Diệp Thần lắc đầu một cái, đây là một cái không tranh sự thật, quả thật cơ duyên gần ngay trước mắt, nhưng bọn họ tu vi thật sự là nhỏ yếu chút, một cái sơ sẩy, đem sẽ vạn kiếp bất phục. Nhâm Phi Phàm sợ rằng lo lắng chính là cái này địa phương. Cũng đúng, lúc trước chính là bởi vì Văn Hình mới như vậy. Chu Uyên gãi đầu một cái, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, nghi vấn nói, đúng vậy,
Văn Hình tại sao không có bị sát trận xâm nhiễu? Cái này sợ rằng, ngay tại Diệp Thần mở miệng để gặp, thành lớn bên trong nhưng là lần nữa tản ra vô biên sát phạt hơi thở, chỉ là lau một cái sợ hãi, Chu Huyên chính là suýt nữa lần nữa nhập ma. Liền liền có luân hồi thánh hồn thiên và hồng mông lớn tinh không Diệp Thần, đều là tâm thần run lên. Là Lạc Khuyết những người đó đuổi tới. Chu Huyên ba đạo thanh khí hộ thân, lúc này mới lên tiếng nói, nơi cửa thành sát trận, đủ bọn họ ăn một bầu, chúng ta được hành động nhanh một chút. Là bên kia. Văn Hình bỗng nhiên mở miệng nói. Ta một mặt hướng cái hướng kia, tim đập liền sẽ tăng tốc độ, nơi đó có đồ ở chờ ta. Lúc này Văn Hình, con người bên trong lại là dâng lên một chút trong suốt hắc, nàng ý thức ở dần dần mất đi. Bảo vệ tốt Văn Hình, chúng ta lại đi nhìn một chút. Diệp Thần dặn dò Chu Huyên, hai người một trước một sau, đi theo ở Văn Hình trên dưới 100 bước khoảng cách bên ngoài, chưa từng du cách. Oanh! Sau lưng lại là một hồi nổ vang, truyền ra Lạc Khuyết đám người gào thét tiếng, liền bọn họ cũng bị giam ở trong đó. Sau một nén nhang, bước ra một bước, phía trước Văn Hình nhịp bước như lý, nhưng Diệp Thần cùng Chu Huyên nhưng là một lần nữa gặp nạn. Nhìn không thấy bờ mênh mông dưới tường thành, hoang vu hơi thở xông tới mặt. Mấy người bọn họ dựng thân nơi đây, giống như là con kiến giò ngó voi vậy. Trên đỉnh đầu treo vô số ngôi sao đã sớm bể tan tành mất đi, ánh sáng nhạt lại nữa. Diệp Thần thậm chí hoài nghi, vậy không trung vạn trượng tinh thần, đã từng cũng có cao nhất đại năng ở qua, bất quá nhưng cũng gặp nạn bỏ mình. Người ngoại lai, mơ ước người, chém. Không thấy được hắc ám chỗ sâu, một đạo khàn khàn tiếng hò hét truyền ra, chỉ là một món ám gió lay qua, liền đem vô số tinh hải thổi hóa, đầy trời uy áp bay ập vô mặt. Dính tất diệt. Không thể địch. Là cổ thành lớn oan hồn sinh linh oán niệm chất đống nghiệp hỏa. Vật này một khi dính trên nhân quả, chính là sẽ có vô số đại khủng bố theo nhau mà tới, thẳng đến vẫn diệt. Luân hồi thánh hồn thiên, hồng mông đại tinh không, cho ta ngăn cản. Nhan Tuyền Nhi, giết. Nhất khí hóa tam thanh. Diệp Thần cùng Chu Huyên lấy ra bản lãnh giữ nhà, tất cả loại bảo thuật tầng ra, phun trào ra vô cùng thần huy. Thế nhưng hắc vắng vẻ ánh sáng giống như ngưng tụ kết thành đạo quả, dễ như bỡn vậy chính là xé Chu Huyên phòng ngự. Văn Hình lại bình yên vô sự đi tới. Nơi này oán linh lại là có mấy phần sợ nàng. T. Ta truyền thừa, bất diệt. Có thể lại trấn áp chư thiên vạn năm. Đạo thanh âm kia chủ nhân, tựa hồ là khôi phục mấy phần thần trí, hắc ám bên trong lại là nhấp nhoáng liền lau một cái vầng sáng. Đó là một tòa thật to tế đài. Một cái nửa hong gió thi thể ngồi xếp bằng hắn trong trận, chất đống bụi bậm đủ để đem hoàn toàn chìm ngập, nếu không phải ngưng thần cẩn thận nhìn xem, không có chút nào hình người. Văn Hình xuất hiện trong nháy mắt, huyết mạch tựa hồ có đồng tình lực, vậy vốn nên trần quy trần đất quay về đất thi thể, lại là có phản ứng. Vô số minh văn phù lục sáng lên hà chiếu rọi, từ trong cơ thể lần nữa phun trào, rút ra lấy thây khô còn sót huyết khí lực. Ở một chớp mắt kia, bóng người mở mắt ra. Trùng trăm chân chết mà không cương. Vốn nên chết đi thi thể tựa hồ cảm nhận được liền giữa trời đất bị hắc vật chất tối tăm ngâm nhuộm vô số anh linh hồn đổ mâu, không khỏi được giận dữ, đứng dậy tiếp liền đếm trưởng đánh ra, cả tòa thành lớn đều là run rẩy vượt quá. Tựa hồ là bị khốn tại nơi đây trận pháp, hắn bổn tôn không cách nào rời đi tế đàn, cho nên phát huy lực lượng có hạn, chỉ là xua tan bộ phận hắc vật chất tối tăm. Vô cùng may mắn, vậy cứu Diệp Thần cùng Chu Huyên hai người. Tổ tiên, tựa hồ là có chút cảm cho đòi, Văn Hình nhịp bước lại là thẳng hướng tế đàn đi tới, không có bị chút nào cắn trả. Người thần bí trong mắt bên trong dâng lên vẻ khao khát, tay gầy nhom trưởng căn căn như cốt củi, dáng vẻ run rẩy sợ ở Văn Hình trên trán, một số gần như thất thanh nói. Được, được, không nghĩ tới tộc ta chưa từng không chi địa chạy ra khỏi, vẫn còn có hậu nhân tích chữ đời, nhà đầu, là tổ tiên thật xin lỗi ngươi à. Như vậy thứ nhất, đế thành có hy vọng. Nhìn như điên điên khùng khùng người thần bí đầu tiên là mừng đến chảy nước mắt, rồi sau đó lại là trước mắt đoạn tuyệt vẻ, đem Văn Hình ôm vào lòng, bé gái hóa thành đầy trời quang vũ dung vào tế đàn năm màu trận pháp bên trong. Trong nháy mắt, tách ra ra phương trường hà chiếu rọi, trực bức cổ thành lớn chân trời, muôn vàn tan vỡ tinh thần đều là phảng phất có sinh mạng vậy, chúng đang thút thít. Tân sinh bên trong xen lẫn diệt tuyệt. Trong chốc lát liền Diệp Thần cùng Chu Huyên đều là lâm vào cái loại này tâm trạng bên trong không cách nào tự kiềm chế.
thương hại cùng bá tánh ý. Trong nháy mắt, Diệp Thần kinh ngạc, bật thốt lên, trên tế đàn bóng người nghe vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc, cũng là kinh hãi nói. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Thật lâu không nói bóng người một hồi lâu sau lúc này mới từ cười nhạo nói, cũng vậy, liền đời này ngươi cũng như vậy bước chân vào một cái không đường về, xem ra trận chiến ấy ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, nếu còn tích chữ đời, vậy thì mọi thứ đều có tự nhiên pháp, đáng tiếc lão phu ở trên trời không cách nào mong đợi đạt tới một màn này. Luân hồi chi chủ, ngươi nhất định phải thành công à. Bị nhân ảnh thần bí một giọng nói xuyên thủng thần hồn, Diệp Thần trong nháy mắt lâm vào một loại vắng vẻ trạng thái, một giấc mộng vạn năm. Năm màu tế đàn ngay tức thì sụp đổ, tách ra ra hà thủy ánh sáng chậm rãi tràn vào lòng đất, lôi cuốn Diệp Thần, Chu Uyên, Văn Hinh ba người. T. Thấu xương gió lạnh vỗ vào ở da thịt bên trên, thổi ra vết máu loang lổ hình dáng. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn một chút bên người tạm thời hôn mê nhưng lại thể trinh vững vàng Chu Uyên sau đó, lúc này mới nhìn vòng quanh chung quanh cảnh tượng. Trước mắt sơn hà không việc gì, cỏ dài oanh bay, cái này một phiến yên tĩnh tốt đẹp thế giới, nhưng là duy chỉ mất màu sắc. Và đại hoang không kinh có chút giống nhau. Liền vậy vốn nên lộng lẫy tách ra khắp nơi hoa nguyên, giờ phút này đều là bao phủ một tầng mưa lất phất màu xám cho. Đây là địa phương nào, thần bí nhân kia nơi bảo vệ, là nơi này. Bất luận Diệp Thần thần niệm tra như thế nào dò, cái này giống như chết yên lặng chi địa, đều là không có phân nửa chập chờn. Công tử, Văn Hinh không thấy. Giờ phút này thong thả tỉnh lại Chu Uyên cũng là thời gian đầu tiên phát hiện dị thường, hơn nữa, ba người cùng chìm xuống tế đàn sau đó, Văn Hinh nhưng là mất tung ảnh. Không sao, người nọ hẳn cũng không ác ý, nếu không chúng ta vậy không sống được đến bây giờ. Nhớ tới lúc trước người thần bí đủ loại, hoặc mừng như điên thất thần hoặc thương hại ân hận, làm sao vậy không giống như là phải thêm hại Văn Hinh dáng vẻ. Trước tìm một chút đi. Diệp Thần mới vừa lên tiếng, chính là thấy chỗ tòa này bị phong ấn trên thế giới không, một vòng tròn ngày xé rách hắc ám, chậm rãi đông thăng, màu đỏ tươi hà thủy chói mắt vô cùng. Vậy trung gian là Văn Hinh. Chu Uyên kinh hô thành tiếng. Văn Hinh hóa nhật, đem cả tòa thế giới lần nữa đốt dậy khao khát ánh sáng, xua tan hắc ám. Công tử, thật là nhiều thượng cổ bảo dược. Cửu kiếp bạc liên, ngân hà hoa. Lúc trước tĩnh mịch hoa nguyên bên trên, vô số bảo dược bắt đầu nảy mầm kết quả tới thành thục, chỉ là Văn Hinh biến thành mặt trời nóng rực chiếu khắp trong nháy mắt. Sơn hà trở về ấm áp, vạn vật ở sinh trưởng. Trên 9 tầng trời, mấy đóa tường vân ngưng dậy, hết thảy đều là ở hồi phục. Diệp Thần và Chu Uyên cũng là bị một màn trước mắt mạc biến ảo không ngừng cảnh tượng rung động. Dưới đất, có đồ ở phun trào. Chu Uyên cảm giác được dị động. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, thế giới này bên trong, ngày xưa chắc táng diệt không thiếu cường giả, hôm nay những sinh linh này, cũng có thể muốn hồi phục. Ha ha ha, hai đứa nhỏ, tới đây chính là có duyên phận. Nơi chôn cất truyền thừa các ngươi tất cả đều có thể lấy, như có thể được ngày xưa mấy vị lão hữu đồng ý, cũng không mất là một cọc đẹp nói. Người thần bí thanh âm vang vọng ở tiểu thế giới mỗi một xó xỉnh. Công tử, hái bảo dược đi. Chu Uyên nghe vậy, lúc này mắt lộ ra thèm thuồng vẻ, làm bộ liền muốn di chuyển, nhưng là bị Diệp Thần một cái ngăn lại. Lại đợi một chút. Hắn nhấn Chu Uyên, nhìn trên bầu trời không ngừng mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. Ngắm nhìn thật lâu không nói. Chu Uyên mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, hai đạo cao ngất bóng người đứng yên, hầu trước cái này đại nhật. Không lâu lắm, trên không kim mang vẩy chiếu xuống, cả tòa thế giới tắm quang biển, Diệp Thần Chu Uyên hình bóng đều là lóe lên màu vàng nhạt. Ken két, từng đạo bóng người nhô lên, tan hết quanh thân vô tận hắc ám, phun trào ra thần huy, như là bị trên hư không đại nhật hấp dẫn. Không nghĩ tới ngày xưa một chạm, cái này nơi chôn cất lại tiêu diệt liền nhiều như vậy sinh linh, cái này bên trong mỗi một vị, so với đạo bên trong thành những lão gia hỏa kia, đều không xính hơn để cho. Nhưng dưới mắt bốn mắt nhìn lại, có chính là có chừng mấy trăm ngàn anh hồn lớn. Cái này nhóm thế lực đều bị lật giữa trường tiêu diệt, Diệp Thần không khỏi được lông tơ đảo thụ, nếu như lịch sử lần nữa tái diễn. Đạo thành, chỉ sợ là vừa đụng liền bể. Liền vậy cái gọi là đế tộc. Sợ rằng đều là từ bảo không thể. Cung nghênh ta chủ. Từng tiếng hét lớn bên tai không dứt, mấy trăm ngàn anh linh thần hồn lóe lên thần huy, trực bức chân trời,
liền liền Diệp Thần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ này đã sớm chết vạn năm chiến sĩ, trùng tiêu sát ý. Ha ha ha, ta hậu nhân, đem lại giơ phạt thiên đại cờ, đi theo kỳ chủ, đạp bằng chư thiên. Trở lại không không, người thần bí thân hình hiện ra, còng lưng thân thể đã sớm bị năm màu tế đàn hút khô toàn bộ huyết khí lực, chỉ còn lại da bọc xương thây khô, cười lớn một tiếng, khàn khàn nói. Đứng thẳng trên hư không bóng người nhìn xuống trăm nghìn sinh linh, một mục liếc về đi, vô số đạo kiên định ý chí ngưng tụ thành minh mông tinh hải, dưới vào liền văn hình biến thành đại nhật bên trong. Oanh! Cả tòa thế giới bắt đầu run sợ, đang gào thét, ở kêu gào. Văn hình huyết mạch ở lột xác, đại nhật bên trong, như ẩn như hiện bé gái rút đi mấy phần non nớt, lưu chuyển thần mang, ánh mắt bên trong trong trẻo lạnh lùng vẻ sâu hơn. Mấy trăm ngàn anh linh ở là văn hình lột xác huyết mạch, tẩy cốt phạt tủy. Nàng sẽ trở thành là mảnh thế giới này chủ nhân, hoàn toàn nắm trong tay sát phạt. Chu Uyên, là bên kia. Diệp Thần luân hồi thiên nhãn phát hiện cái gì, gọi Chu Uyên một tiếng, hướng cách đó không xa đỉnh núi đi, ở đó cùng ngày giáp nhau chỗ cuối, hai đạo sinh linh đứng yên. Toàn thân bị ánh sáng màu vàng bao vây, không thấy rõ dung mạo, thậm chí phân biệt không ra trai gái. Hai vị tiền bối, vãn bối làm phiền. Tựa hồ đối với Diệp Thần cùng Chu Uyên được thăm vô cùng để ý bên ngoài, hai con sinh linh chính là nhìn về phía hai người. Cái này nơi chôn cất mấy trăm ngàn anh linh đều ở đây là mới chủ ăn mừng, nhưng là độc gặp hai vị, sinh lòng buồn bã, làm thiên địa này đều là run lên. Diệp Thần cũng là tìm trong lòng cảm niệm, đi tới nơi đây, cái này giống nhau nghịch đại thế mà không vì xa sút cảm, ăn nhịp với nhau. Oanh! Hai đạo thân ảnh nghe vậy, trong đó một tên thần bí sinh linh thẳng chính là hướng Diệp Thần phát khởi công kích. Cùng lúc đó, mấy năm mới nhẹ chí tôn bên này. Đáng ghét, mới vừa rồi đó là vật gì? Phun một cái máu tươi trên đất, Lạc Khuyết nhìn phía sau, vừa nhìn vô tận nửa đêm bên trong, chỉ có 5 người còn có sống thượng tích chữ, có thể bạn hắn chinh chiến. Phải biết, có thể đi theo ở hắn người hai bên, tùy tiện lấy ra ví dụ như Lý Uy các loại, đều là ngang dọc nhất giới trẻ tuổi thiên kiêu, dưới mắt lại hao tổn như thế nhiều tâm phúc. Bọn họ mấy vị cái gọi là trẻ tuổi chí tôn cũng đều là mạo hợp thần ly, tự mình chiến đấu. Dưới mắt đã nhập thành lớn, tu được từng bước vi doanh. Cái này cổ thành lớn quá mức khủng bố, không có dấu hiệu nào chính là bước chân vào ảo cảnh bên trong, tiếng chém giết ở vang lên bên tai ngay tức thì, mình đã gặp nạn, liền phản ứng thời gian cũng không có, nếu không phải cuối cùng bên trong thành thổi tới một cổ gió. Hắn cũng thì không cách nào phá cuộc. Là cái hướng kia. Hắn cảm ứng được phương hướng, một bóng người cấp tốc lướt qua, là khuyết nhướng mày một cái, Lan Nhã. Chính là cùng hắn cùng nổi danh trẻ tuổi chí tôn một vị trong đó. Vèo. Tiền Huyền Phong. Lại là một bóng người lướt qua, hướng bên kia hướng chạy đi. Lạc Khuyết không khỏi được nhìn lại một mắt mình đội ngũ, dưới mắt cùng Tiền Huyền Phong đối thượng, đòi không được chỗ tốt. Lúc này cắt đứt chủ ý, Lạc Khuyết một nhóm 6 người hướng năm màu tế đàn phương hướng truy tìm đi. Nơi này lúc trước từng có dấu vết chiến đấu. Đợi đến Lạc Khuyết chạy tới tế đàn trung ương, trên đường đi an bình vô độ, xem ra là đã có người nhanh chân giành trước. Là Lan Nhã, không đúng, là Thái Thần mang tới vậy tiểu tử. Đột nhiên, Lạc Khuyết trong con ngươi sáng lên sát ý, bởi vì nhanh chân giành trước chính là đôi ba lần từ thủ hạ hắn chạy trốn tên hề nhảy nhót. Hình ảnh quay về. Minh mông bao la mặt đất bên trên, một vòng tử dương bay lên, thật là chói mắt, ở đó nơi trung tâm. Lúc trước thượng còn có thể thấy được văn hình bóng người, đã biến mất ở trong đó. Mấy trăm ngàn anh linh hồn, vậy dùng hết sau cùng một chút thần huy, là mới chủ tưới huyết mạch, lễ đăng cơ là vương. Oanh! Thần bí sinh linh một chỉ điểm ra, Diệp Thần vận dụng nhân đồ thánh bôi, cũng thì không cách nào ngăn cản. Hắn vốn định thử nghiệm dùng tội ác thuyền, nhưng dưới mắt vận dụng vật này, càng khó hơn khống chế. To lớn tu vi hồng câu trước mặt. Cho dù là đạo linh chi hỏa và luân hồi thiên kiếm, cũng khó mà phá vỡ người trước mắt phòng ngự. Huống chi, vốn là bị văn hình lấy bảng bác sức sống lực tạm thời đánh thức người chết. Nhưng lại gặp, hắn khi còn sống tu vi rốt cuộc kinh khủng dường nào. Đổ bay ra Diệp Thần, cũng không bị bất kỳ thực chất tính tổn thương, nhưng rằng co dưới, mình ngay cả hô hấp đều là dồn dập. Tình huống gì, cái này tim hồi hộp cảm giác. Diệp Thần nhất thời cảm thấy không ổn. Mình tin chắc không có bị thương,
nhưng cái này cảm giác vô lực. Nhân hoàng thánh đao, cho ta chém chết. Diệp thần đột nhiên chợt quát, sử dụng nhân hoàng thánh đao, hung hăng kéo một cái. Suy rồi. Một nhỏ đoạn sáng bóng thân đao, bị diệp thần rút ra. Chỉ là một nhỏ đoạn, thế nhưng một nhỏ đoạn thân đao, bộc phát ra mũi nhọn, nhưng là kinh thiên liệt địa. Màu vàng kim đao mang, như dễ như bớn, mang phá giết vũ trụ vạn giới đáng sợ uy thế, hung hăng chém chết ra. Thế giới hiện thật lời nói, căn bản không cách nào hình dạng một đao này ác liệt, một đao này mũi nhọn. Thần bí sinh linh mắt gặp diệp thần trong tay nhân hoàng thánh đao lại bị rút ra một chút, hơi kinh hãi, tựa hồ hơi nhắc tới một ít hứng thú, như có điều suy nghĩ chỉ nhân hoàng thánh đao, chợt lại nửa nương tay, lấy cánh tay làm kiếm, cùng diệp thần chém giết. Đinh! Không chỗ nào bất lợi ánh đao lại chỉ là phát ra một tiếng giòn giã, liền thần bí sinh linh cánh tay ra thịt đều là không phá nổi. Diệt! Trong nháy mắt hủy diệt ý chí ở chung quanh bạo tán, kinh khủng khí tức hủy diệt đem thần bí sinh linh chiếm đoạt. Oanh! Lấy cánh tay làm kiếm, lại là một kiếm vung ra, lại giống như lưu gió vậy, đem quấn quanh ở trên người mình nhân hoàng thánh đao ánh đao nơi thổi tan. Cái gì? Nhân hoàng thánh đao nhất kích, lại có thể bị thổi tan. Trong nháy mắt thất thần đưa đến diệp thần thất lạc tiên cơ, đao ý áp chế lại nữa, ngược lại thì một cái sơ sẩy, bị luôn dễ lột cánh tay trái. Huyết quang vẩy dậy, diệp thần kêu rên lui về phía sau, nhìn trước mắt cái này. Hắn cũng không muốn giết ta, mà là muốn để cho ta rõ ràng. Trước kia những cái kia cảm giác, ta đang bị hắn công kích được thời điểm, lột tu vi. Thậm chí luân hồi huyết mạch cũng sẽ không. Liếc một cái dưới, diệp thần không khỏi được ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, tình huống gì. Mình vậy chỉ bị chém tới cánh tay, lại có linh nhất vậy, đang thay đổi huyễn. Chợt trượt non như lúc ban đầu sinh, chợt suy bại như năm mộ. Đây là hủy diệt lực, không đúng, là không gian chi lực. Diệp thần vậy xứng sở tại chỗ, nguyện vọng thiên tinh và bát quái thiên đan thuật ra chỉ xuống, bản thân có khổng lồ sức khôi phục có thể kéo dài tác chiến, nhưng mới vừa một kích kia nếu như thẳng vào ngực đâu. Nhất kích liền lột ta tu vi. Diệp thần lẩm bẩm nói, võ giả chạm ra mục đích kết quả là cái gì? Là chỉ riêng vì đột phá, vẫn là vì đối kháng thiên địa ý chí. Ý chí như vậy bên trên đâu? Những cái kia chân chính có thể ngao du các phe thế giới. Tiến vào không không thời không chí cường giả, thí dụ như Hồng Quân Lão Tổ và Võ Tổ cái này các loại, tuyệt không thể nào chỉ có thành tựu này mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, thần bí này sinh linh ngay tại tận lực điều động ta lực lượng, ý chí sau đó là hòa hợp thăng hoa. Cái ý niệm này nhô ra ngay tức thì, diệp thần mồ hôi lạnh chính là chảy xuống. Vượt qua ý chí, bao trùm chư thiên, luân hồi ý. Khó trách, chỉ là kiếm ý phụ thể đánh vào ta thân. Cũng có thể lột bỏ ta chút cảnh giới tu vi, cái này cùng võ đạo cảm ngộ, khủng bố như vậy. Chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng, diệp thần bên trong đan điền rất nhiều lực lượng hòa vào nhau lên, màu đen thần thì bị vô sắc không gian chi lực khuấy bể, diệp thần thống khổ gầm nhẹ lên tiếng. Hai gò má của hắn bên trên, khi thì hiện lên em bé vậy cười quái dị, khi thì nếp nhăn phân bố, khàn khàn đau kêu. Luân hồi hơi thở rối loạn, điều chỉnh hô hấp cảm thụ luân hồi là được. Ta có thể cảm nhận được, người trải qua vạn đạo luân hồi, bình trừ nghĩ bậy là được. Thần bí sinh linh nhưng là hiếm thấy cười ra tiếng, ngồi xếp bằng, yên tĩnh nhìn diệp thần kêu thảm thiết. Công tử, đang cùng một vị khác thần bí sinh linh kịch chiến Chu Uyên nghe được diệp thần bên kia dị động, không khỏi được mất thần, bị người thần bí một trưởng vỗ vào ngực, cơ hồ xuyên thủng. Ho, một ngụm máu tươi cùng thịt vụn khạc ra, Chu Uyên lần nữa không cam lòng ngã xuống đất. Cùng diệp thần một bên chiến trường không tương xứng phải, Chu Uyên bên này thật có thể nói là quyền quyền đến thịt. Nếu không phải nhất khí hóa tam thanh khổ khổ chống đỡ, hiện tại sợ rằng liền thần hồn đều là bị miễn cưỡng đánh bể. Nhưng thần bí sinh linh cũng không có cạn tào giáo máng dự định, Chu Uyên chết gần như chết lúc đó, hắn liền không động thủ nữa. Thậm chí vì tăng nhanh loại nào đó độ tiến triển, còn sẽ xuất thủ giúp hắn khôi phục. Trời ơi! Chu Uyên thống khổ tiếng gào truyền khắp cả tòa nơi chôn cất, đồng thời vậy kinh động ẩn núp mà đến Lan Nhã cùng Lạc Khuyết. Thật là khủng khiếp lực đạo. Âm thầm Lạc Khuyết thấy cùng Bình Hoa như nhau vừa đụng tức bể Chu Uyên, cũng là thần sắc run lên, nếu như hắn đi lên, sợ rằng cũng không khá hơn chút nào.
như không có thằng nhóc kia quỷ dị thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, thậm chí nhất kích liền sẽ bỏ mình. Lão đại, đó là cái gì sinh linh, như vậy khủng bố. Lạc Khuyết bên người mấy người rối rít kinh ngạc, mắt lộ ra đồi sắc, nếu như cùng cái này đám sinh linh giao chiến, nhất kích sẽ chết. Bọn họ không chút do dự tin tưởng, nếu như một cái tát kia quay chụp mặt đất bên trên, sẽ đem cái này nơi chôn cất vậy đánh thành hồng. Hắn có một khối không vô đạo vận xương tay, cho nên mới như vậy bá đạo. Lạc Khuyết dẫu sao là trẻ tuổi một đời nhân vật dẫn quân, một mắt chính là nhìn ra liền trong đó đầu mối, thần bí kia sinh linh mỗi một đánh, tay phải cốt đều là sẽ thoáng qua một chút toàn khắc đường vân. Đám người chỉ sẽ bị lực lượng kinh khủng kia hấp dẫn, không cẩn thận nhìn, căn bản không nhìn ra. Xem ra cái này truyền thừa không lão đại không có ai, côn bằng lực vốn là lấy lực lượng và tốc độ nổi danh, nếu như được bảo này cốt. Vạn năm sau đó, thái thượng thế giới vũ hoàng cổ đế sợ rằng đều phải cầm đời này người thứ nhất vị trí nhường cho ngươi. Sau lưng mấy người nhỏ giọng thì thầm, Lạc Khuyết nghe vậy, cũng là mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Khối xương này, hắn không cách nào không động tâm. Các ngươi nhìn chằm chằm Lan Nhã cái đó cô nàng, chỉ cần giúp ta kéo chốc lát là được, đoạt được bảo cốt, các ngươi chỗ tốt cũng sẽ có. Lạc Khuyết liếm môi một cái, phân phó nói. Sáu người thấy vậy, cũng là vẻ mặt chấn động một cái, có thể tới chỗ này, đều là có vốn để chảnh thiên tài, năm đối một, kéo vẫn là có thể làm được. Phịch, lại là một hồi xương máu bạo tán, Chu Huyên tiếng gào thét để cho nơi chôn cất đều là rung ba chấn động. Xong hết rồi. Thần bí sinh linh nhìn lên đồng hồ, tay phải bên trên phù văn tách ra ra ánh sáng sáng chói, ở hư ảnh kia hiển hóa hình ảnh bên trong, hắn từng một chưởng bắn chết một đầu vô lượng cảnh trung kỳ thần thú. Thần hồn ngay tức thì nổ tung, mất đi bụi bặm. Tay phải cốt hóa thành lau một cái lưu quang tràn vào chân trời, thần bí sinh linh đầu ngón tay vô hình phù lục điểm ra, tựa hồ phong ấn hắn bộ phận lực đạo. Oanh! Trong nháy mắt, to lớn kim xí phách biển, nhấc lên một hồi bá đạo vô cùng gió lớn. Cướp sóng sau này, thần bí phù cốt biến mất không gặp, cuối chân trời chỗ, một cái kim xí côn bằng phù diêu đi. Thần bí sinh linh thấy vậy, khẽ gật đầu một cái không nói, cũng là nửa ngồi trên đỉnh núi, xa nhìn phương xa. Tự tìm cái chết, cướp đồ ta. Thành tựu võ si Chu Huyên tự nhiên biết thứ này giá trị, mở hết hỏa lực đuổi theo. Ừ, vì sao liền côn bằng tốc độ đều không cách nào thoát khỏi tên tiểu tử kia theo dõi. Lạc Khuyết ánh mắt đông lại một cái, quay đầu lại nhìn lại, không chỉ là không cách nào thoát khỏi, hai người khoảng cách còn đang không ngừng kéo vào. Là cái này Tử Dương có vấn đề. Lạc Khuyết ánh mắt che lấp, tựa hồ vô luận như thế nào, đều không cách nào chạy ra khỏi cái này Tử Dương chiếu sáng, ở hắn bao trùm hạ, lại là không tìm được lúc tới đường. Cũng chỉ có ngươi một tên phế vật, cũng dám truy đuổi ta. Ở xác nhận thân người đến sau chỉ có Chu Huyên sau đó, Lạc Khuyết lại nữa tập kích bất ngờ, hắn muốn ở chỗ này, kết quả cái này đôi ba lần làm hắn bị xấu hổ tiểu tử. Ngươi xác định ta vẫn là trước khi Chu Huyên. Chu Huyên lập tức tiến lên đón, lúc này liền là châm chọc nói. Đoạt đồ ta, còn muốn chạy. Lạc Khuyết ánh mắt che lấp, nói, nhất khí hóa tam thanh, ngược lại thật là vậy không được thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, người phế vật kia sư phụ thật đúng là dốc túi truyền cho. Cũng được, hôm nay liền chém ba ngươi lần có gì phương. Phù văn cổ xưa ngưng kết mà thành đại lỗ mâm trái cây toàn tại đỉnh đầu. Phun Hà Thụy, đem Lạc Khuyết quanh thân bọc. Giả thần giả quỷ. Chu Huyên ngoài miệng mặc dù không tha người, nhưng hắn tâm lý nhưng là gương sáng như nhau, người này khủng bố, tuyệt không thể hết lấy xem nhẹ. Thiên đế quyền. Quyền mang xé rách chân trời, trực bức trên 9 tầng trời côn bằng, cự thú dương cánh, ngăn cản xuống. Tu ra hai đạo thần tức, ngươi lại có thể phá ra ta phòng ngự, đủ để kiêu ngạo, hy vọng ngươi đời sau, không nên gặp phải ta. Vạn Vũ Thiên lao dẫn. Lòng bàn tay tới giữa ngân hà tràn ngập, kinh khủng kia lực cắn nuốt lại xuất hiện, thẳng đem Chu Huyên thân xác miễn cưỡng biến dạng. Nhất khí hóa tam thanh. Gây dựng lại thân xác sau Chu Huyên một quyền kết kết thật thật đánh vào Lạc Khuyết trên lồng ngực, cho dù là trẻ tuổi chí tôn, cũng là một hồi huyết khí cuồn cuộn. Đến đây chấm dứt. Lạc Khuyết nhanh cười một tiếng, bên người ba đạo thần thức hóa thành sâu xiềng xích màu đen, động bể quanh thân hư không. Thẳng đâm xuyên qua Chu Huyên hai lần gây dựng lại thân xác. Hô! Ngay lập tức tới giữa gặp nạn hai lần, liền Chu Huyên đều là phản ứng không kịp nữa,
tên này thủ đoạn nhiều vô số kể, quả thực khủng bố. Thế nào, cái này thì tuyệt vọng. Lạc Khuyết trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt bị mình hoàn toàn dẫm ở dưới chân con kiến hôi, thẩm phán vị tràn vào nồng. Ngươi cũng xứng không vô đạo vận phù cốt. Ta hôm nay liền để cho ngươi xem, cái gì là chân tránh côn bằng lực. Tản đi quanh thân ba đạo thần tức, giống như tiên dáng trần vậy Lạc Khuyết lần nữa nhìn về Chu Uyên Mâu lúc đó, tràn đầy vẻ hài hước. Rắc rắc, nơi chôn cất bên trong lôi quang phun trào, mơ hồ ám sắc mây trôi có áp chế văn hình tử dương cảm giác. Người đi chết đi. Lớn như vậy côn bằng dương cánh, phù diêu vạn dặm, che khuất bầu trời, quanh thân quanh quẩn dậy kinh khủng sáng bạc sắc phù lục, quấn quanh côn bằng thân, làm được uy áp bạo tăng. Nơi chôn cất bên trong vô tận lôi biển phun trào, cánh tay lớn bằng lớn nhỏ sấm sét đập xuống ở Chu Uyên trước người cách đó không xa. Ha ha ha, người thấy chưa, đây cũng là thần thú lực lượng, người dựa vào cái gì cùng ta so. Thon dài đầu ngón tay nhẹ một chút. Hiệu lệnh vạn trượng côn bằng, hắn nơi mi tâm cùng côn bằng lực hòa hợp, liền Lạc Khuyết vậy tà mị trên gương mặt, đều là dâng lên từng tia sáng màu bạc phù lục. Ngươi lấy vì mình thắng chắc. Chu Uyên sắc mặt thảm trắng, gạt bỏ vẻ chế nhạo nụ cười. Cái gì? Lực lượng vô tận trào vào bên trong cơ thể, bắt đầu trước cái này thoải mái cảm giác làm hắn vô cùng cuồng ngạo tự tin, nhưng theo sát chính là xuất hiện vấn đề. Hắn thân thể chịu đựng không dưới phù cốt lực lượng tưới, muốn bạo thể. Trên 9 tầng trời côn bằng hư ảnh cũng là phát ra gào thống khổ, nó cảm nhận được liền chủ nhân thần hồn sắp vỡ vụn. Ngươi có thể biết, duyên vì sao tiền bối kia sẽ cùng ta như vậy liều chết đánh chết. Kinh khủng này phù cốt lực, cho dù là phong ấn nửa số kỳ lực, cái này thực tế thế gian trừ ta ra, không người có thể phối. Áo xanh Chu Uyên mái tóc dài bù xù, đứng ngạo nghễ vòng vũ, thời khắc này hắn hình bóng cực kỳ giống Diệp Thần. Các ngươi những thứ này tự xưng là cao cao tại thượng trẻ tuổi một đời chí tôn, thật là cho trên mặt mình thiếp kim. Cao ngạo tự đại, tự rước lấy. Chu Uyên chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ở Lạc Khuyết nơi mi tâm, làm bộ liền muốn dẫn động vậy vô cùng phù cốt lực. Không, đừng giết ta, Lạc gia có thể cho ngươi hết thảy mong muốn. Cứu ta, van cầu ngươi. Vạn phần hoảng sợ Lạc Khuyết giờ phút này liền thống khổ đều là so tầm thường phồng lớn mấy cái độ, con mắt bên trong màu bạc phù cốt lực phun trào, hắn bắt đầu thất khiếu rớm máu. Lạc gia, ta sẽ đem các ngươi còn thừa lại người, từng cái đánh chết. Ta không tên gì ngông cuồng tiểu tử, nhớ, người giết ngươi, kêu Chu Uyên. Ta công tử, là định trước thành lập luân hồi trật tự luân hồi chi chủ. Ngón tay thon dài thuận thế kéo một cái. Trên 9 tầng trời côn bằng rên rỉ một tiếng, đầy trời mưa máu vẩy chiếu xuống, thượng không kịp rơi xuống đất, chính là bị mênh mông tử dương lực bay lên bốc hơi. Lạc Khuyết thân xác ầm ầm vỡ vụn, liền thần hồn đều là không đạt tới bỏ chạy một chút, chính là bị màu bạc phù lục nơi phai mờ, hoàn toàn chết thế gian. Thủ được mây mở gặp ngày minh, trên đỉnh đầu treo chiếu tử dương rỉ ra một chút ấm áp, tựa hồ là văn hình đang cười. Cái gì? Đang âm thầm xem xét Diệp Thần Lan Nhã cũng là cả kinh, nàng là một tên kiếm tu, rất hiển nhiên Diệp Thần đối với nàng mà nói quan trọng hơn, thần thức lộ ra, nàng biết được Lạc Khuyết dẫn đầu làm khó dễ. Nhưng vẻn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, côn bằng bỏ mình, vậy há không có nghĩa là. Chuyến này hết sức nguy hiểm. Cùng lúc đó, Lạc gia trưởng bối bên này. Vô liêm sỉ, làm sao có thể? Thanh Vân ngoài thôn. Một đạo giữa lông mày cùng Lạc Khuyết có mấy phần tương tự người trung niên ánh mắt run lên, trong xung quanh trăm dặm băng sơn nhất thời bay lên hoa tuyết, từng hạt tròn đập xuống, đều là xuyên thủng sườn núi. Người này chính là trước đời tranh đạo Lạc gia chí tôn, Lạc Khuyết phụ thân. Lão Lạc, bọn nhỏ đùa giỡn quay về đùa giỡn, tóm lại vẫn là có cái độ, sinh mạng bia ngay tức thì nghiền thành cho tẫn, có thể là gặp cướp. Một người khác phụ nhân lên tiếng nói. Tiền gia chí tôn nghe vậy một lần, ống tay áo nhẹ phẩy mở miệng nói, ta lúc trước lúc rỗi rãnh, từng nghe nói Phong Nhi nghe dạy qua, nhất khí hóa tam thanh. Cái gì, cái tên kia còn dám trở về? Nói vừa ra miệng, tám đạo chất vấn tiếng chính là ngay tức thì nâng lên. Tiểu bối tranh, ta vốn vô tình nói tới, huống chi, mảnh thiên địa này lúc đó, ta cũng không cảm nhận được cái tên đó hơi thở. Hy vọng như thế chứ. Chín vị trí tôn đều là đồng loạt rơi vào trầm mặc. Hình ảnh quay về. Oanh! Vặn vẹo nơi chôn cất không gian lực lượng quỷ dị lan tràn,
chỗ tối Lan Nhã cũng là cả kinh, lúc này xa lui. Ở một chớp mắt kia, nàng cảm nhận được liền mình khí huyết cũng đang cuồn cuộn. Vèo. Diệp Thần không để ý tới cái khác, luân hồi thiên kiếm một kiếm vung ra, chỉ nước kiếm mang tựa hồ chỉ là kẹp mang theo lau một cái không gian rung động, dạo dược tới. Thần bí sinh linh khóe miệng lộ ra một nụ cười, không thiên vị, hướng kiếm mang ngạnh hám tới. Đâm một tiếng. Lan Nhã trước mắt rơi vào một phiến yên lặng, trước mặt cả tòa không gian, lấy cực kỳ vi diệu góc độ bị cắt đi. Nàng không thấy được nội cảnh như thế nào. Oanh! Vô hình chập chờn tản ra, trước mặt thần bí sinh linh lần đầu lộ ra hình dáng, hắn tướng mạo, lại cùng mình độc nhất vô nhị. Đây cũng là chỉ nước và luân hồi kết hợp lực lượng, một kiếm sống chết người, một kiếm thịt bạch cốt, sống chết không ngừng. Thần bí sinh linh tay áo vung tay lên, ở sau lưng càn khôn giãn nứt, to lớn mênh mông lực lượng ngay tức thì giống như vực sâu vậy đem Diệp Thần kéo vào bùn sình vòng xoáy bên trong. Đây là phiến tự thành thế giới nhỏ, ghi chép năm xưa hắn huy hoàng nhất một đoạn năm tháng. Hắn từng một kiếm đem vô thượng sinh linh ngực xuyên thủng, rơi xuống màu vàng kim máu lần nhuộm chư thiên, làm được thương khung sợ hãi. Vậy nguyên bản cuồng ngạo không kềm chế được địch thủ, lại là bị một món luân hồi ý chí miễn cưỡng lột hơn nửa vòng tuổi, biến thành đứa bé hình dáng. Chính gặp hoảng hốt để gặp, bị một kiếm hoàn toàn chém tới liền đầu lâu, đến chết đều là thời niên thiếu. Kinh khủng luân hồi ý, dù là chết đi, cũng không cách nào biến mất. Ta chỗ chế, luân hồi diệt thiên trảm. Đời này luân hồi chi chủ, một kiếm có thể đoạn vạn niệm, quay về khư tại không, cực cảnh đường, tu lại mở, có thể trưởng thành tới loại gì tình cảnh, quyết định bởi tại tương lai ngươi lựa chọn. Thần bí sinh linh tựa hồ đối với Diệp Thần thiên phú vô cùng là hài lòng, cái này mới qua bao lâu, luân hồi chi chủ lại lĩnh ngộ rất nhiều. Nếu như tiến hành tu luyện, vượt qua đã từng là mình cũng không quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mới vừa lần đầu tiên sử dụng lực lượng, ngươi nhìn thấy gì, liền sẽ quyết định, ngươi ở nơi này một đường, có thể đi bao xa. Năm xưa ta ngộ ra luồng thứ nhất luân hồi ý lúc đó, trong thức hải ánh trăng chạc chạc, ôm hết sức thiên hạ bách thái, đến đây kiếm ý đại thành, là được đoạn vạn niệm. Nghe được thần bí sinh linh câu hỏi, Diệp Thần nhưng là nhướng mày một cái, trước kia một kiếm, hắn cũng không thấy bất kỳ thiên địa dị tượng. Chưa, không nên à, người thành tựu luân hồi chi chủ, lần đầu tiên chính là có mạnh như vậy mãnh liệt chập chờn tản ra, làm sao sẽ? Thần bí sinh linh hiển nhiên cũng là đối Diệp Thần thuyết pháp này không khỏi có chút kinh ngạc. Ở trên người ta, ngươi nhìn thấy gì? Hắn hít sâu một hơi, hỏi ra một cái vấn đề. Ta nhưng là không nhìn thấy bất kỳ dị tượng hoành sanh, một kiếm kia đâm ra, năm tháng lưu chuyển, ta chỉ là thấy được mình. Lại lùi sau, chính là mơ hồ không rõ. Diệp Thần nói ra thật tình, nhưng là làm được thần bí sinh linh ngay tức thì có tâm trạng lên to lớn chập chờn. Cái gì? Vào thời khắc này, trên bầu trời thanh âm yếu ớt thấp giọng cười nói, lão hỏa kế, nói là cái ngạc nhiên mừng rỡ, như thế nào? Nghe tiếng, chính là vậy tặng cho văn hình truyền thừa thần bí thây khô. Bất quá giờ phút này hắn thanh âm rõ ràng trung khí chưa đủ, truyền thừa kết thúc, ý nghĩa hắn sinh mạng cũng nên hoàn toàn đi về phía cuối. Ha ha ha, lão phu ở đem hao tổn năm, còn có thể có này cùng hành động vĩ đại, không uổng công phó cuộc đời này. Mặc dù con đường phía trước không dòm ngó, nhưng lại trải xây thông thiên đường. Thì dã mệnh dã, vận vậy. Hai người một lời nói được Diệp Thần đầu đầy mê hoặc, chỉ là nghe được một người trong đó sướng như vậy cười một tiếng, hư không lần nữa bình tĩnh lại. Cái này hai người tựa hồ đối với luân hồi có cảm giác, bất quá đối phương luân hồi chi đạo cùng mình luân hồi chi đạo lại có khác biệt. Nhưng chính là bộ phận này cảm ngộ, để cho hắn đối luân hồi có mới cái nhìn. Thậm chí còn dư lại bốn đạo gông xiềng vậy giãn ra rất nhiều. Nơi chôn cất, Tử Dương diệu thế. Tôn chủ. Văn Hình cũng là hoàn thành truyền thừa của mình, mi mắt tới giữa thêm mấy phần anh khí, non nớt lại nữa, quanh thân phát ra thần huy, tu vi cũng là đạt tới thiên huyền cảnh. Cùng lúc trước ở Thanh Vân thôn cứu hắn và Chu Uyên cái đó bé gái, chừng như hai người. Ngươi kêu ta Diệp đại ca là tốt, cái này cái gì tôn chủ, quả thực không được tự nhiên. Diệp Thần gãi đầu một cái, không giải thích được gắn cái tôn chủ cái mũ, thật là không có thói quen. Nếu như đối phương là âm dương thần điện thì thôi. Được, Diệp đại ca. Vào thời khắc này, Chu Uyên vậy từ phương xa trở về, vẻ mặt tràn đầy vui sướng,
cách thật xa chính là phất tay nói, công tử. Trên đỉnh núi, nhìn hai đạo tặng cho truyền thừa thần bí sinh linh hoàn toàn hóa thành tượng đá tan mất sức sống, đến chết, Diệp Thần cũng không biết hai tên người húy. Luân hồi ý, cái thế cốt. Cái này hai đại truyền thừa lực, không thể nghi ngờ lại tăng thêm mấy phần mạnh có lực lá bài tẩy. Cảm giác như thế nào? Diệp Thần hướng về phía Chu Uyên cười một tiếng, hỏi. Chuyến này trải qua quá nhiều sát kiếp, mà đây, mới là mới vừa bắt đầu. Chu Uyên tuét miệng cười một tiếng, suy nghĩ một chút đầu óc bên trong vẫn là bộ kia chém chết Lạc Khuyết hình ảnh, dừng một chút, kêu, bọn họ thật rất mạnh, ta có thể chém vậy Lạc Khuyết, vậy đúng là bất ngờ. Một lời, âm thầm Lan Nhã cả kinh. Quả thật là hắn giết Lạc Khuyết. Trong nháy mắt hơi thở tiết ra ngoài, chính là bị Diệp Thần cảm giác bén nhạy phát hiện. Chu Uyên. Diệp Thần ánh mắt tỏ ý, trường kiếm trong tay tinh mang chớp mắt, vô hình quang lại liền không gian ba động đều là ẩn nặc đi. Vèo. Lan Nhã thực lực tuyệt đối không bằng Lạc Khuyết dưới, từ đạo bảng hạng liền có thể thấy được, nàng rất mạnh. Cực hạn năng lực phản ứng làm nàng ngay tức thì phát hiện, một đôi cánh tay ngọc so với bình thường lại là ngưng tụ quang nhuận liền mấy phần, nhẹ nhàng bắn ra Diệp Thần kiếm mang. Đáng ghét, cái này người tùy tùng xem ra mới thật sự là nhân vật chính. Nhìn rõ ràng là liền thần thức đều không từng tu ra, chạm ra cảnh vậy không bước vào tướng mạo xấu xí này ra hỏa, mới thật là kinh khủng nhất. Mới vừa một kiếm kia mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của mình, nhưng là làm được nàng tâm cảnh không yên, tu vi có giãn ra. Đây là cái gì kiếm pháp? Lan Nhã cũng là một tên kiếm tu, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy kiếm ý. Giữa lúc nàng dự định liều chết đánh một trận lúc đó, sau lưng lại truyền tới một hồi hài hước thanh âm, không cần chống cự, buông tha đi. Làm sao có thể? Lan Nhã khó tin, cái này rốt cuộc thu được cái gì truyền thừa? Đang động tay trước, người có thể nghĩ xong. Chu Uyên loáng cười một tiếng. Một bên Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, trong tay luân hồi thiên kiếm thu hồi, nhưng phạm thiên thần công trận tự quyết thừa dịp dung vào tự nhiên ở nơi này nơi chôn cất đại thế, tùy thời có thể hướng đối phương phát động có thể chết người đánh giết. Văn Hinh mặc dù thu được truyền thừa trở thành cái này cổ thành lớn dưới nơi chôn cất chủ, cái này cổ hào hùng lực lượng cần phải từ từ đi hấp thu đổi thành, chưa trải qua huyết kiếp giết hại nàng, giờ phút này cũng không thích hợp chiến đấu. Thân hình của nàng chậm rãi tiêu tán, tử dương vẩy chiếu xuống nơi chôn cất, phá lệ chói mắt, Lan Nhã chỉ cảm thấy sau lưng có một đôi tròng mắt không lúc nào không đang ngó chừng nàng. Mạnh như trẻ tuổi đồng lứa chí tôn nàng, vậy cảm nhận được liền cực lớn áp lực. Chu Uyên đối những thứ này cái gọi là trẻ tuổi chí tôn cũng không có bất kỳ hảo cảm, thấy Lan Nhã thần tình phòng bị sau đó, hắn tròng mắt bên trong lãnh đạm dần dần đổi thành là lạnh lùng sát ý. Ngươi có thể biết hiểu, cùng chúng ta cái này mấy tộc là địch, sẽ là cái gì kết quả? Hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp, ngày khác đại kiếp đến, còn có thể che chở ngươi các loại, mặc dù các ngươi thiên tư dị bẩm, nhưng nếu là vô hậu đài chiếu cố, như nhau sẽ chết hiểu. Chúng ta Lan ra, có thể thành vì các ngươi phía sau đài. Lan Nhã bị vây khốn, một mình đối mặt Diệp Thần cùng Chu Uyên, nàng không có chút nào chống cự thủ đoạn. Oanh! Rằng có để gặp, tử dương một hồi nổ ầm, nơi chân trời lau một cái lưu quang tràn vào, một viên xúc sắc xuyên thủng nơi chôn cất, đem núi này điên cũng chặn ngang chém tới một nửa. Thấy tình hình này, Lan Nhã quát to Tiền Huyền Phong, cứu ta! Quần áo trắng như tuyết nam tử cầm đầu, kiếm mục đưa ngang một cái, cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Ở sau lưng bảy bóng người trôi giạt đứng, đều là tinh mắt bên trong lưu chuyển thiên huyền khí, hình dáng như tiên dáng trần, được không thoát trần. Lạc Khuyết bị bọn họ giết. Liền liền Tiền Huyền Phong cũng là nghe vậy sửng sốt một chút, Lạc Khuyết bị giết. Phải biết, bọn họ cái này mấy tộc đều có mỗi người nghịch thiên thủ đoạn, nói Lạc Khuyết không địch lại còn ở tình lý bên trong, bị giết cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiền Huyền Phong ánh mắt che lấp, nghe được Lan Nhã nói sau đó, quay đầu nhìn về hai người mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi có biết, ngươi làm cái gì đại nghịch bất đạo sự việc. Chu Uyên nhưng là không thèm để ý chút nào, nói, nếu các ngươi cùng nhau tụ tập mà tới, cũng đúng lúc giảm bớt ta và công tử từng cái tìm thời gian. À, tiểu tử, ta không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, có thể nói ra những lời này. Tiền Huyền Phong nghe vậy giận dữ ngược lại cười. Chẳng lẽ là lấy là thu được chút cơ duyên, là được cùng tộc ta là địch? Hắn lúc nói chuyện, giữa eo chặn một quả tinh xảo màu máu đá quý,
chớp mắt, vạn phần quỷ dị. Rất hiển nhiên, hắn lúc trước ở nơi này cổ thành lớn bên trong, cũng có thu hoạch. Diệp Thần thấy Tiền Huyền Phong giữ eo máu thạch ngay tức thì, vẻ mặt mấy độ biến ảo. Linh, Linh Nhi, vật kia. Hắn cảm thấy quen thuộc hơi thở. Chính là luân hồi huyền bi đồng loại vật. Nhưng tựa hồ Linh Nhi bên kia nhưng cũng không trả lời, cái này làm hắn có chút kinh ngạc, Linh Nhi con bé này, lại dở trò quỷ gì. Dựa theo nàng vậy một cách tinh quái tính cách, không nên như vậy mới được. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Chu Huyên dẫn đầu làm khó dễ, một đôi ẩn chứa cực mạnh võ đạo ý vận một quyền nện xuống, đem chiến trường hoàn toàn chia nhỏ tới, cả ngọn núi loan nứt ra tới, hắn hướng phương xa chạy đi. Các ngươi cẩn thận một chút, kẹp trước liền thằng nhóc này đảo. Có thể chém chết Lạc Khuyết, đã không thể khinh thường. Tiền Huyền Phong tỏ ý mấy người đuổi theo giết Chu Huyên, mình chính là cùng ba người cùng, đem tầm mắt vững vàng phong tỏa ở Diệp Thần trên mình. Cho tới nay, nhất không biểu hiện ra tài năng ngươi, mới thật sự là người phía sau màn chứ. Loãng cười một tiếng, Tiền Huyền Phong hướng về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần không hề dự định vận dụng luân hồi thiên kiếm và nhân hoàng thánh đao, trong tay hắn tinh thần vẫn kiếm phôi nhẹ nhàng huy động, nhàn nhạt nói, đại thế tranh nói, bất quá là vì một ngày kia tự vệ còn sống thôi, các ngươi lấy nhất tộc tư thái ngạo thị hoàn vũ. Nói tới chỗ này, Diệp Thần vậy khẽ lắc đầu một cái. Vậy hắc ám khủng bố nếu như lại đến, 10 cái đạo thành vậy không đỡ được. Tiền Huyền Phong nhưng là cười nói, thật là quá ngây thơ rồi, đây bất quá là tòa suy bại cổ thành lớn mà thôi, bên trong tất cả loại thần tích đã đoạn tuyệt, vốn là tử địa. Mà đạo thành, lánh đời đích gia tộc nhiều biết bao, tùy tiện một vị lão chí tôn ra tay, cũng có thể chấn vỡ hắc ám. Hắn đối với đạo thành nội tình, rất tin không nghi ngờ. Chỉ bất quá không nghĩ tới, tĩnh mịch trong thành. Lại còn có một nơi phúc địa có thể bị thức tỉnh. Rất hiển nhiên, hắn chỉ chính là bị Văn Hinh lấy huyết mạch lực đánh thức nơi chôn cất. Nơi này truyền thừa, không thuộc về các ngươi, gác lại Thanh Vân làm ruộng, để phòng đại thế tranh. Diệp Thần lắc đầu một cái, mảnh thiên địa này giữa chí bảo thần dược vô số, chắc chắn là không thể để cho những người này. Cơ duyên tranh đoạt luận đạo, tất cả bằng thủ đoạn, ngươi thì như thế nào ngăn trở ta? Huống chi, nếu như tộc ta lấy có thể làm toàn thể thực lực lần nữa lột xác. Đến lúc đó Vũ Hoàng cổ đế lại coi là cái gì? Mảnh thế giới này bên trong, hồ trạch đều là xanh thẳm, núi chim bầy cá và minh, bảo dị giống hiện ra hết, có thể trùng điệp phúc trạch đời sau vạn thế. Thậm chí sánh vai thái thượng thế giới. Đường đường chính chính. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, các ngươi cái gọi là tộc đem bá tánh đưa vào nơi nào. Người xưa tiên hiền là đoạt thiên không tiếc khom người, lấy thân thổ thế đạo. Chỗ tòa này thành lớn chiến tới phụ nữ và trẻ con đứa bé đều là bỏ mình, mới lưu lại khao khát cây lửa. Các ngươi những thứ này luôn mồm tự xưng là quân tử lộng lẫy nhất tộc ngồi cao trên đám mây, lúc nào mở mắt nhìn xem qua cái này thế gian nỗi khổ. Chỉ thủy kiếm ý tiếng vo ve chậm rãi vang lên, không khí bên trong mỗi một viên bụi bặm đều ở đây lạc lạc vang dội. Không tốt, mau lui lại. Tiền Huyền Phong nhất thời cảm thấy không ổn, lúc này quát lên. Bảo. Diệp Thần tay cầm tinh thần vẫn làm bằng kiếm phôi, toàn thân đen nhánh thân kiếm hắc mang lóng lánh, kinh khủng kiếm ý xuyên qua cả tòa nơi chôn cất, hủy diệt quy tắc phách linh lực tính lấy không khí bụi bặm cùng làm môi giới, trong nháy mắt hoàn toàn bạo tán ra. Oanh! Chiếm đoạt cả tòa thế giới hắc mang giấy lên, không có đạt tới thiên huyền cảnh 4 tầng thiên võ giả ở nơi này không khác biệt kiếm quang bao phủ hạ, bị chiếm đoạt, biến dạng. Chỉ nước ý chí hắc mang bao phủ cả tòa nơi chôn cất. Diệp Thần bóng người ngang dọc hư không, giờ khắc này hắn đại khai sát giới, vô số võ giả như sóng lúa vậy thành phiến ngã xuống, máu tươi đảo huyền hư không. Vô số đầu người phóng lên cao lại ào ào rơi xuống, là mới vừa hồi phục vạn vật tăng thêm một chút kính sợ cảm giác. Liền gần đây ổn định nho nhã Tiền Huyền Phong, cũng là bị Diệp Thần cái này điên cuồng cử động hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này một lần hành động, chính là dự định cùng cả tòa đạo thành tất cả tộc là địch, không đội trời chung. Tạm thời tới giữa, ngoại giới hoàn toàn chấn động, vô số danh môn vọng tộc cường giả tức giận, một ngày này, mấy trăm đạo thành trẻ tuổi thiên kiêu bị chém chết, thần hồn bia hoàn toàn vỡ vụn. Truyền thừa cách đời hoàn toàn đoạn tuyệt. Các vị, người nọ mang tới đệ tử, chọc tới đại họa, đưa thiên hạ bá tánh không để ý, tùy ý tàn sát chúng ta trong môn thiên kiêu, đây là muốn tái hiện năm xưa tai nạn.
Lý gia gia chủ mắt máu thử mãnh liệt, hắn con trai Lý Uy, cũng là tu gia hai đạo thần hơi thở trẻ tuổi thiên kiêu, chính là chết tại Chu Huyên tay. Vô số danh môn quần chúng kích động để gặp, đối tượng đã kích thái thần, nhưng là không biết tung tích. Người Mỹ phụ nhìn ngoài cửa sổ không ngừng bay xuống lời nói nhỏ nhẹ, lẩm bẩm nói, người đây cũng là cần gì chứ, biết rõ không thể vì ngươi, là phát hiện cái gì không. Hình ảnh quay về. Cái này ẩn chứa chỉ nước một kiếm uy thế, liền liền đuổi giết Chu Huyên Lan Nhã các người bất ngờ không kịp đề phòng, đều là suýt nữa trước liền nói. Diệp thần hôm nay chạm ra 96, kiếm đạo mạnh mẽ, biết bao khủng bố. Nếu không phải Nhâm Phi Phàm là Diệp thần che đậy chạm ra và luân hồi khí tượng, những người này cũng không khả năng sẽ khinh thị Diệp thần. Lần nữa truy đuổi xem dưới, đã mất đi Chu Huyên tung tích. Đáng chết, tất cả đều là người điên. Linh Lung Tư thái thân con gái, giờ phút này đều là cả người run sợ, sắc mặt thảm trắng, hô hấp mỗi một miệng không khí, đều là màu máu mùi vị. Diệp thần sát khí cách ngoài ngàn dặm, đều là làm được nàng cắn chặt hàm răng, đầu đầy mồ hôi. Mấy người có thể cảm giác rõ ràng đến, cái này mảnh không gian, đã không có nhiều ít sống sót võ giả. Tất cả đều bị Diệp thần thủ đoạn, tàn sát hầu như không còn. Lan Nhã, không muốn phân tâm, Hà Nhất, Lam Đạo, tìm ra cái thằng nhóc đó. Bên kia giao cho Tiền Huyền Phong cho giỏi. Tề Thiên lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ bốn người bị Tiền Huyền Phong tỏ ý đuổi giết Chu Huyên, đối phương nhưng mà chém giết Lạc Khuyết ra hỏa, vô luận như thế nào cũng không được có nửa điểm mà khinh thường. Thiên Đế Quyền. Kinh khủng quyền mang ngay tức thì sáng lên, bát phương mây nuốt băng tán, đánh thẳng trẻ tuổi chí tôn Hà Nhất ngực. Oanh. Ánh sáng nhạt chớp mắt rồi biến mất, tê liệt máu thịt ngay tức thì bắn tán loạn ra, một vị trẻ tuổi chí tôn, trọng thương đẫm máu. Ở nơi đó, Tề Thiên thời gian đầu tiên phong tỏa mục tiêu, sườn gian đen trắng cánh bỗng nhiên sinh trưởng, trượt cướp đi. Đáng ghét, trực giác như vậy bén nhạy, tên này, là cái gì võ hồn? Chu Huyên đánh lén thuận lợi, không nghĩ tới ngay tức thì chính là bị đối phương bắt được tung tích, nhìn dáng dấp nếu muốn chiến thắng. Trước hết gọi cái này là Tề Thiên ra hỏa giải quyết hết. Công tử, hôm nay, người ta sóng vai tác chiến. Giờ phút này, Chu Huyên đi tới một phiến cổ trong rừng, trong tay một khối ngọc chất trận sừng lóe dịu dàng ánh sáng, làm được hắn từ thân linh lực trong cơ thể lưu chuyển, đều là thuận lợi liền mấy phần. Cái này vật lẻ tẻ, sẽ là đại sát khí. Hắn vậy rất mong đợi Diệp thần bút tích, sẽ là hạng tươi đẹp sát phạt đại trận. Đáng chết! Chẳng lẽ liền không thoát khỏi? Chu Huyên chỉ cảm thấy sau lưng có một đôi làm sao vậy thoát khỏi không hết con người gắt gao nhìn chằm chằm mình không buông, vô luận như thế nào ẩn núp, cũng sẽ bị phát giác. Đã như vậy, Tề Thiên ánh mắt híp một cái, nhìn chằm chằm nói, ở nơi đó. Trong nháy mắt, ba đạo kinh khủng giết mang theo nhau mà tới, đánh vào Chu Huyên trên lưng, thiếu niên lảo đảo mấy bước, miệng phun máu tươi, hoảng hốt chạy trốn. Truy đuổi. Lan Nhã, Hà Nhất, Lam Đạo cùng ba người chen nhau lên, Tề Thiên lấy cảm giác áp trận, phân tích Chu Huyên nhất cử nhất động, nhếch miệng lên. Người phế vật như vậy, cũng có thể giết Lạc Khuyết. Bốn chiếc người sau đem Chu Huyên tất cả đường chạy trốn hoàn toàn phong tỏa, vây khốn ở thủy mạc bên trên. Chu Huyên quay đầu xoay người, nhìn đem mình vây khốn 4 năm mới nhẹ chí tôn, hắn khẽ thở dài. Quả thật không ra công tử sở liệu. Còn thật dám cùng nhau đuổi giết tới. Áo xanh vù vù vang dội, cho dù là lấy một địch bốn, thời khắc này Chu Huyên trên mặt cũng là không hiện chút nào vẻ sợ hãi. Đây cũng là võ sĩ Chu Huyên. Lan Nhã có chút sợ hãi, bước chân không khỏi được sau di chuyển mấy phần, cái loại này quỷ dị cảm giác, cùng Lạc Khuyết khi đó. Giống nhau như đúc, Tề Thiên hai tròng mắt con người bên trong phun trào từng cơn tinh mang, hóa thành tối tăm phù khắc hiển lộ cao nhất chân ý, chìm nổi câu hiện. Giờ phút này hắn cũng là nhìn ra liền Chu Huyên đầu mối, hơi thở không đúng lắm, hơn nữa ánh mắt bên trong có dũng khí vô hình ý. Cái gọi là chạm ra đất yêu nghiệt, bất quá như vậy. Chu Huyên khẽ cười một tiếng, trong tay ngọc chất trận sừng chậm rãi vỡ vụn, một đạo sát khí từ hắn ngực thẳng phá ra. Đáng chết, tự bảo. Tề Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền là gọi cái khác mấy người lui ra, có thể trong nháy mắt, là lúc đã chậm. Lúc trước mấy người vây truy đuổi trận đoạn Chu Huyên lúc đó, nhưng mà gần như tới sát trước mắt. Tử dương ánh sáng trong nháy mắt bỏ ra, làm được mấy người động tác đổi được dị thường chậm chạp, Văn Hinh ra tay.
Chu Uyên bụng lại là xé ra một đạo lỗ hổng, từng luồng mờ mịt hơi thở chậm rãi bay lên tràn ra, hóa thành khói xanh lại ngưng làm hồng hành động, mang uy áp kinh khủng, không lâu lắm, cả người đã hoàn toàn bốc hơi. Khói xanh lượn lờ, lại là cắt rời liền hư không, cực kỳ kinh khủng. Bốn vị trẻ tuổi chí tôn sát chiêu Tần Hiện, giữa trưởng càn khôn đổi ngược, ngân hà nặng bể, năm màu rực rỡ tươi đẹp thần thông đem chín tầng trời khuấy bể, cũng không cách nào ngăn trở khói xanh lan truyền. Thanh hồng sát trận, bao phủ cả tòa lâm tử khói xanh hạ, xương máu dần dần tràn ngập lên. Đây là Diệp Thần mượn nhân đồ thánh bôi, lại vận dụng phạm thiên thần công trận tự quyết mài mạnh nhất sát trận, chưa bao giờ sử dụng qua, này cùng trận pháp quá mức nghịch thiên, yêu cầu trận chủ lấy huyết khí lực mới có thể dẫn động, giá phải trả chính là tự thân tánh mạng. Nhưng Chu Uyên có nhất khí hóa tam thanh cái này cùng mạnh có lực lá bài tẩy sau đó, trận pháp này mới bị Diệp Thần tặng cho liền hắn. Đơn giản là đặc biệt là Chu Uyên đo thân chế tạo sát khí. Chưa bao giờ hiện thế trận pháp, liền Diệp Thần cái này người sáng tạo cũng không từng dò ngó gặp qua hắn uy năng, cái này cùng giết địch 1000 tự tổn 800 nghịch thiên cử động, cho dù là hắn có nguyện vọng thiên tinh và trần bia cái này cùng thần vật, vậy không dám tùy tiện đã thử. Oanh! Khói xanh hóa mây rủ xuống, nhưng là kích động dậy vô cùng sấm sét xen lẫn, chi chít minh văn lóe lên ý định giết người, cùng trong rừng khí ẩm tác dụng. Trong nháy mắt đốt đủ để lửa đốt mặc nhất giới khủng bố thanh mang. Diệp Thần tự nhiên cảm giác được Chu Uyên bên kia nổ, thở ra một hơi. Nhưng giờ phút này, hắn tình cảnh tuyệt đối không nhẹ coi. Linh lung xuyên tâm gai. Một viên nho nhỏ xúc sắc xuất quỷ nhập thần, chút nào không để cho người chú ý vật lẻ tẻ nhưng là đuổi Diệp Thần khắp thế giới chạy loạn. Chỗ đi qua, núi cao vạn trượng bị tạc xuyên, sơn hà biển hồ chỉ lưu. Lại là một tòa ong được nghiền dáng trần ai, Diệp Thần trong tay tinh thần vẫn kiếm phôi chặn nhất kích, hắn cũng không có đánh trả dự định, một đường vừa lui bên chiến. Mà Tiền Huyền Phong tựa hồ cũng chẳng muốn đem nơi chôn cất hoàn toàn hủy diệt, nơi này rất nhiều linh bảo đều là thế gian hiếm có, chân quý dị thường. Tên kia kiếm, lại có thể ngăn được ta công kích. Tiền Huyền Phong mấy người liên thủ công kích, đều là bị hắn tránh ra, nói cái thằng nhóc này có cổ quái, cũng cẩn thận một chút. Đột nhiên, Diệp Thần thân hình một lần, dựng thân tại một nơi trên cánh đồng hoang vu, lại nữa chạy trốn, yên tĩnh chờ đợi cái gì. Làm sao, ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Quần áo trắng như tuyết Tiền Huyền Phong gặp Diệp Thần dừng bước, cũng là loãng cười một tiếng, hắn bên người mấy người cũng là có góc thế, đem Diệp Thần bao vây. Ngươi thật đúng là, để cho chúng ta lâu như vậy, bà cô nhỏ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, cười một tiếng nói. Trước mặt mấy người sửng sốt một chút, thằng nhóc này chẳng lẽ là điên rồi phải không, lại lẩm bẩm. Này, mới để cho ngươi cùng như thế một hồi liền không vui. Thanh âm không linh ở mảnh thiên địa này tới giữa vang lên, Tiền Huyền Phong ngay tức thì giật mình bên hông khối kia máu đá lại có thể. Biết nói chuyện, còn là một thanh âm của cô bé. Oanh, ánh sáng chói mắt nổ lên, mãnh liệt man hoang hơi thở đập vào mặt. Hắn giữ eo máu đá ngay tức thì phồng lớn lên gấp mấy vạn vượt quá, dường như muốn xanh liệt chân trời vậy. Máu hóa đá làm không thấy đầu đuôi phong cách cổ xưa bia thể, thẳng vào bầu trời, trên đó phong cách cổ xưa đường vân chớp động từng cái không biết tên ký hiệu, mấy người chỉ là vào mắt liếc một cái chính là tâm thần rung động, thất khiếu bị thương. Dàn xếp không được. Bé gái rửa hết trì hoa, lúc trước là cứu Diệp Thần lực chiến mà đầy phát bạc trắng cái đó linh nhi lại nữa. Linh động hai tròng mắt bên trong nhộn nhạo lưu quang, như thác vậy trơn mượt tơ đen tự nhiên rủ xuống. So với trước kia cái đầu ước chừng tăng trưởng mấy cm, Linh nhì dí dỏm chân nhỏ nha thoáng một cái, ngồi từ huyền bia trên lưu chuyển hung mang ký hiệu, cười xem Diệp Thần. Diệp Thần ngẩng đầu cười khẽ đáp lại, còn không phải là sợ tổn thương ngươi, lúc này mới cùng một con rùa đen vậy chật vật chạy trốn. Linh nhì chậm rãi đứng dậy, từ vạn trượng bia thể nhảy xuống. Vỗ vỗ tay nhỏ bé chống nạnh hướng về phía Diệp Thần nói. Ta nhưng mà chấp trưởng luân hồi huyền bi tồn tại, cái loại này đồng nguyên vật, mấy phút chinh phục. Tiền Huyền Phong mấy người bị một màn trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, sững sờ tại chỗ, ngươi. Ngươi không phải bị ta từ cổ thành bên trong mang ra. Linh Nhi trong mắt vừa chuyển, à, nguyên lai là ngươi, xem ra chúng ta nợ nên thật tốt thanh toán. Nghe Linh Nhi giọng hơi lạnh. Một bên Diệp Thần cũng là sững sờ, xem ra Tiền Huyền Phong tên này cùng Linh Nhi thật có chút oan ra ngõ hẹp ý. À,
Tiền Huyền Phong cùng bốn người chỉ là ánh mắt sửng sốt một chút, trên mặt vẻ chấn định lần nữa nâng lên, vô cùng ung dung, trước mắt cái này vạn trượng thần bia, cũng là không thể làm được nhóm người này lộ vẻ xúc động. Ta nói sao, khối này máu thạch lực lượng ở dần dần trôi qua, lại là bị ngươi cướp đi. Nguyên cho là tự nhiên tác dụng, không nghĩ tới là ngươi con bé này đang dở trò quỷ. Luân hồi huyền bi, luân hồi chi chủ, nghe nói quan hệ đến luân hồi đồ có thể là đồ tốt, thái thượng thế giới vũ hoàng cổ đế đều ở đây luân hồi chi chủ trên tay ăn tất. Ở thấy bia đá trong nháy mắt, cầm đầu Tiền Huyền Phong trong mắt có tràn đầy cuồng nhiệt vẻ. Đột nhiên trong con ngươi tách ra ra chữ thập sạch bóng, quần áo trắng như tuyết, mái tóc dài bù xù đứng gần đến mũi chân chỗ, xem kỳ hình, rất có mấy phen âm nhu đẹp. Quanh thân quanh quẩn dậy nhàn nhạt thần huy, một mục nhìn lại, đâm người trong mắt sâu thương yêu không dứt. Chữ thập con ngươi bên trong kim mang sáng chói, so với văn hình hiển hóa truyền thừa tử dương, đều là sâu hơn mấy phần, bên trong tự có cản khôn, hiển hóa vạn vật. Quanh người hắn khí chất trong trẻo lạnh lùng đáng sợ. Cả người an tĩnh nhìn Diệp Thần cùng Linh Nhi, không nói một lời, nhưng cho người cảm giác nhưng là gần như đem thiên địa rậm ở dưới chân. Đây cũng là trẻ tuổi một đời chân chính chí tôn thực lực sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói, trước mặt cái này, mới gọi là địch thủ chân chính, khủng bố như vậy, so với vậy là khuyết lưu, mạnh quá nhiều. Liền liền Linh Nhi, cũng là bị Tiền Huyền Phong trong nháy mắt đó khí chất sở kinh. Tiền Huyền Phong sau lưng ba người thấy vậy, rối rít thụt lùi mấy bước. Tên này, là dự định nghiêm túc. Nở nang như ngọc nam tử Tiền Huyền Phong nhàn nhạt mở miệng, chạm ra tranh đạo chi địa, trước mắt duyên chính là duyên, nếu hôm nay nơi này được gặp. Như vậy, hết thảy các thứ này cũng nên làm một chấm dứt. Phương xa ngàn dặm chỗ từng cơn khói xanh bay lên, trong đó xương máu tràn ngập, không nghe thấy tiếng người. Tiền Huyền Phong quay đầu lại phiêu nhìn xa xa, giọng bình tĩnh nói cái tên kia. Có chút ý tứ, nhưng là, hắn đổi câu chuyện, nói tiếp thực lực mặc dù không tệ, nhưng hết thảy đều là phí công vùng vẫy mà thôi, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể lấy tính mạng các ngươi. Tiền Huyền Phong tay từ đầu đến cuối đều không từng nâng lên, sau lưng ba người thua lập thấp mi, không dám nhìn thẳng người trước mắt, chẳng biết lúc nào dậy, thế cục xảy ra vi diệu biến hóa. Giọng bên trong thật là khinh bạc, vậy mục không vạn vật mạnh mẽ tự tin, làm được hắn vô cùng xuất trần. Có không đem bất kỳ cường giả coi vào đâu tuyệt đối siêu thoát dung mạo. Người này, giao cho ta đi. Diệp Thần hướng về phía Linh Nhi truyền âm nói. Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó nói, hấp thu cái này luân hồi huyền bi đồng nguyên vật lực lượng, hư bia mạnh lớn không ít, ta thực lực tăng trưởng không thiếu, còn dư lại giao cho ta, nhưng là mượn ngươi võ đạo luân hồi đồ dùng một chút, dù sao ngươi có bầu trời hoàng tuyền đồ và nguyện vọng thiên tinh. Diệp Thần tự nhiên đáp ứng. Trong nháy mắt nơi chôn cất tử dương sáng lên dị mang, Linh Nhi từ Diệp Thần sau lưng chớp mắt một cái, thẳng phát động thế công, trong tay võ đạo luân hồi đồ ngay tức thì mở ra, đem bốn người hoàn toàn bao phủ. Diệp Thần chính là toàn thân phòng bị nhìn Tiền Huyền Phong, hắn đem võ đạo luân hồi đồ mượn dư Linh Nhi, có thể kềm chế mấy người khác, hoặc có sức liều mạng. Giết! Linh Nhi hư không hoa chập chờn, sau lưng thổ một tòa to lớn thế giới, ngân hà minh hết sức đảo huyền. Một quyền đánh tới. Mũi nhọn biến dạng hư không, từng đạo lan tràn mấy chục dặm sâu màu đen kẽ hở hiện lên ở thương khung, mặt đất, biển hồ bên trong, hỗn độn ý tản ra, đây là muốn hủy diệt dấu hiệu. Không nghĩ tới xưa nay sở trường không gian chi lực Linh Nhi ở lại một lần nữa cùng luân hồi huyền bi đồng nguyên vật dung hợp sau đó, lực lượng vậy bộc phát kinh khủng. Oanh! Mấy người dưới chân cánh đồng hoang vu mang hoàn toàn vết nứt, rối rít nhảy lên một cái. Linh Nhi chắp tay hành lễ, kiều quát một tiếng, hư bia lệnh, điều động luân hồi, võ đạo luân hồi đồ, phong. Đi đôi với một chút yếu ớt sấm sét ánh sáng phun trào, bé gái bóng người biến mất ở tại chỗ, cùng một trong cùng, còn có Tiền Huyền Phong bên người mấy vị trẻ tuổi chí tôn. Cao đến vạn trượng bia đá đứng sừng sững nơi chôn cất tới giữa, trên đó kinh khủng ký hiệu còn đang phun trào, làm được cả tòa thiên địa nhiệt độ đều là chợt giảm xuống mấy phần. Xem ra liền cái đó nhà đầu cũng không cách nào thu phục cái này huyền bia, cho nên mới mặc cho ở này. Tiền Huyền Phong nhìn về Diệp Thần, lớn như vậy bên trong không gian, vạn lôi dâng trào, vậy chỉ có hai người bóng người ở chỗ này, cùng trời làm bạn. Vực ngoại man di chi địa, mới có thể có ngươi như vậy võ giả, coi là thật khó khăn được. Hắn không tiếc thở dài nói. Man di,
ngươi tự nhận là rất cao quý. Diệp Thần nhưng là khinh thường nói, từ đặt chân đạo thành bắt đầu, cái từ này chính là lần lượt bị những người này nói tới, để cho nhân tâm sinh phiền não. Tiền cái họ này, ở ngươi chưa từng theo dõi qua bờ bên kia trong thế giới, chính là vinh dự tượng trưng, mỗi một cái quan lấy họ người, đều là trẻ tuổi một đời vô địch dẫn quân người, không thể vượt qua. Tiền Huyền Phong mở miệng đáp, thật là tự đại. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, nhìn cách đó không xa đứng yên nam tử, hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là không thể địch. Mình nhưng mà luân hồi chi chủ. Nếu là đối phương biết mình chính là luân hồi chi chủ, không biết nên là phản ứng gì. Oanh! Hôm nay liền vận dụng một tí ở chỗ này tập được võ đạo, luân hồi diệt thiên trảm. Trong nháy mắt, Diệp Thần ngang nhiên ra tay, tinh thần vẫn nơi viết kiếm phôi phá vỡ hư không, thẳng để Tiền Huyền Phong ấn đường. Không tiếng động kiếm mang uyển như du long về biển, cho dù là toàn bộ tinh thần phòng bị Tiền Huyền Phong cũng là bắt không tới chút nào tung tích. Chỉ có trống không mặt đất bên trên, thời gian mảnh vỡ ở nổ tung, luân hồi quang vũ ở tích tích rớt xuống. Diệp Thần trực tiếp vận dụng mình mới vừa ngộ hiểu mạnh nhất sát chiêu, đối mặt cái này làm hắn đều có chút kiêng kỵ trẻ tuổi chí tôn, nửa điểm không thể khinh thường. Hắn dự định trực tiếp giải quyết chiến đấu. Linh lung tụ thủ. Nhìn thấy cảnh này, Tiền Huyền Phong thon dài vạt áo hạ, năm ngón tay làm phiến, chiếu cố hư không đi. Trong nháy mắt, thiên địa ám sắc, nhật nguyệt không sáng, liền văn hình hóa thành tử dương đều là thất thần hái, bị hắn toàn bộ trấn áp. Giữa trường tự thành càn khôn. Cái này lại lấy tự ngộ linh lung càn khôn lực, đối kháng Diệp Thần luân hồi sát chiêu. Cái này kinh thiên cử chỉ, lại đem phá vỡ hư không kiếm khí lấy càn khôn lực điều khiển gây dựng lại, tu bổ thời không gian. Rắc rắc, cả tòa thiên địa hai loại kinh khủng lực lượng xen lẫn, vô tận hư không vỡ vụn nặng hơn tổ, đầy trời quang vũ vỡ nhỏ lại khép lại. Một khi có sinh linh hơi giao thiệp với, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Oanh! Diệp Thần thân kiếm quanh quẩn ngân hà, trên đó vô số tinh thần không ngừng vỡ nhỏ, bạo tán ra khủng bố sát phạt lực không giảm. Tiền Huyền Phong giữa trường càn khôn vạn tượng hoành sanh, điên đảo hết thảy lực lượng đem vô số thời gian mảnh vỡ tự chữa nối liền thành sông, cần phải luyện hóa giới này. Cùng lúc trước Lạc Khuyết vậy các thủ đoạn khá làm tướng tự như, nhưng là khác xa lắc xa lơ. Hắn lòng bàn tay, có chân chính một cái vũ trụ nước xoáy hình thức ban đầu. Ở nơi đó hỗn độn khí tức hiện ra hết không bỏ sót, nếu như hơi lơ là bị dính dấp phân nửa, liền sẽ bị hoang vô lực hoàn toàn hủy diệt. Ca. Nơi chôn cất không gian bị vô biên ánh sáng nơi biến dạng, thần huy đang sôi trào cháy, cả tòa nơi chôn cất bị thắp sáng. Theo hai cổ lực lượng tiêu tán, lần nữa quy về bình vắng vẻ. Ngươi thối lui ra nơi này, ta có thể không truy cứu nữa. Tiền Huyền Phong giọng rất là bình tĩnh. Sau đó quay đầu lại nhìn về cách đó không xa bia thể, cùng với cả tòa nơi chôn cất. Diệp Thần trong lòng cả kinh, người này thủ đoạn tựa hồ là cần luyện hóa thần thạch mới có thể tinh tiến, viên kia không kiên không thúc dục xúc sắc cũng vậy. Nếu như bia đá rơi vào trong tay hắn, hậu quả thì thật thiết tưởng không chịu nổi. Vô địch trẻ tuổi chí tôn. Bất quá như vậy. Diệp Thần hời hợt nói, cùng lúc đó, kiếm trong tay phôi lần nữa nhắc tới, chớp động oanh xước ngân hà. Bất quá là các ngươi những thứ này man di đất thủ đoạn thôi, tộc ta thần thông, ngươi còn chưa xứng theo dõi. Tiền Huyền Phong mặt không đổi sắc, bình tĩnh trên khuôn mặt ung dung hiện ra hết, nội liễm thần vận tuyên cáo mình địa vị siêu nhiên. Đây là cùng bẩm sinh tới cực độ tự tin. Nơi chôn cất vô cùng là rộng lớn, sơn xuyên biển hồ thế đi trùng điệp vô tận, hoặc quái thạch san sát cuốn lên, hoặc nguy nga cự phong thẳng đến đám mây. Nhưng bất kể như thế nào. Đều là so với vậy vạn trượng bia thể không đạt tới, trên đó khủng bố ký hiệu lưu truyền, đã tản ra ông kêu nhẹ tiếng, nghe. Giống như là ở tụng kinh. Một khối đá bia ở mình tụng kinh. Âm luật lượn lờ chỗ, vạn tòa cao đỉnh phơi bày loãng màu vàng nhạt, thực là nguy nga. Cụm núi ra, Diệp Thần cùng Tiền Huyền Phong đối lập, trước kia dò xét tính sau khi giao thủ, ai cũng chưa từng lại dẫn đầu làm khó dễ. Ho! Chu Uyên bóng người lay động đập xuống ở cách đó không xa, Lan Nhã cùng Tề Thiên đuổi giết tới, ba người đều là vô cùng là chật vật. Công tử, trận pháp này quá mức bá đạo. May là nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn nghịch thiên, cũng thiếu chút nữa phải đi hắn nửa cái tánh mạng, tiếng chuông vồ giết chết hai vị trẻ tuổi chí tôn. Huyền Đình huynh, ta. Tề Thiên có chút tự trách, hắn trước tiên tiểu đội đuổi giết Chu Uyên,
lại là bị giết ngược hai người, cái này để cho hắn. Nên như thế nào đối diện Tiền Huyền Phong? Các ngươi không có sao liền tốt. Tiền Huyền Phong nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, cũng không có ý trách cứ. Chiến đấu đến đây, cộng thêm Lạc Khuyết gia, tranh đạo chi địa cái gọi là thập đại trẻ tuổi chí tôn, cũng chính là mặt đường chín nhân chung, đã có ba người bỏ mình. Đám người kia, một người so với một người khó dây dưa. Chu Uyên hơi thở phù phiếm, thở dốc nói. Diệp Thần không nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Huyền Phong, dưới mắt Linh Nhi kéo lại mấy người, Chu Uyên bên này đã coi như là mất đi sức chiến đấu, hắn phải lấy một địch ba. Còn có một cái kinh khủng nhất Tiền Huyền Phong. Rắc rắc, chân trời một tiếng nổ vang, không gian thẳng sụp đổ, vô số cự phong giống như là yếu ớt giấy mỏng vậy bị xé nát, tiêu tán. Mặt kiếng vậy biển hồ bị vặn vẹo, sông lớn nước chảy ngược chín tầng trời, treo thành thiên nhiên thác nước đầy trời hạ treo. Hư không nơi trung tâm hai đạo thần niệm lực xen lẫn nổ vang, chấn động được thương khung kêu rên. Huyền Đỉnh huynh, tức giận. Lan Nhã thấy vậy, nơm nớp lo sợ dựng thân phía sau, một bên Tề Thiên đồng dạng là chăm chú nhìn nhìn cách đó không xa ý khí phấn phát người đàn ông đồ trắng, không nói một lời. Bọn họ chín cái. Mặc dù mỗi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng coi là thật bàn về tới, cùng Tiền Huyền Phong chênh lệch. Không phải một điểm nửa điểm. Kém xa, Huyền Đỉnh huynh chỉ là thần niệm uy áp, liền có thể nghiền ép các ngươi những con kiến hôi này. Man Di chi địa, cũng dám vọng tưởng tại vầng trăng tranh sáng luận đạo. Lan Nhã ở một bên châm chọc, lồng ngực không dừng được phập phồng, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, lúc trước đánh một trận. Các nàng mấy người cũng bị Chu Uyên thủ đoạn đánh cho bị thương, hiện tại mới hơi có vẻ sức sống. Thiên Đế Quyền. Sắc mặt nhợt nhạt Chu Uyên cường thế thúc dục tay phải phù cốt, cả người trên dưới mỗi một tấc xương cốt đều ở đây kéo kẹt vang dội, huyết khí điên cuồng bạo tán, đã lan tràn ra thân xác, cả người tắm máu tươi, tùy thời muốn chướng bạo vậy. Một quyền đánh vỡ màn trời, nóng rực quyền mang đem chín tầng trời bộc miễn cưỡng cắt đứt, ma sát bên trong không gian sinh ra suy suy tiếng sấm. Chu Uyên thân xác một hồi co rúc, đùng đùng thanh âm không ngừng, toàn thân xương cũng không nhịn được nữa cái này hào hùng lực lượng, căn căn bắt đầu vỡ vụn. À, thời khắc này hắn hai tròng mắt đỏ tươi, đã mất mấy phần lý trí, thấy Diệp Thần đang liều mạng, bản năng cũng phải chiến đấu. Một đạo quyền mang kẹp theo huyết khí cùng kim mang, thẳng hướng cầm đầu Tiền Huyền Phong lướt đi. Cổ lực lượng này, vốn không thuộc về hắn mới được. Tiền Huyền Phong thấy vậy, hơi sững sờ. Thấy Chu Uyên vậy lóe lên yếu ớt chập chờn tay phải phù cốt, lúc này mới sáng tỏ. Tiên nhân phù cốt, xem ra người thằng nhóc này cũng coi là cơ duyên nghịch thiên hạng người, như vậy bảo vật, ta sẽ thay ngươi chân tàng. Tiền Huyền Phong mở miệng nói. Lại là cùng Diệp Thần giao phong lúc nhất kích, trong lòng bàn tay càn khôn bỗng nhiên hiện ra, nước xoáy nơi trung tâm, màu đen hỗn độn khí tức cuộn sạch ra, một tay áo liền đem Chu Uyên tùy tiện vung bay ra. Cường thế vô cùng. Liền một bên Diệp Thần đều là trao mày, Chu Uyên kết hợp phù cốt một quyền, bị tùy tiện tan mất lực đạo. Chân chính trẻ tuổi một đời chí tôn, lại như vậy khủng bố. Hừ, thằng nhóc, Huyền Đỉnh huynh thủ đoạn, là ngươi cả đời đều không cách nào nhìn xa sánh bằng, trẻ tuổi đồng lứa, chân chính vô địch tư. Lan Nhã trên mặt mang lên nụ cười, Chu Uyên đây là đang tự rước lấy. Vèo, Diệp Thần một kiếm ra, hóa thành chỉ bánh xe nước hồi kích động ra. Trong nháy mắt kiếm quang chiếm đoạt hư không cướp tới trước mắt. Mây trời băng tán, nhóm đỉnh đánh rách. Luân hồi và chỉ nước kiếm ý sắp đến làm người ta nghẹt thở, tiếng không dậy, ý định giết người đã tới, Tiền Huyền Phong nơi mi tâm, đã hơi có vẻ nứt ra một đạo lỗ hồng. Toàn bộ tinh thần chăm chú Diệp Thần tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, may là lấy Tiền Huyền Phong, cũng là trước mắt cả kinh. Phiêu giật đứng gần như thác mái tóc dài ngay tức thì nâng lên. Một bộ quần áo trắng ken két vang dội, một viên linh lung xúc sắc ở thời khắc mấu chốt để ở hắn ấn đường, mơ hồ có muốn bể tan thành cảm giác. Thần tình vẫn như cũ lãnh đạm, thậm chí như vậy sinh sát thế công, Tiền Huyền Phong liền lúc trước đứng vững bước chân đều là chưa từng lui về phía sau phân nửa, giống như cây già cắm rễ lòng đất, như núi bất động. Nhẹ nhàng nâng dậy tay phải, càn khôn chuyển động, thiên địa lần nữa làm run lên, hắn hướng Diệp Thần tay áo vung tay lên. Lần nữa một trưởng hoành chụp tới. Vù vù. Càn khôn lực thêm tới thân kiếm, biến dạng màng nhĩ thanh âm chợt nổi lên, kích động dậy sóng âm một tầng mạnh hơn một tầng, chấn vỡ muôn vàn sinh linh. Nhân đồ thánh bôi,
Nhan Tuyền Nhi, Liên Hiệp, Khải. Bạo ngược hơi thở từ Diệp Thần quanh thân phun ra, vô cùng huyết khí lực bạo tán, cơ hồ che đậy Tử Dương thiên lực, còn đang không ngừng leo lên. Phịch! Diệp Thần một quyền kết kết thật thật cùng Tiền Huyền Phong một trường tương để, hỗn độn hơi thở giống như gai đời băng cứng, lạnh lùng lại mũi nhọn, cọ rửa ngập trời huyết khí lực. Quyền trưởng mặt đối mặt, hai người đều là ánh mắt dữ tợn, không có người nào di động dưới chân nhịp bước, cực hạn thân xác chống đỡ, kích đụng. Cái này, thân xác lại như vậy mạnh mẽ, không hổ là thế hệ trẻ yêu nghiệt. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, cái này nhìn như gầy yếu nam tử, quả thật có tư thế vô địch. Ừ, Tiền Huyền Phong cũng là sững sờ, tầm thường huyết khí lực, làm sao có thể ngăn cản hắn giữa trưởng càn khôn lực. Tuyệt không thể nào. Phá cho ta bể. Giữa trưởng nước xoáy mở hết hỏa lực, hỗn độn khí hơi thở dư âm gần như biến dạng Tiền Huyền Phong toàn thân nhô lên xông ra thần huy, phải đem đối thủ chiếm đoạt. Diệp Thần ra thịt dưới lưu chuyển tinh mang, đạo linh chi hỏa lực lượng trong nháy mắt bạo tán, nhiệt độ kinh khủng đem màn trời hòa tan, mưa máu giáng thế. Ngọn lửa này, Tiền Huyền Phong lần đầu tiên mắt lộ ra vẻ kinh sợ, đạo linh chi hỏa bá đạo uy thế, đem hắn càn khôn lực vậy cùng dung luyện. Oanh! Hai người bóng người phân tán ra, đang muốn lần nữa nghênh kích, trên bầu trời, một đạo bức họa phô triển ra, mưa máu tới dưới, cực kỳ quỷ dị. Diệp Thần, những người này, rất khó dây dưa. Linh Nhi thân hình phi độn ra, ở sau lưng, ba vị trẻ tuổi chí tôn cũng là theo sát phía sau, một phen quyết chiến, mỗi người đều là không làm gì được đối phương. Ca! Bia đá dị động, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tựa hồ là cảm nhận được liền cả tòa nơi chôn cất tới giữa thiên địa lực lượng thuần túy nhất dị động cùng giao phong, thẳng đến đám mây huyền bia thân thể lại là có tí ti hưởng ứng. Vù vù. Trên đó lưu truyền sát phạt ký hiệu chớp mắt, từng cơn uy áp kinh khủng từng đợt tiếp theo từng đợt truyền tới. Tựa hồ là ghi lại vô cùng là lâu đời bảo thuật, một màn cảnh tượng biến ảo khó lường đang diễn dịch, tại cái này đời này trên 9 tầng trời, lại xuất hiện thần uy. Lại tới. Linh Nhi tựa hồ đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ cùng nhức đầu, đám người đối lập để gặp, hoành xanh cái này cùng biến cố, dĩ nhiên là hấp dẫn bao gồm Tiền Huyền Phong đám người ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt. Sốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liên Diệp Thần cũng có chút nghi vấn, lúc trước Thái Thần Sơn hấp thu vào huyền bia đồng nguyên vật, tuy có trắc trở, nhưng cũng không tình huống dưới mắt phát sinh, Linh Nhi cùng cái này huyền bia đồng nguyên tới giữa. Sốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhắc tới có chút sâu xa, luân hồi huyền bi tuy là ta bản thể không giả, nhưng lần này huyền bia đồng nguyên nơi liên lụy rất rộng, ghi lại một ít thứ. Linh Nhi diễn cảm có chút kỳ quái, tựa hồ là tán lạc các nơi luân hồi huyền bi, lần này, dòm ngó dò được một ít bí mật. Trong đó căn nguyên lực ta đã thu lấy xong tất, cái này bia thể sở dĩ không cách nào thu lấy, là bởi vì là cảm nhận được liền một ít huyết mạch. Linh Nhi ánh mắt nhìn thẳng cách đó không xa quần áo trắng như tuyết Tiền Huyền Phong. Cái tên kia, có chút cổ quái, các ngươi hai cái, đều là cái này huyền bia đồng nguyên thanh lãi người. Hắn và Thiết Vương tọa như nhau, đang chọn mình vương. Linh Nhi mở miệng nói. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu nhìn về vậy cái gọi là trẻ tuổi chí tôn Tiền Huyền Phong. Nếu nói là ta cùng luân hồi huyền bi tới giữa có liên lạc, nhưng cái này huyền bia cũng không phải là luân hồi huyền bi. Như vậy cái này. Diệp Thần nghĩ tới Tiền Huyền Phong trong tay tựa hồ vậy nắm một bản nguyên chí bảo, có thể nhất niệm khai sơn động bể hư không thần bí đá. Oanh! Năm màu hà thủy tách ra xuất thần chiếu rọi, ánh vàng rực rỡ đốt chân trời, một mục nhìn lại, màu lửa đỏ cả ngày, ở đó chỗ cuối, huyền bia đứng sừng sững, phong cách cổ xưa uy nghiêm. Mọi người ở đây sững sốt một chút để gặp, dị biến hoành xanh, điềm lành bao phủ huyền bia bên trên. Từng tia sương mù màu đen bay lên, quanh quẩn ở đó gió bão trong vòng xoáy tim, màu đen vật chất khuấy động sấm sét hạ xuống, mây đen đè trời, biến dạng hắn chung quanh hư không, từng cái bàn tay lộ ra, vỗ vào huyền bia bên trên. Oanh! Tầng tầng bia thể đánh rơi mạt vụn, đập xuống hư không, vô số tên núi sông lớn lên tiếng đáp lại mà bể, muôn vàn sinh linh bạo tán xương máu, nhân gian luyện ngục cảnh đột ngột. Mặc dù hết thảy các thứ này đều là ngày xưa ảo ảnh, nhưng vẫn không khỏi làm người ta kinh hãi. Kỳ lân máu, diễn xanh. Lau một cái màu tím căn nguyên máu tươi rót vào huyền bia, hình ảnh hơi ngừng. Oanh! Huyền bia lại là một hồi dị động,
phản chiếu lại chư thiên vạn giới, ở đó dưới trời chiều, liền huyền không một vòng đại nhật đều là không lành lặn một nửa, một số gần như rơi xuống mặt đất. Nóng rực nhiệt độ đem vô số sinh linh miễn cưỡng dung luyện thành máu loáng, dòng nước chảy vạn dặm vượt quá. Cường đại sinh linh di thể lóe lên kim mang, cho dù là vạn cổ bất diệt bọn họ, vậy tản đi thần trí. Giết! Giết! Trên 9 tầng trời, còn sống sinh linh đối mặt bóng tối xâm nhập, gắng sức chống đỡ, tan vỡ không giữa khe hở bên trong, loang lổ vết máu không ngừng rỉ ra. Lại là một màn này, giống như đã từng quen biết cảnh. Cái này một phiến chiến trường, cùng lúc trước mình thấy được rất giống linh nhi cô gái lay trời, Kỳ Lân ấp úng căn nguyên hơi thở đẫm máu cùng cảnh tượng thê thảm tựa hồ là phát sinh ở cùng phiến thời không hạ. Diệp Thần cùng Tiền Huyền Phong hai người bị màn sáng nơi tiếp đón, thân hình lại là chớp mắt, sáp nhập vào ngày xưa chiến trường bên trong. Không tốt! Linh Nhi thấy vậy vội vàng đưa tay tìm kiếm, tay non nớt nắm ở Diệp Thần tay mắt cá trong nháy mắt, nhào hụt. Tiền Huyền Phong bên người mấy người cũng là giống vậy kêu lên, nhưng không cách nào ngăn trở người đàn ông đổ trắng thân hình hư ảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần quay đầu lại, bên người Linh Nhi cùng Chu Uyên còn ở, nhưng mặt mũi nhưng là 10 phần mơ hồ, lại cũng không thấy rõ. Bọn họ lo lắng há to miệng muốn nói gì, mình nhưng là không nghe rõ vậy xem không rõ. Cùng Diệp Thần thân ở cùng tình cảnh, còn trẻ tuổi có chí tôn, Tiền Huyền Phong. Ngươi phát hiện cái gì? Vô địch chí tôn bình tĩnh hai tròng mắt lưu chuyển ngân hà, nhìn về Diệp Thần nói. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, tựa hồ là chúng ta giao phong, dẫn động huyền bia thời không, bị hút vào ngày xưa chiến trường. Nơi này rất khủng bố. Diệp Thần từng có qua mấy lần mắt thấy chư thiên nhuốm máu cảnh tượng thê thảm, nhưng là như vậy chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng là lần đầu. Tiền Huyền Phong nghe vậy, không hề bận tâm trong con ngươi, có vẻ nghi hoặc, chỗ này, liền hắn vậy đánh hơi được nguy hiểm. Oanh! Không cùng hai người có phản ứng. Trên bầu trời đã là một tiếng nổ vang truyền ra, Diệp Thần cùng Tiền Huyền Phong ngay tức thì thất khiếu chảy máu. Thần hồn đều là vì một trong chấn động, thiếu chút nữa tản đi. Diệp Thần thời gian đầu tiên không nhúc nhích dùng luân hồi thánh hồn thiên. Bọn họ hai người liền kẻ địch đều không từng thấy. Linh lung dẫn, Tiền Huyền Phong nơi mi tâm thoáng qua lau một cái vầng sáng, vậy động bể hư không tiểu thạch bắn thẳng về phía thương khung, hám kích thiên uy. Diệp Thần kiếm mang phá vỡ hư không, cũng là một kiếm chém tới, ở đó ánh sáng mặt trời chỗ cuối, thời gian mảnh vỡ ở vỡ nát. Hai con màu đen bàn tay từ trong hư không lộ ra, trùng điệp vạn dặm, nơi cướp chỗ, không gian đồng loạt sụp đổ, dẫn động từng cơn lôi đình lực, lại sánh vai hủy diệt ý chí. Tiền Huyền Phong không cẩn thận dính liền phân nửa, nguyên cái cánh tay phải chính là lúc này bạo tán thành một đoàn xương máu, không cách nào đúc lại. Huyền Đỉnh Huynh, Huyền Đỉnh Huynh, bên ngoài mấy vị trẻ tuổi chí tôn thấy Tiền Huyền Phong ngay tức thì trọng thương, tim cũng dâng tới cổ họng. Một bên Linh Nhi nhưng là mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hướng về phía mấy người mở miệng nói. Huyền bia lực dung hợp đi qua thời không, vậy phiến chiến trường đối bọn họ hai người mà nói, quá mức hung hiểm, tùy thời có thể chết. Tuy là khảo nghiệm, nhưng là 10 phần chết chắc. Lan Nhã Tề Thiên các người cả kinh, người nói gì sao? Linh Nhi lần nữa mở miệng nói, ta tới bố trí không gian trận pháp, các ngươi cho ta mượn lực lượng, chúng ta cùng nhau hợp lực đem hắn hai người kéo trở lại thực tế. Hy vọng trước lúc này, Diệp Thần và Tiền Huyền Phong có thể chịu đựng được. Bé gái ngồi xếp bằng, giữa trường không gian phù văn hiện ra, đầu ngón tay buộc vòng quanh từng đạo phù lục, hướng luân hồi huyền bi bên trong tràn vào lực lượng. Ta tin tưởng công tử bọn họ, sẽ không có chuyện. Chu Uyên cười một tiếng lảo đảo đứng dậy, dẫn đầu hành tới Linh Nhi trước người, sáp nhập vào pháp trận. Tề Thiên cũng là than nhẹ một tiếng, nhìn vòng quanh đám người một phen, chuyện liên quan đến Tiền Huyền Phong, bọn họ cũng là lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi không có sao chứ? Diệp Thần cau mày, liếc liếc về cánh tay phải tận gốc đoạn đi Tiền Huyền Phong, mở miệng nói. Không sao, không bị thương đạt tới căn nguyên. Lúc trước còn ở tranh phong hai người. Ở nơi này phiến tuyệt hung cổ trên chiến trường, không thể không liên thủ. Tiền Huyền Phong tay trái lặp đi lặp lại, trong lòng bàn tay càn khôn lực tái tụ, hỗn độn khí tức lóe lên, hắn muốn luyện hóa vậy hắc ám lực. Thiên địa sơ khai hỗn độn hơi thở, loang lổ lại hoang vu, tại màn trời chỗ cùng hắc vật chất tối tăm đụng nhau, nơi này thẳng nổ. Oanh!
Tiền Huyền Phong thân hình đổ bay ra, Diệp Thần thấy vậy lấy luân hồi lực, đem hắn cứu xuống. Không thể địch. Cao ngạo Tiền Huyền Phong tụ thủ hất ra Diệp Thần, lần nữa quay đầu lại thương khung, vậy diệt thế bàn tay, chút nào không hư hại. Ngươi! Diệp Thần cảm thấy Tiền Huyền Phong khác thường, mới vừa lần đó giao phong sau đó, hắn khí chất liền là có biến hóa vi diệu. Chán tới giữa đều là mơ hồ có hắc vụ nhốn nháo. Ngươi là tranh luân huyền bia tới, ta cũng như vậy, liền như vậy khảo nghiệm đều không cách nào thông qua, nói chi là tranh đạo. Tiền Huyền Phong chán nổi gân xanh lên, hắn không cam lòng, nếu lại lần thử nghiệm, chấn áp vậy hắc ám bàn tay. Nhưng vô luận như thế nào lấy càn khôn hóa đạo, đều là đi sai nước cờ. Đáng ghét, rõ ràng chỉ có một bước xa, nhưng mình càn khôn pháp, nhưng là từ đầu đến cuối kém một chút. Diệp Thần thấy vậy cũng là đứng dậy, ánh mắt kiên định, nhìn xa vậy trên 9 tầng trời hắc ám, thân xác tách ra ra luân hồi thần mang. Hắn lấy đạo linh chi hỏa lực, đốt tự thân, giống như một tòa thân xác lò luyện vậy, nóng rực ánh lửa ùn ùn kéo đến, sóng nhiệt chợt nổi lên, trực bức mênh mông 9 tầng trời. Giờ khắc này, hắn dùng hết toàn thân khí lực, thể phải lấy mấy lực, luyện hóa cái này trấn áp chư thiên hắc ám. Thân xác hóa lò luyện, phù diêu lên, mỗi một bước du ngoạn tự thân đều là bạo tán ra sâu hơn đỏ thắm mang, huyết khí lực trải xây quanh thân, từng đạo ngưng tụ thành huyết khí sấm sét ken két vang dội. Trên 9 tầng trời hắc ám, đều là ở run sợ. Mỗi một bước du ngoạn, thiên địa chi đạo đều là ở hợp minh. Cái này tuy không phải luân hồi huyền bi, nhưng hắn là luân hồi chi chủ, chư thiên mạnh nhất huyết mạch, võ tổ đệ tử, võ tổ đạo tâm, há có thể sợ hãi. Cái này, Tiền Huyền Phong hoàn toàn sợ ngây người, hắn thủ đoạn tầng ra, liền tự thân càn khôn lực, hỗn độn khí đều không cách nào chống lại tồn tại, mà lại ở Diệp Thần uy áp hạ run sợ. Lấy thân làm lò, không muốn sống nữa. Không có luân hồi huyết mạch như vậy nghịch thiên tồn tại, Diệp Thần hành động này, quả quyết cùng tự tìm đường chết không thể nghi ngờ. Tiền Huyền Phong kinh ngạc phát hiện, liền hắn lòng bàn tay thế giới nhỏ, hỗn độn khí tức đều ở đây là Diệp Thần đồng tình. Nơi mi tâm hắc vụ lần nữa thoáng qua, Tiền Huyền Phong vành mắt sắp nứt, thống khổ che hai tròng mắt. Đánh bạc tánh mạng cử chỉ cũng muốn luyện hóa chư thiên, một điểm này, ta không bằng ngươi. Nếu đã tình cảnh như vậy, ta liền lại giúp ngươi một tay. Hắn một tiếng quát to, giữa trưởng nhỏ càn khôn từ hư không hiện ra, hỗn độn khí tức kích động ra, hướng Diệp Thần bọc đi. Diệp Thần trong nháy mắt giống như thần giúp, tung người hắc ám bên trong, bách độc bất xâm. Luân hồi huyết mạch điên cuồng vận chuyển, thời khắc này Diệp Thần giống như sát thần xuống thế, cuồng phát bay lượn, căn căn đâm rách hư không, cắt rời hắc ám. Rắc rắc, hắn luân hồi thần thân thể vậy vào giờ khắc này vỡ vụn ra. Diệp Thần thân thể đỉnh thiên lập địa hóa thành một chuôi lợi kiếm, thân xác lò luyện luyện hóa chư thiên hắc ám, nơi trọng yếu, kiếm mang diệu thế. Luân hồi diệt thiên trảm. Lần nữa lấy thể xác và tinh thần hóa kiếm, một kiếm phong trời. Oanh! Nhuộm hết sức chư thiên hắc ám bị một bó phá hiểu ánh sáng hoàn toàn xé ra, hỗn độn sống lại, càn khôn lực bùng nổ, mới sức sống đang không ngừng hiện ra. Màn trời chỗ cuối, quang ám xen lẫn, từng trận dòng sông thời gian dài mảnh vỡ rơi xuống lại ngưng kết. Một tòa thế giới mới ở diễn hóa. Như luân hồi thiên đường, nhưng càng hơn luân hồi thiên đường. Rắc rắc! Tiếng tiếng nổ, thần bí này huyền bia nơi dung hợp thế giới ở vỡ nát. Đủ loại ngày trời phun trào, cắt rời không gian, một giới này, muốn bể nát. Diệp Thần. Linh Nhi tay nhỏ bé lộ ra, hư không lực vần quanh cỡ đó, nắm loang lổ bể tan tành Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái quay đầu lại nhìn lại, mấy chục người bóng người lay động ở giữa thiên địa. Tiền Huyền Phong, hắn còn ở. Đạo Linh Chi hỏa lực ngưng dậy một chút càn khôn lực không tiêu tan, Diệp Thần đưa tay chụp vào quần áo trắng như tuyết nam tử. Nhưng là giống như một đoàn thanh khí vậy, làm sao vậy với không tới. Hắc vật chất tối tăm đã xâm nhập thần trí, là ta thua. Tiền Huyền Phong ánh mắt như cũ bình tĩnh, hắn thần niệm đem tán, hắn chẳng muốn lâm vào là quái vật, chém tới liền đạo của mình. Diệp Thần phát như điên vậy tụ lại Tiền Huyền Phong tản đi một món thần niệm, nhưng lại là lúc đã chậm. Sau lưng mấy vị trẻ tuổi chí tôn thấy mình lão đại như vậy cảnh tượng thê thảm, cũng là rối rít mắt lộ ra bi thương cho. Lan Nhã lại là khóc không thành tiếng. Càn khôn hóa đạo, ta là càn khôn, từ đó mới, hắn chỗ chung.
yếu ớt thần niệm lực chập chờn truyền ra, Diệp Thần nghe vậy vui mừng làm bộ lao ra, cùng lúc đó, cả tòa huyền bia nơi dung hợp thế giới, ầm ầm vỡ nát. Rắc rắc, một phiến phiến thời gian bể vết ở tiêu tán, vậy ngày xưa một cảnh ở chết. Cùng lúc đó, Thanh Vân ngoài thôn. Làm sao có thể? Từng tiếng gầm thét bên tai không dứt, chín vị tuyệt đỉnh chí tôn giận không kềm được, bọn họ con em đời sau, lại người người thần hồn bia lay động, vết rách phân bố. Nói cách khác, tất cả mọi người đều gần như phải bỏ mạng. Là cái thằng nhóc đó dở trò quỷ, giết hắn. Đám người vừa nghĩ tới dẫn động cổ thành lớn hiện thế Chu Uyên và Diệp Thần, huyết mạch đoạn tuyệt làm được chín vị chí tôn lại là thất thần chí, bọn họ thề muốn nợ máu trả bằng máu. Cùng trong chốc lát, Thanh Vân ngoài thôn, chín bóng người thua lập vây trận. Thiên đạo chạm ra bên trong, hàng tỷ sinh linh quỳ xuống đất bò lổm ngổm, trong thiên địa uy áp, đã làm được chúng liền cũng không dám thở mạnh tức. Lão Tiền, nhà các ngươi cái đó đứa nhỏ. Phụ nhân liếc mắt, nhìn trong mắt thâm thúy, không nói lời nào một người khác người trung niên, dò xét tính hỏi. Không có được bất kỳ đáp lại, có chỉ là lạnh thấu xương sát ý. Ban đầu thiên đạo chạm ra bên trong rối rít lên cao phiêu tán hoa tuyết, giờ phút này đã hoàn toàn đọng lại ở trên không khí bên trong, hóa thành từng chuôi treo thiên lưỡi dao sắc bén, đang đợi chánh chủ. Không biết qua bao lâu, ta còn sống. Trước nhất tỉnh hồn lại Diệp Thần, nhìn quanh mình quen thuộc hết thảy, hắn vùng vẫy đứng dậy. Diệp đại ca, trước mắt Tử Dương chợt lóe lên, Văn Hình thân hình cùng theo tới, thấy Diệp Thần không ngại, lúc này mới yên lòng. Cách đó không xa vạn trượng thẳng đến đám mây huyền bia lóe lên ký hiệu, nhưng là lại không có lúc trước kinh khủng như vậy diệt thế uy áp. Rắc rắc, giống như ảo ảnh sụp đổ vậy, ở Diệp Thần nhìn soi mói tán thành đầy trời quang vũ rớt xuống. Tích tích rơi vào Diệp Thần da thịt, một cổ khó mà danh trạng thanh lưu chảy qua quanh thân huyết mạch, nảy sanh vô tận linh lực cùng cảm ngộ. Ở một chớp mắt kia, hắn cảm thấy mình khoảng cách chạm phá bốn đạo gông xiềng, đã không xa. Xem ra cái này chạm ra quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Uyên, Linh Nhi. Nơi chôn cất bên trong, vô số bảo dược đắp hạ, hai người cũng là ở mấy ngày sau chậm rãi tỉnh lại, vậy tới hạn một bạo, thiếu chút nữa đem bọn họ tất cả mọi người thần hồn cùng biến dạng. Ở Văn Hình vững chắc dưới, nơi chôn cất hoàn toàn khôi phục sức sống cùng bình tĩnh, so với Thanh Vân thôn, còn muốn đậm đà không chỉ gấp mấy lần. Cái này mấy ngày tới, Diệp Thần các người ra vào năm màu tế đàn, lần lượt khai thác cổ đồ sộ bên trong thành cái khác địa vực, nhưng là phát hiện kinh người, cái này vô biên thành chỉ bên trong, đông nam tây bắc có bốn chỗ tế đàn. Mình các người cùng theo Văn Hình kích hoạt thành tây tế đàn, hắn xuống nơi chôn cất đã hồi phục, nếu thời gian dài, là được hoàn toàn khôi phục ngày xưa sức sống sức sống. Còn như còn dư lại ba cái phương vị. Tế đàn lực gần như rút sạch, vậy tạm không biện pháp tìm được hồi phục phương pháp, hắn hạ chân áp vật. Tạm thời cũng không cách nào tái hiện mặt trời. Diệp Thần, chúng ta cũng nên rời đi địa phương quỷ quái này. Ngươi cũng nên đi chạm ra 100. Linh Nhi mở miệng nói. Công tử, nhưng mà những người này phải làm gì đây? Chu Uyên gãi đầu một cái, lúc trước những cái kia chạm ra bên trong trẻ tuổi chí tôn, trừ chết đi mấy cái, còn thừa lại cũng tụ tập mà ở chỗ này. Diệp Thần cau mày, những người này cũng coi là trẻ tuổi một đời tài năng xuất chúng. Bản tính không hề xấu xa, toàn bộ chém chết ở chỗ này vậy không nói được. Cầm bọn họ mang đi ra ngoài đi, những người này thần hồn vậy bị tổn thương nặng, cần phải tĩnh dưỡng. Nơi chôn cất cùng với Thanh Vân trong thôn bảo dược, là không thể nào cho những người này dùng, gia tộc của bọn họ người người tự xưng là vô địch, chắc hẳn chân quý bảo dược vẫn phải có, lưu cái tánh mạng tự quét tuyết trước cửa đi. Mấy người bóng người một trước một sau xuất hiện ở cổ đồ sộ nơi cửa thành. Từ kích hoạt thành tây tế đàn sau đó, thành lớn cũng coi là có chủ vật, những cái kia kinh khủng phòng ngự cơ chế, chính là bị Văn Hình rút lui đi. Mau xem, có người đi ra. Là Ngông Cuồng tiểu tử và hắn tùy tùng, đi vào chín vị trẻ tuổi chí tôn, một cái vậy không đứng đi ra. Trời ơi, là toàn bộ đều bỏ mình. Trong chốc lát nhiều cách nói dối ren, ngoại giới thẳng nổ tung nồi. Đạo thành trẻ tuổi đồng lứa nổi danh nhất chín tên trẻ tuổi chí tôn vào thành đoạt cơ duyên, lại là một cái đều không còn sống đi ra. Toàn bộ tử trận, Thanh Vân thôn, tạm thời tới giữa trở thành đối tượng đả kích. Bà, Thanh Vân thôn sợ thì không cách nào đợi lâu, người ngoại giới đối với chỗ này bảo vật đã mơ ước rất lâu rồi.
Chuyện lần này, sợ rằng sẽ trở thành mồi dẫn hỏa, ta lo lắng đám này người điên sẽ đạp bằng nơi này. Di cư đến trong cổ thành đi, nơi đó cho dù là đạo thành đế tộc cũng tấn công không đi vào, kinh khủng sát phạt phòng ngự cơ chế, đã bị Văn Hinh nắm giữ. Nơi đó có trước chân chính truyền thừa, người trong thôn có thể tiếp thụ tẩy rửa, thành là chân chính hộ đạo nhất tộc. Thậm chí nếu thời gian dài, chúng ta có thể trở lại không không thế giới. Thanh Vân thôn cấm chế cũng không phải là trưng bày, Diệp Thần các người vừa xuất quan, liền đem đồ sộ bên trong thành hết thảy tất cả đều cho biết. Tổ Kiền thúc, Hải Tôn thúc, thôn liền giao cho chúng ta, các ngài mang tộc người đi nơi chôn cất thu xếp đi. Văn Hinh mang toàn bộ người trong thôn, đều là rút lui hướng cổ thành lớn bên trong, lớn như vậy thôn, Thanh Vân bà cũng là không khỏi thần thương, sinh sống cả đời địa phương, khắp nơi đều là nhớ lại. Ở Diệp Thần đám người khuyên, bà cuối cùng cũng đi hướng thành lớn. Ở đó nơi chôn cất bên trong, có mới truyền thừa cần bọn họ cái này nhất tộc đi bảo vệ. Ngoại giới gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây đã lan tràn tới Thanh Vân ngoài thôn, màn trời đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng, là vậy ngoại giới chân chính cửu tộc chí tôn ra tay. Thanh Vân thôn kết giới thật là vững chắc, nhiều năm qua như vậy, chạm ra bên trong thế lực mặc dù mơ ước, nhưng không cách nào mò được nửa tốt một chút chỗ. Diệp Thần cười nhạt, nhìn cách đó không xa tan vỡ phong ấn, sợ rằng lại còn mấy đánh, Thanh Vân thôn kết giới cũng không cản được. Nhưng không sao, nơi này hết thảy, đều là đã trở thành xem như mây khói. Tất cả bảo dược chăn vật các loại, đều đã bị Văn Hinh mang đi cổ thành lớn bên trong, không mang đi được. Đã bị mình và Chu Uyên xèn xoẹt 7-8/10. Bước vào trảm ra sau rất nhiều cơ duyên, để cho Chu Uyên đều là mơ hồ ngưng tụ ra đạo thứ ba thần tức. Công tử, cái này tranh đạo chuyến đi, còn thật biết điều. Từ vực ngoại đi tới nơi này đạo thành, mấy phen huyết chiến, ngược lại là Thanh Vân thôn bị dính líu vào, may mà cái này phong cách cổ xưa thôn cũng không có sơ suất, nếu không. Liền lỗi. Oanh. Đột nhiên. Thanh Vân thôn màn trời hoàn toàn vỡ vụn, rơi xuống màu đen mưa, không thấy hết sáng thấm ra. Nhà lá nấc thang bên ngoài, chín bóng người trước sau huyên náo tiếng bước chân truyền tới, bên trong nhà Diệp Thần cùng Chu Uyên con người đông lại một cái. Nên tới vẫn phải tới. Giết không ít trẻ tuổi chí tôn, còn thừa lại toàn bị bắt làm tù binh, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lạc gia, Lạc Dương. Người trung niên mặt không cảm giác. Nhìn về phía Diệp Thần đám người trong con ngươi, không hề bận tâm. Diệp Thần không sợ hãi chút nào ý, uống một hớp linh trà, lúc này mới lên tiếng nói. Đám người vị tiền bối tới đây, có gì chỉ giáo? Cái này 9 người, mỗi một người thực lực đều không ở Thái Thần dưới, ở nơi này đạo thành cũng là uy danh hiển hách hạng người, nếu thật là đối hắn tiểu bối này ra tay, 10 con mệnh dã không đủ để. Có ý tứ, biết chúng ta tới. Còn dám như vậy càn rỡ. Phụ nhân nhìn về nhà lá khắp nơi, trừ dư thừa linh lực lưu chuyển ở giữa thiên địa bên ngoài, không có những thứ khác bảo vật. Vậy thành lớn bên trong, chuyện gì xảy ra? Lạc Dương trầm giọng hỏi. Diệp Thần nhún vai, tùy ý nói, tranh đạo mà thôi, người chết ta hoạt bãi, kỹ không bằng người liền ở lại nơi đó. Trong lời nói vân đạm phong khinh, chín đại chí tôn ở giữa mấy người nhướng mày một cái. Thằng nhóc. Coi là thật lấy là chúng ta sẽ không giết ngươi. Câu thứ nhất hù sợ tiếng truyền ra. Diệp Thần nhưng là vui mừng không sợ, trong tay hắn lá bài tẩy chính là vậy bị bắt làm tù binh mấy tên, tự nhiên không sợ uy hiếp. Các vị, ở chỗ này người uy hiếp ta, là thật làm ta không tồn tại sao? Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, đình viện bên ngoài nhà lá, một đạo khí tức cường đại bóng người dậm chân tới. Sư tôn. Một bên Chu Uyên đuổi vội vàng đứng dậy, cái này thanh âm quen thuộc, chính là Thái Thần. Màu tím trường sam đứng gần, giữa trán anh khí hiện ra hết, hắn vậy nhìn về Diệp Thần. Thằng nhóc ngươi thật là có thể dày vò, người đến chỉ là cười mắng một tiếng, chợt nhìn về chín vị chí tôn, mở miệng nói. Người ta từ sẽ dạy dỗ, mấy người các ngươi, có thể lăn. Một câu nói, thô bạo hiện ra hết, chọc được 9 người liếc mắt. Dẫu sao Nhâm Phi Phàm đã thông báo, tuyệt không thể để cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Hắn Thái Thần có thể chết, nhưng Luân Hồi Chi Chủ phải còn sống. Lạc Dương lại là tròng mắt sắc bén tách ra ra, lạnh lùng nói, ngươi lại vẫn dám lộ mặt. Rất nhiều một bộ sấm sét ý sát phạt. Mấy người còn lại cũng là sững sờ,
hiển nhiên đối với thái thần xuất hiện phá lệ bất ngờ. Tiền gia Chí Tôn cau mày, nói, nhất khí hóa tam thanh, sớm nên nghĩ đến là ngươi, lại vẫn dám trở về. Diệp Thần từ mấy người trong lời nói, tựa hồ nghe ra năm trước một ít ân oán, Tiền Huyền Phong đã đủ để kinh khủng, nhưng xếp hạng đạo bảng thứ hai, như vậy năm xưa thứ nhất. Nói các ngươi là phế vật, cũng cất nhắc. Ta đệ tử, như nhau cầm các ngươi tiểu độc tử đuổi tận giết tuyệt, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, toàn bộ lăn, nếu không, liền cũng ở lại chỗ này đi. Oanh! Trong nháy mắt kinh khủng hơi thở từ thái thần quanh thân bay lên, mọi cử động có xé mặc vạn vật quyết đoán, không thể so sánh khí thế. Lấy một địch chín, muốn khai chiến. Trong hư không, vạch qua một đạo màu đen tia chớp, bên chiếu mỗi người mặt mũi, có kiêng kỵ, có lạnh lùng, còn có. Đối mặt quyết chiến điên cuồng vẻ. Rắc rắc! Đột nhiên trong nháy mắt, thái thần tay phải nắm chặt, đem trên 9 tầng trời đập xuống tia chớp cầm. Câu làm thật dài roi điện hướng 9 vị trí tôn quơ múa quất đi. Oanh! Mặt đất nứt ra vực sâu vạn trượng, vô số đạo tức hắc viêm phun trào, dòng hủy vạn vật. Lão thất phu này, dự định cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng. Phụ nhân kêu lên, đám người vội vàng rút người ra trở lui. Tu vi đến bọn họ trình độ này, một khi động thật, cái này thiên đạo chảm ra đất không gian nhưng mà không chịu nổi dày vò. Mảnh thiên địa này bể tan tành. Tất cả mọi người đều đem táng thân chảy loạn. Người điên rồi phải không? Người Mỹ phụ tựa hồ đối với trước mắt cái này người điên vô cùng là kiêng kỵ, như vậy đánh đập tàn nhẫn, ở cái này vốn là con em đời sau cửa thực tập địa phương, muốn tiêu diệt giới. Trong chốc lát, 9 vị trí tôn diễn cảm đều là xuất sắc vạn phần, bao che con cái bảo vệ đến cái này phân thượng. Ẩu tả! Tiền gia Chí Tôn một tiếng hừ lạnh, thấy thái thần ra tay. Hắn tỏ ý các vị trí tôn an tâm một chút chớ nóng, một khi tất cả người đều xuất hiện tay, thiên đạo chảm ra trong phút chốc vỡ nát, không người có thể may mắn tránh khỏi. Cho dù là mạnh như bọn họ như vậy trí tôn, vậy được theo dòng sông thời gian dài bị cắt rời mà chết. Như vậy, chính là làm phiền Tiền huynh. Lạc Dương hơi thở bên trong phun ra một đạo thần trạch, bản muốn ra tay bắt là tử báo thù, nếu Tiền gia vị kia lựa chọn ra tay, mặt mũi này, tự nhiên không thể phất. 8 vị trí tôn người nhẹ nhàng trở lui, là kỳ tôn kính, mấy người lần lượt bước lui ra Thanh Vân thôn biên giới. Ở đó vòng ngoài, 8 đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nho nhỏ này tròm xóm. Người hôm nay hành động này, sẽ gặp nhân quả, cho dù như vậy, cũng phải khăng khăng làm theo ý mình. Tiền gia Chí Tôn giữa trán cùng Tiền Huyền Phong có mấy phần tương tự, một bộ quần áo trắng ở nơi này màu đen dưới mặt đất, chút nào không nhiễm bụi ai. Mái tóc dài thúc kế. Cùng còn trẻ hết sức lông bông Tiền Huyền Phong so sánh, thêm mấy phần nho nhã thư sinh khí. Thái thần ý vị sâu xa cười một tiếng, nói, người hôm nay ở chỗ này chờ ta, đã là thay đổi chút quỹ tích, hôm nay ta ra tay hay không, không trọng yếu. Tử Sam thái thần sững sốt cười một tiếng, dư quang như có như không chỉ Diệp Thần, mở miệng nói. À, đánh vỡ chảm ra vạn đạo tới nay quy tắc, ngang dọc đệ tử lấy giết làm cướp, vạn cổ không có kinh biến. Từ ngươi một người trong tay, hôm nay, ta có thể thay đại lộ chém ngươi. Tiền gia Chí Tôn trong mắt híp một cái, thân hình theo giọt mưa luật động chậm rãi tiêu tán. Diệp Thần con ngươi đột nhiên phóng đại, tới, cường giả giao phong. Những người này, nhưng mà tự xưng là cao quý một khối nắm giữ, tuy và Vũ Hoàng Cổ Đế cùng với Vô Thiên những người này kém rất nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường, cái gọi là đế tộc, thủ đoạn tuyệt không phải vực ngoại những tên kia có thể so với nghĩ. Tiền Huyền Phong đã có vô địch tư, huống chi, hắn đời trước. Đêm tối mưa lớn mưa to như rót vào, Tiền gia Chí Tôn thân hình lướt qua, trong giơ tay nhấc chân, cùng cái này tịch liêu mưa ý hòa hợp, mỗi một bước bước ra, đều là làm được lần này thiên địa đại lộ ý chí như muốn nghiêng. Nơi này thiên đạo quy tắc ở dưới chân của hắn bò lổm ngổm không dám hiển hóa. Nho nhã thư sinh hơi thở đè thiên địa không thở nổi, màu đen tóc chỉa chỉa phiêu tán, căn căn đâm vào hư không. Linh hoạt kỳ ảo dáng người xê dịch, một chưởng hướng thái thần đánh tới. Tinh mắt đưa ngang một cái, mày kiếm đứng thẳng thái thần hiếm có vẻ ngưng trọng, tử sam vù vù vang dội, một chưởng đối kháng. Cùng Tiền gia Chí Tôn nội liếm khí thế hoàn toàn không cùng, thái thần giữa chưởng, mơ hồ có thể gặp linh lực kinh khủng phun trào, một khi bùng nổ, đủ rồi hủy thiên diệt địa. Oanh! Mặt đất nặng vùi lấp, Thanh Vân thôn ngay tức thì san thành bình địa, bụi mù kích động che lồng 9 tầng trời.
nhất giới núi đá hoàn toàn vỡ nát, hai người đụng vào nhau, thiên một trong Kakuzu là xông ra huyết quang. Cũng không người rơi xuống chư thiên, lại là từ một góc rơi xuống máu nước mắt, dị tượng hoành xanh. Rắc rắc, thương khung hoàn toàn sụp đổ, ở đó hư không hỗn độn chỗ, thương hại tâm trạng lan tràn lên. Chuyện gì xảy ra, ta lại có tim hồi hộp cảm giác. Thành tựu trực quan cảm thụ người Diệp Thần, một kích này, để cho hắn đều là không khỏi có chút thần thương. Thanh Vân tử chiến mà bại, không không đánh mà hàng. Một binh một chốt, phụ nữ và trẻ con vải máu. Bên tai vang lên từng đạo thanh âm, thê lương, gào thét, tuyệt vọng, không giúp tâm trạng từ chư thiên rơi xuống, đi đôi với mưa máu. Là ngày xưa cảnh, sư tôn cùng người kia chiến đấu, lại là kêu gọi liền mảnh thế giới này đã từng là trí nhớ. Chu Huyên cũng là gặp được cái này đau buồn một màn, vô số anh linh tử chiến không lùi, ảm đạm không ánh sáng chân trời, từng cái bàn tay giò hạ, tùy ý cửu châu ngũ nhạc. Một giới này, chính là anh hồn nơi an thân, cho không được ngươi như vậy tùy ý trà đạp. Rất hiển nhiên, thái thần vậy nổi giận, yên nghỉ mộ, há cho cái gọi là nhất tộc tùy ý ngông là. Thái thần đầu ngón tay pháp ấn chớp mắt, quanh thân lượn quanh tiên khí tách ra ra sáng mờ, ấp úng giới này, trấn an vong hồn. Bên kia giấu quyền lần nữa ngưng dậy, quanh thân mấy cái đen ngòm không gian tản mát ra khí tức hủy diệt, muốn trấn áp trước mặt thư sinh. Tiền gia chí tôn nho đạo thánh pháp trương trì, miễn cưỡng lấy máu thịt lực chặn thái thần trọng quyền, hắn trong mắt như đuốc, con người có chữ thập quỹ tích, hai chuôi thấu lượng thân kiếm từ hắn con mắt bên trong bắn ra. Suy, giết mang xuyên qua toàn bộ thiên đạo chảm ra, liền trên bầu trời huyết chiến ảo ảnh đều là nhất kích xuyên thủng, hóa thành hai nửa. Hai người đều là bắt đầu đổ máu, lại cũng không đoái hoài được cái khác. Công tử, cái này. Chu Huyên nhìn mình sư tôn không chút nào nương tay dự định, lại xem trước mắt một phân thành hai thế giới, hắn nhìn về Diệp Thần. Mất đi đại lộ căn cơ thiên đạo chảm ra, bầu trời chỗ sâu vang lên khó hiểu thê lương cổ chiến ca, làm người ta không lạnh mà run. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không trả lời Chu Huyên, Diệp Thần chau mày, một màn này hắn từng mấy lần từ bất đồng thị giác biết rõ, hôm nay hai đại cường giả giao chiến, lần nữa đưa tới dị tượng. Trong sâu thẳm tựa hồ ở chỉ dẫn. Oanh! Lại là nhất kích, màu đen mưa giờ phút này đã hóa thành màu máu đợt sóng phun trào ở chảm ra tới giữa, tiền gia chí tôn mở miệng lần nữa, hờ hững nói. Tiếp chém liên tục đi mấy tộc căn cơ, phía sau ngươi tiểu tử nếu không phải trừ, ngày khác ắt sẽ có vi phạm thiên đạo. Trung niên thư sinh nhìn vòng quanh bốn phía, tuy có kiêng kỵ, nhưng mâu gian đoạn tuyệt vẻ hiện ra hết. Bọn họ đều biết, không thể đánh nữa. Thiên đạo chảm ra đất muốn tan vỡ. Cùng lúc đó, Thanh Vân ngoài thôn. Cái này, thật là tự tìm cái chết sao? Chuyện năm đó, có quá nhiều đã không nói rõ ràng, còn như chảm ra trước đất càng lâu đời không không, trừ phi một nhóm người kia thức tỉnh, nếu không. À, thiên đạo tê liệt, nhưng nhân tâm lại là không cổ. Tám đại chí tôn đồng loạt thua lập, nhìn xa cái này thương khung hoành xanh dị tượng, ngày xưa chiến trường thảm thiết đánh giết. Liền bọn họ đều là không ngừng được lắc đầu thùy mong. Hắn nơi bảo vệ người tuổi trẻ, có gì bất phàm? Mấy người bên trong, người Mỹ phụ mắt sáng nháy mắt, hỏi. Không tiếc bất cứ giá nào táng diệt một giới này, vậy phải bảo vệ người tuổi trẻ, nàng vậy từng quan sát qua, thiên tư chỉ có thể tính là không tầm thường, nhưng lấy cả đời tu vi và mệnh tướng để. Chẳng lẽ là khác một tên tiểu tử? Người Mỹ phụ giống như là nghĩ tới điều gì? Cái đó tướng mạo xấu xí, liền thần thức đều không từng tu ra tùy tùng. Tựa hồ có cái gì không đúng. Vậy tiểu tử quanh thân tựa hồ có loại nào đó phù văn, che đậy hết thảy. Chỉ có thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa có thể sừng sững đời này đỉnh tồn tại mới có thể che đậy trên người một người nhân quả. Vũ Hoàng cổ đế hậu nhân. Vô thiên. Vẫn là nói nhâm phi phàm. Rất nhiều nghi ngờ quanh quẩn ở đám người trong lòng. Nhất khí hóa tam thanh. Một tiếng quát to, phiêu diêu thiên đạo chảm ra bên trong, ba đạo càn khôn thanh khí kèm theo mưa máu rơi xuống, ở mảnh máu này đỏ thế giới bên trong, thanh mang chói mắt. Người coi là thật dự định cá chết lưới rách. Tiền gia chí tôn vành mắt sắp nứt, một người giao thủ đã đủ để biến dạng giới này, lúc này triệu hoán ba đạo càn khôn phân thân, rõ ràng là muốn kéo tất cả người đi chết. Thật sự là một người điên. Ba đạo càn khôn thanh khí chậm rãi hóa hình, ngưng tụ thành cùng thái thần độc nhất vô nhị hình dáng,
cử chỉ lúc cười nói, thiên đạo chảm ra bắt đầu một tấc tấc vỡ thành cặn bã. Cái đó, hai vị tiền bối, có thể hay không nghe ta một lời? Diệp thần suy tính chốc lát, vẫn là đứng ra, nhẹ giọng nói. Thái thần cũng là một lần, ba đạo càn khôn thân tan mất uy áp kinh khủng, chảm ra bên trong đại lộ mảnh vỡ chợt dừng lại sụp đổ. Tiền gia chí tôn thấy thái thần thu lại chiến ý, cũng là tay áo vung tay lên, thua lập nhìn thẳng Diệp thần. Thằng nhóc, người có thể biết, chém tới đếm tộc căn cơ, tại tương lai tranh đạo bên trong, nhưng mà tự đi tuyên bố đường chết. Hôm nay ta không chém ngươi, các loại nhân quả triền thân, đại lộ như thường sẽ đoạn ngươi con đường phía trước. Tiền gia chí tôn nhìn thẳng Diệp thần, giọng bên trong nghe không ra tâm trạng chập chờn, ngược lại là một bên thái thần nghe vậy, trong mắt đông lại một cái, sát ý phun trào. Diệp thần nhưng là cười một tiếng, gãi đầu một cái nói. Vãn bối không qua một cái theo đuổi võ đạo võ giả mà thôi, làm sao dám chắc chắn đại đạo hư thật, bất quá là cơ duyên xảo hợp thấy được đã từng một góc thôi. Còn như con đường phía trước, tu giả một đường, vốn là nghịch thiên mà là, đạo khả đạo, phi thường đạo, nhân quả dính vào người, giải linh chính là. Một lời vạch trần thiên cơ, tiền gia chí tôn thân hình chấn động một cái. Ngươi, thằng nhóc này, lại dòm ngó dò được một món đạo. Thậm chí chuyến này tranh nói, nếu không phải thái thần tiền bối chỉ dẫn, sợ rằng vãn bối liền du ngoạn cơ hội đều là chưa từng có. Ngày xưa huyết kiếp tiêu vẫn, nhưng cũng khó bảo đảm ngày mai đại lộ hồi sinh hùng đồ, một giới này trẻ tuổi thiên kiêu, không hổ là đời này yêu nghiệt, ta từng cùng tiền huyền phong giao thủ. Tiền gia chí tôn nghe Diệp thần nói tới tiền huyền phong, con mắt bên trong lần đầu tiên xuất hiện cảm tình vẻ. Hắn rất mạnh. Nếu không phải tiền huyền phong cuối cùng lấy càn khôn lực tương trợ, sợ rằng ta hai người đều là sẽ ở vậy huyền bia dưới, trở thành phấn vụn. Nơi mi tâm một chút dấu vết lóe lên ánh sáng, một màn cảnh tượng biến ảo ở trước mắt mọi người. Phong Nhi, tiền gia chí tôn cuối cùng theo dõi đến con cháu của mình cam tâm khuất phục hết sức giúp Diệp thần lúc đó, cũng là làm lộ vẻ xúc động, trong chốc lát lão lệ tung hoành. Tiền bối, cái này có lẽ có thể. Diệp thần đưa tay nhập trong lòng. Đem một quả màu máu tinh thể cách không quăng cho tiền gia chí tôn. Đây là... Cảm nhận được vậy nồng nặc lửa lực tính, dịu dàng lại bá đạo, bên trong uẩn có một chút thần niệm. Chính là tiền huyền phong là né tránh hắc vật chất tối tăm xâm nhập, tản đi thần niệm. Đạo linh chi hỏa lực, đang lọc sạch trước hắc ám lực. Đạo linh chi hỏa. Hắn hạng nhân vật này, há có thể không biết được ngọn lửa này lực lượng. Ở một tên tiểu bối trong tay. Lại đều có này cùng công hiệu. Thái thần thấy vậy, nhướng mày một cái này cùng sống chết trước mắt, hiển lộ lá bài tẩy. Không thể nghi ngờ không ổn. Thằng nhóc, ngươi là như thế nào làm được? Kinh ngạc hơn, tiền gia chí tôn càng nhiều hơn sự chú ý nhưng là đặt ở Diệp thần trên mình, mặc dù thân trong lòng nghịch thiên hỏa diễm, nhưng tản đi thần niệm núp lại. Luân hồi ý, ngươi là vậy. Luân hồi chi chủ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt liền tiền gia chí tôn đều là chố mắt nghẹn họng, hắn quay đầu nhìn thái thần, giống như là đang cầu xin chứng chút gì. Thấy tử sam chàng trai gật đầu đồng ý, hắn mới chợt hiểu ra. Thì ra là như vậy, thiên đạo chảm ra, định trước có này một kiếp. Liền vũ hoàng cổ đế cũng không làm gì được ngươi, chúng ta lại có cái gì tư cách. Giống như là trong nháy mắt quả bóng xì hơi, tiền gia chí tôn quanh thân dung nhập cả tòa thế giới đại lộ ý chí, đều là tản đi. Chu Uyên, Diệp thần gọi một tiếng, áo xanh thiếu niên săn tay áo lên, tự nguyện nhìn trời tinh bên trong, mang ra từng cái bó thành bánh trưng bóng người. Chính là lúc trước bị bắt làm tù binh tất cả năm mới nhẹ chí tôn. Bọn họ cũng còn sống, trừ cá biệt người nổi lên sát tâm bỏ mình, cái khác cũng chỉ là thần niệm bị thương mà thôi. Tiền gia chí tôn thấy vậy, hít sâu một hơi, chán tới giữa mấy độ biến ảo, thế nào sao môi, khoát tay nói. Nơi đây chuyện, làm chưa từng phát sinh, chúng ta tới giữa, chưa từng có đồng thời xuất hiện. Thái thần nghe vậy, ban đầu thần tình phòng bị thu liếm, gọi Diệp thần cùng Chu Uyên nói. Đi, trở về. Hư không mảnh vụn chỗ cuối, thái thần mang Diệp thần cùng Chu Uyên rời đi, nhìn ba người thân ảnh đi xa, tiền gia chí tôn lẩm bẩm nói. Luân hồi chi chủ hiện thế chảm ra, sợ rằng thật muốn chặt đứt trăm đạo gông xiềng, chế lịch sử, xem ra cái này một đại thế. Chân chính gió bão muốn tới, giữ được mình. Hắn nhìn về trong tay màu máu kết tinh, nói, Phong Nhi, như thế nào lựa chọn,
chính là ngươi đường. Tiền gia Chí Tôn đem mấy tên con em đời sau thu xếp ổn thỏa, đứng dậy nhìn xa liền một mắt bầu trời bên trong cổ thành lớn, bóng người trốn vào hư không. Vực ngoại, Thái Thần Sơn. Là sư phụ và tiểu sư đệ bọn họ trở về. Loại cảm giác đó sẽ không sai, chính là Thái Thần, chỉ bất quá. Cảm giác có cái gì không đúng. Mặc dù có lòng nghi ngờ, Vô Cực Linh Cực hai người vẫn là một trước một sau hướng sau núi đi. Oanh! Nhàn nhạt chập chờn truyền ra, hào hùng sức sống lực thổi cuốn cả tòa Thái Thần Sơn, trời đông giá rét núi sâu bên trong, cây khô đều là gặp xuân mà sống, nhìn trước mắt quen thuộc cung điện, Diệp Thần treo tim lúc này mới buông xuống. Một bên Chu Uyên nhưng là nhớ ra cái gì đó, nói. Công tử, ta đi một chút sẽ trở lại. Chu Uyên rời đi, lớn như vậy cung điện bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Thái Thần hai người. Tiền bối, ta. Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng hỏi mình rời đi đoạn này ngày giờ tới tình huống, lời đến khóe miệng nhưng là sửng sốt một chút, thời khắc này Thái Thần sắc mặt thảm trắng, ngay cả hô hấp đều rối loạn. Này nhóm cường giả, tiện tay có thể đánh vỡ nhất giới tồn tại, lại bị thương thật nặng. Tiền bối, ngài bị thương. Rất hiển nhiên, đây là vết thương cũ đã phục, xé thần hồn, hắn lấy trọng thương khu, quyết chiến tiền kia nhà Chí Tôn. Giá phải trả to lớn. Khó trách hôm nay Thái Thần một thái độ khác thường, bắt đầu chính là hiếu thắng thế liều mạng, một khi bị đối phương phát hiện trên người bị thương, hôm nay là được có thể không cách nào yên ổn trở về. Không sao. Thái Thần nhưng là khoát tay một cái, mới vừa muốn nói gì, đáy lòng chỗ nhưng là sáng lên vẻ kinh dị, cách Tử Sam, huyết quang một hồi phun trào. Suy, ở Diệp Thần xem có thể đạt được hạ, lau một cái máu tươi biểu bắn ra, Thái Thần cũng là một hơi máu thần ho ra, hơi thở ngay tức thì uể oải, hàn mâu hơi nheo lại. Diệp Thần cau mày, Thái Thần thời khắc này hô hấp đều là có chút gấp rút, này cùng vô lượng cảnh cường giả, có thể tưởng tượng được tình huống trong cơ thể có nhiều gai gâu. Sư tôn, ta, tựa hồ là quên mất cái gì Chu Uyên, cùng Linh Cực Vô Cực các loại, ba người cùng lại là hao tổn trở lại, không ngờ nhưng là mới vừa đúng dịp thấy một màn này. Vô Cực Linh Cực hai người sắc mặt tái xanh, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, liền liền Chu Uyên cũng là sững sờ. Thái Thần Sơn bên ngoài, nguyên bản Hà Thụy bao phủ kết giới, lại truyền tới một hồi tiếng vo ve. Oanh! Trên bầu trời ở trong nháy mắt lại là bị xé một đạo lỗ hổng. Ở tinh không chỗ cuối, đủ loại ánh sao phun trào, bị xé ra thiên uyên giống như một cái to lớn mắt thật to mở ra, ở đảo mắt nhìn khung vũ. Chỉ có đoạt thiên địa tạo hóa võ giả, có thể cảm thấy một loại đến từ linh hồn chỗ sâu run sợ, cảm thấy mình thần hồn đều bị một loại vô hình ánh sáng chiếu mặc. Thái Thần Điện bên trong mấy người, bao gồm Diệp Thần ở bên trong, đều là cảm giác thình lình lòng rung động. Có người ở biến dạng không gian theo dõi nơi này. Linh Cực cùng Vô Cực lúc này thần hồn xông ra sáng mở hộ thể, lấy không bị cường giả thần bí theo dõi. Thần bí kia tinh không chỗ cuối chủ nhân tựa hồ đối với những người khác cũng không phá lệ chiếu cố ý, chỉ là vội vã liếc một cái, ánh sao chính là chớp mắt rồi biến mất. Các ngươi mấy người, mau rời đi nơi đây, không có ta triệu hoán, không được lưu lại Thái Thần Sơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồi lâu sau đó, vậy đạo thần niệm hoàn toàn tản đi, ngân hà chỗ cuối, tê liệt không gian lại nữa, phảng phất từ không hiện ra qua, mà vậy không gian bên kia cường giả thần bí, cuối cùng cũng không có lựa chọn ra tay. Là vậy đạo thành bên trong đế tộc, tiền gia. Diệp Thần cau mày, đầu óc bên trong không khỏi hồi tưởng lại thiên đạo trảm ra bên trong trung cực đánh một trận, chẳng lẽ là khi đó lộ ra chân tướng. Nhưng thay đổi ý nghĩ hắn lại là hủy bỏ mình cái ý nghĩ này. Tiền gia vị kia Chí Tôn hiển nhiên cuối cùng lựa chọn thu tay lại, cái này các đại nhân vật, quả quyết là sẽ không làm sao thu tính sổ cái loại này hành vi tiểu nhân. Mà ngoài ra mấy nhà truyền nhân cũng đều thả trở về, bọn họ không có lý do gì tới nhanh như vậy. Trừ phi, Diệp Thần nhìn một mắt Chu Uyên, trùng hợp đối phương ánh mắt vậy vào giờ khắc này giao hội, câu trả lời một số gần như miêu tả sinh động. Hụ hụ, Thái Thần ho ra một hơi máu tươi. Tiếng trầm thấp khàn khàn nói, mặc dù cách thiên uyên, nhưng cái khó bảo vệ nhất giới người sẽ không tiếc giá phải trả ra tay, nơi này đã trở thành đất thị phi, các ngươi cuốn vào phân tranh không muốn, đi. Ngày xưa Mão Vương Miện Tử Sam Thái Thần, giờ phút này sắc mặt thảm trắng, hướng về phía mấy người thúc giục. Đạo thành tranh trước, cũng đã là không kềm chế được cái này thân thể không lành lặn,
những tên kia hiển nhiên giữ lại một tay lòng, vẫn là bị phát hiện. Than nhẹ một tiếng, cái này nhân quả luân hồi, thật là không cách nào xóa đi, tu vi bộc phát mạnh mẽ, cái này cắn trả lực. Càng kinh khủng hơn, các ngươi vốn là người ngoài cuộc, nơi đây nhân quả, bất tiện dính, ta tự sẽ giải quyết, rời đi quá. Núi thần, diệp thần, người trải qua trảm ra, cũng phải có liền chặt đứt còn lại bốn đạo gông xiềng năng lực. Ánh mắt có chút tan rã, giao phó xong câu nói sau cùng thái thần, cũng không nhịn được nữa, cao ngất thân thể chậm rãi ngã xuống, ý thức cũng ở đây mất. Sư phụ, công tử, người mau cứu sư phụ. Chu Uyên trong mắt đỏ bừng, mặc dù không biết được cái bên trong nội tình, nhưng mình sư tôn như vậy cảnh tượng thê thảm, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi. Linh Cực cùng Vô Cực hai đại đệ tử đi theo thái thần thời gian so Chu Uyên sớm hơn, như vậy thầy cho tình nghĩa sâu hơn, mặc dù trong con ngươi hàm quang, nhưng quả thật chút nào lùi bước dự định đều không từng có. Rõ ràng, ta hết sức thử một lần. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, Chu Uyên ních một tiếng khẽ gọi, hắn tự nhiên biết rõ có ý gì. Bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, nguyện vọng thiên tinh, luân hồi huyền bi linh bia, hồi phục lực, cho ta ngưng. Một khối luân hồi huyền bi vần quanh, diệp thần đầu ngón tay sáng lên lau một cái màu xanh vi mang. Oanh! Đầu ngón tay ở tiếp xúc tới thái thần to lớn thần thân thể trong nháy mắt bị văng ra, bá đạo tinh thần xông pha đem vậy một món vi mang hấp thu, nhưng diệp thần điều tra không tới bất kỳ thương thế. Kỳ quái, cho ta cảm giác, càng giống như là thầy thuốc không tự chữa tình cảnh. Diệp thần ra tay không khó, có thể mấu chốt là, hắn liền thái thần tình huống đều là hoàn toàn không biết. Vù vù. Lần này diệp thần lấy thân hóa nói, màu xanh vi mang sáng lên bọc quanh thân, rất nhiều cá chép vần quanh, hóa thành một đoàn quang cầu thì phải tràn vào thái thần thức hải. Oanh. Vô lượng cảnh cường giả cấm chế ngay tức thì kích hoạt, tách ra ra thần huy chói mắt, thiếu chút nữa đem diệp thần thần hồn cũng lửa đốt mặc. Cũng may diệp thần có bá đạo luân hồi thánh hồn thiên, nếu không hắn cái này cùng tu vi, tất nhiên khoảnh khắc hóa là xương máu. Tiền bối thức hải, cho dù ta có luân hồi thánh hồn thiên, nhưng bởi vì cảnh giới hạn chế, ta không cách nào dò nhập, cái này cùng tu vi, chỉ là tự mình phòng ngự cơ chế, chính là làm ta thúc thủ vô sách. Diệp thần cười khổ một tiếng, liền đối phương bị cái gì tổn thương đều không cách nào điều tra, cái này còn như thế nào nói đạt tới cứu người. Diệp thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, phá vỡ ngón tay, một chút luân hồi máu xông ra. Hắn ngay tức thì cầm trong tay giọt máu nhập thái thần trong miệng. Chiếu lý mà nói, đối thái thượng thiên nữ thương thế đều hữu dụng, thái thần chắc có thể. Có thể chẳng biết tại sao, luân hồi máu bị thái thần bài xích. Chẳng lẽ và thái thần công pháp cùng với thời khắc này trạng thái có liên quan? Luân hồi máu cũng không có cách nào. Diệp thần lần đầu tiên cảm giác được cảm giác vô lực. Nhưng hắn không có buông tha. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, chính là thả ra tinh thiên thủy kính, dựa vào vật này, không ngừng diễn toán xem bói. Nhưng mà, thiên cơ mong manh, tinh thiên thủy kính bên trong, trắng xóa một phiến, không có chút nào hình ảnh hiện ra. Thái thần bệnh tình, so tưởng tượng còn phức tạp hơn. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Chu Uyên gấp giọng nói. Diệp thần suy nghĩ hồi lâu, trước mắt sáng lên. So tinh thiên thủy kính mạnh hơn, còn có một người. Tôn Linh thiên tộc, Tôn Lão. Có lẽ hôm nay Tôn Lão tu vi không bằng thái thần, thậm chí có thể nói là chênh lệch cực lớn, nhưng Tôn Linh thiên tộc quỷ dị kia khó lường thủ đoạn, Tôn Lão thiên tinh cấm thuật nói không chừng có thể suy diễn ra thái thần thương thế. Ta tự mình đi một chuyến. Diệp thần dặn dò. Hôm nay thất lạc thời không vùng lân cận thiên cung chi địa, vô số tu giả đều là mộ danh tới, cực thịnh một thời. Ngày xưa bỏ đời tuyệt cảnh đánh một trận sau đó, âm ma thánh tổ trọng thương chạy trốn xa, đến nay rơi xuống không rõ, tin tức truyền cho thiên cung thần giáo sau đó, ở thiên tuyết tâm xuất lĩnh nhân tộc liên minh tấn công hạ, âm ma thánh điện đã trở thành lịch sử. Còn như phải chăng có thừa nghiệt tồn lưu, cùng với âm ma thánh tổ sau cùng rơi xuống, diệp thần đối với lần này cũng là không rõ lắm nhỏ rõ ràng. Từ trước đến giờ thần bí tôn linh thiên tộc, ở sau đó, cũng là lánh đời không thấy dấu vết có thể tìm ra. Tôn linh thiên tộc Tôn Lão, nhiều lần sử dụng cấm thuật dính các loại nhân quả, vì không liên lụy tộc nhân, ở âm ma thánh điện tiêu diệt sau đó, cũng là một người một mình du lịch thế gian. Thiên cung chi địa, sắp thành thiên. Tôn Lão từ trước đến giờ hành tung bất định. Thiên cung thần giáo ổn định sau đó,
hắn chính là không có tung tích gì nữa, chúng ta như vậy tìm, không khác nào mò kim đáy biển. Linh Nhi nhíu mày nói. Diệp Thần chân mày cau lại, nói ý ngươi là Hoan Ca phương pháp. Nếu không tìm được, vậy thì để cho hắn tới tìm chúng ta. Linh Nhi híp mắt nói. Tìm chúng ta. Diệp Thần bỗng nhiên trước mắt sáng lên, nói, đúng vậy, Tôn lão thích thu thập thế gian rượu mạnh. Diệp Thần, ngươi lại không rượu ngon, muốn không muốn đi hỏi Vĩnh Hằng Thánh Vương xem. Nghe được Linh Nhi vấn đề, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cười lên, giải thích. Ta là luân hồi chi chủ, làm sao có thể không rượu ngon đâu, lúc trước bỏ đời tuyệt cảnh bên trong trấn áp sát thí đại đế, tuyệt cảnh Linh cuối cùng lấy thủ hộ giả kim ấn lực biến thành kim cất có chút tồn lưu, ta pha loãng chút trộn lẫn vào rượu bên trong, cái này còn không quá hấp dẫn Tôn lão. Nói xong, Diệp Thần liền bày một bình lớn rượu, hai tròng mắt đóng chặt, đang đợi cái gì? 6 tiếng sau đó, một giọng nói đánh thức tỉnh Diệp Thần. Rượu này, không tệ. Một cái đổ nát không chịu nổi cụ già xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Cụ già híp mắt, không để ý Diệp Thần có đáp ứng hay không, trực tiếp hưởng thụ kim cất, chép táp khô đét môi cười nói, thằng nhóc ngươi có thể muốn cho ra biện pháp này tìm ta, xem ra là gặp phải phiền toái lớn liền chứ. Diệp Thần cười gãi đầu một cái, không biết từ nói gì dậy, nhưng là nghe được đối diện cụ già mở miệng lần nữa hỏi nói. Là bởi vì là hôm qua ngày trước dị tượng. Rất hiển nhiên, thương khung nứt ra một cái khe hở, ngân hà biến thành mắt thật to nhìn kỹ bá tánh, cụ già cũng là cảm nhận được liền cảm giác bị áp bách. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói, đi một chuyến thiên đạo trảm ra, đích xác là chọc chút phiền toái không nhỏ. Hắn đem đạo thành chuyến đi. Giản lược tóm tắt tất cả đều nói cho liền cụ già nghe. Như thế nói, vậy hôm qua dị tượng ngay cả có tim người đuổi giết tới. Tôn lão bưng lên ly rượu trong tay, khoan thai nói. Thái thần tiền bối thương thế, ta không cách nào y, thậm chí là bản ta phòng ngự cơ chế, cũng là không cách nào phá vỡ. Muốn mời Tôn lão ra tay, suy diễn. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói thẳng sáng tỏ ý đồ. Nghe vậy. Cụ già chấp chưởng rượu trong ly đầu ngón tay một lần, không nói, yên tĩnh thưởng thức kim cất, Diệp Thần yên lặng. Sau một lúc lâu, Tôn lão buông ly xuống nhẹ giọng nói, thiên tinh suy diễn bản là cấm thuật, theo lý mà nói dính nhân quả, ta đã sớm nên gặp nặng, nhưng trong sâu thẳm thiên cơ bị xóa đi. Ta bộ xương già này mới tàn xuyễn đến nay. Tôn lão nhìn Diệp Thần, người cái này đứa nhỏ, thật là bộc phát khủng bố rồi. Lần này, coi là người thừa lão phụ ân huệ. Cụ già cười ha ha một tiếng, lại là bưng lên ly ly hào hớp một cái kim cất. Diệp Thần đứng dậy, hướng về phía cụ già hơi khom người, nhẹ giọng nói, đa tạ Tôn lão. Tôn lão mắt cười trúng chim ý, con mắt bên trong đổ ánh vô số ngôi sao, một viên hóa thành ngân hà lưu chuyển, chạm ánh sáng màu xanh tán làm chấm tràn vào thương khung. Trong nháy mắt, sắp thành thiên mây đen che mục, mưa lớn mưa to nghiêng nhưng mà tới. Trên đường phố đám người rối rít tự phát tản đi, hẻm nhỏ một góc, Diệp Thần Linh Nhi cùng Tôn lão ba người ngồi ngay ngắn, vạt áo không nhiễm nửa giọt nước tí. Mỗi một giọt nước mưa đập xuống, cũng giống như là một viên sống sờ sờ tinh thần chết, rơi xuống đất, biến mất. Diệp Thần tim đập tựa hồ cùng cái này mưa như chút nước mưa to tương thông, mỗi một giọt biến mất, làm được trong lòng hắn run lên. Cùng lúc đó, một màn cảnh tượng biến ảo khó lường, đó là Thái Thần đang chiến đấu. Hắn không thấy rõ người đối diện ảnh, ánh sáng hoành xanh, liền hắn cục này người ngoài đều rung một cái. Một góc thời không bị hắn theo dõi, Diệp Thần khóe miệng tràn ra lau một cái vết máu, đáy lòng câu tổn, hắn nhưng là không có chút nào phát hiện. Luân hồi chi chủ, chớ có theo dõi vậy cùng tầng thứ chiến đấu, ngưng thần xem sau. Đột nhiên, Tôn lão thanh âm như tiếng nổ vậy ở Diệp Thần vang lên bên tai, nhắc nhở hắn coi giữ mấy tim. Mưa lớn mưa to như rót vào, Diệp Thần tầm mắt nhìn xuyên liền Thái Thần Sơn. Cũng phải, Thái Thần Điện, Chu Uyên các người đều ở đây. Diệp Thần cả kinh, cực kỳ bá đạo cấm thuật, lại có thể tùy ý theo dõi thời không. Hắn thấy vô cực linh cực đám người ở đi, trước mắt nóng nảy. Oanh! Cảm giác kỳ diệu chưa kéo dài bao lâu, Diệp Thần chính là cảm thấy đôi mắt một hồi đau nhói, trước mắt tối sầm, lại cũng không thấy được bất kỳ hình ảnh. Tôn lão, cái này. Ngồi đàng hoàng ở sạp nhỏ trên Diệp Thần cau mày, một bên Linh Nhi lấy toàn thân linh lực gia trì, giúp hắn trở lại thực tế. Vẫn là không được sao.
thời điểm mấu chốt nhất, hắn thần niệm bị xuyên thủng, không nhìn thấy mấu chốt nhất tương lai. Tôn lão nhưng là cười lắc đầu một cái, nói thiên tinh thuật ngươi đã cảm thụ qua, có thể thấy nhiều ít, quyết định bởi tại mấy tim muốn biết cái gì, ngươi mới vừa quá nhớ biết được hết thảy. Mà ngươi thần niệm lực, không đủ để chống đỡ như vậy nhũng dáng dấp tin tức. Cho dù ngươi có luân hồi thánh hồn thiên, nhưng ngươi cảnh giới bây giờ còn không cách nào phát huy luân hồi thánh hồn thiên toàn bộ lực lượng. Nhớ, tu vi và thực lực càng mạnh, luân hồi thiên kiếm liền càng mạnh, luân hồi huyết mạch liền càng mạnh, luân hồi thánh hồn vậy càng mạnh. Tôn lão hướng về phía Diệp Thần tiếp tục mở miệng nói, ngươi muốn biết như thế nào cứu thái thần, như vậy cái vấn đề này, đến lượt thông suốt rốt cuộc. Cụ già chỉ kim cất uống cạn trống trơn ly ly, nhẹ giọng nói, lại xem. Oanh! Mưa lớn mưa to im bặt, sau cơn mưa cầu vồng bảy màu sáng lạng, chiếu ngược lau một cái ánh sáng nhạt nhập ly. Ban đầu vắng vẻ trong ly diễn xanh chất lỏng, giống như một nâng thanh tuyền vậy triệt mục, ở bên trong, một đạo long hồn tản ra mạnh mẽ sức sống, mơ hồ có thể gặp. Đây là... Diệp Thần bị cái ly này bên trong nho nhỏ một cảnh hoàn toàn rung động, đợi đến phục hồi tinh thần lại, nơi đó còn có trước kia cảnh tượng, bất quá là tàn ly thịt nguội thôi. Tôn lão vuốt râu phát, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói. Thái thần sức sống có thiếu. Cụ già giữa trưởng đường vân sáng lên dị mang, chư thiên tinh thần mơ hồ ở sau cơn mưa thương khung lóe lên vi mang cùng tôn lão một trưởng diêu tương chiếu rọi, buộc vòng quanh từng đạo phù văn. Làm sao sẽ? Liền liền cụ già cũng là làm lộ vẻ xúc động, Diệp Thần cùng Linh Nhi một mục nhìn lại, cũng là sững sờ, khác ở tôn lão giữa trưởng quỷ dị đường vân. Bất ngờ soạn trước một cái thật to thiên chữ. Sức sống có thiếu, thiên tuyền. Tôn lão lẩm bẩm mở miệng nói, nhưng trên mặt thần tình nghi hoặc cũng là ở tuyên cáo, liền vực ngoại bách sự thông hắn, đều không từng nghe nói nơi đây chỗ. Thiên tuyền. Diệp Thần cũng là không nhịn được cau mày, mình trí nhớ chỗ sâu bên trong phiên trào một lần, tin chắc là lần đầu tiên nghe nơi đây. Thiên tinh thuật có cấm kỵ, trong thời gian ngắn không thể lần nữa thi triển, nếu không. Theo lý mà nói, cái này thế gian quả quyết không lão phu không thể suy diễn vật, chẳng lẽ ngày này suối. Siêu thoát thiên đạo ra. Rất hiển nhiên, tôn lão lời ấy ý là, cái này cái gọi là thiên tuyền, liền hắn đều không từng nghe nói. Mới vừa cảnh, người cũng nhìn thấy, ngày này suối để, dựng dục vậy đạo hồi phục long hồn, chính là thuần linh, phù hợp tự chữa thái thần thương thế, hẳn không nói ở đây. Tôn lão chỉ thiếu nửa sừng ly trà. Hướng về phía Diệp Thần nhẹ giọng nói. Đa tạ tôn lão, có thể tìm được cứu chữa phương pháp, đã rất cảm tạ, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Diệp Thần cười một tiếng, đã có mục tiêu, liền không sợ không tìm được. Những tên kia rất khó đối phó, lão phu liền không cho các ngươi kéo chân sau, cái này ngươi cầm. Tôn lão từ miếng vá trường sam lót trong túi, móc ra một quả chất phác màu xanh da trời ngọc bội, đưa cho Diệp Thần. Đây là tôn linh thiên tộc linh ngọc, nếu như cần giúp đỡ, linh lực dưới vào trong đó là được, lão phu tử sẽ cảm ứng được. Đa tạ tôn lão, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Thần cũng không có khách khí từ chối, thẳng thu hồi ngọc bội, cáo biệt cụ già, bước lên tìm thiên tuyển trinh đồ. Chư thiên vạn giới, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cái này thiên tuyển, liền ta cũng không từng nghe nói. Như thế tìm tiếp không phải biện pháp, Diệp Thần. Chúng ta được khác mịch hắn pháp. Linh Nhi nhẹ giọng nói. Ta đã thời gian đầu tiên đưa tin cho Chu Uyên, hắn bên kia cũng sẽ lập tức bắt tay tìm. Thiên cung chi địa và thất lạc thời không, có thể xin nhờ Thiên Tuyết Tâm tìm giúp. Địa phương còn lại, có thể để cho Huyết Long và Tiểu Hoàng, thậm chí còn Huyết Thần, Dạ Vô Tấn các người chung nhau tìm. Đáng tiếc không có liên lạc với Nhâm Tiền Bối, nếu không Nhâm Tiền Bối có lẽ biết vật này rơi xuống. Đi trước tìm Thiên Tuyết Tâm đi, hắn nắm giữ nơi này nhân tộc liên minh, hơn nữa thất lạc thời không ngược lại là và thiên tuyển ý cảnh phù hợp, nói không chừng có cơ hội. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Sau một nén nhang, thiên cung thần giáo vòng ngoài, cảnh sắc như cũ, trực các đệ tử đồ đổi một nhóm lại một phê. Còn nhớ lần đầu tiên tới thiên cung thần giáo tìm Thiên Tuyết Tâm cảnh tượng, khi đó bị trận ở ngoài cửa, vẫn là Ngô Ngọc Chi và Tiêu Hân giải vây. Lần nữa trọng lâm. Ít nhiều có chút thương cảm tưởng nhớ, vậy đã từng đời một thiên cung thần giáo các trưởng lão, tất cả đều là hộ tông cửa lực chiến mà chết, không một may mắn tránh khỏi. Người tới người nào?
Vòng ngoài trực đệ tử trong miệng cái đó người chứ chưa lối ra, nhưng chỉ là cảm giác hoa mắt một cái, không xa phương vắng vẻ mặt đất chỗ, nơi nào có nửa cái bóng người. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Dùng sức xoa xoa hai tròng mắt, mới vừa rõ ràng thấy một người lãnh đạm bóng người xuất hiện, sao đột nhiên không thấy? Sau núi cấm địa, Thiên Tuyết Tâm chấp xương hoa kiếm đứng, ở nàng dựng thân chu vi mấy chục mét bên trong, trời đông giá rét lẫm liệt. Ngô Ngọc Chi ngồi ở trăm mét ra ngoài trên cỏ, tiện tay chiết một chi hoa dại đánh, nhìn cách đó không xa bóng người, lẩm bẩm nói. Sư tôn kiếm ý, bộc phát kinh khủng, kiếm phong sở hướng chỗ, tự thành hiện tượng thiên văn, sợ rằng cách đột phá không xa. Thiên Tuyết Tâm hô hấp cùng tự nhiên hòa hợp, bộ ngực đầy đặn theo gió nhỏ phập phồng, ở nàng lãnh vực bên trong, một phiến bông tuyết bay như vậy rơi xuống xuống. Người nào dám can đảm theo dõi Thiên Cung thần giáo cấm địa? Người đẹp đột nhiên mở ra hai tròng mắt, lạnh thấu xương dùng mình ngay tức thì bạo tán, một bên ngẩn người Ngô Ngọc Chi thiếu chút nữa bị mình sư tôn thình lình hàn niệm gây thương tích, vội vàng rút lui. Nhìn quanh thân kết thành một món xương hoa, thiếu nữ nhưng không được than thở chính là cùng trong chốc lát ngắm nhìn hư không. Thiên Tuyết Tâm ra tay. Xương hoa. Mũi nhọn lộ ra kiếm cương sáng lên ngay tức thì, cả tòa sau núi cấm địa đều là bay xuống trắng ngần đại tuyết. Mỗi một phiến lục giác trạng hoa tuyết kết tinh, theo kiếm vũ hóa nhận, cắt rời hư không. Kinh khủng kiếm cương cuốn lên vạn nhận tuyết, không góc chết kích động thương khung. Kiếm ý tỉ mỉ, kinh khủng như vậy trưởng khống lực, phối hợp hàn xương ý, vực ngoại sợ rằng không mấy người có thể như vậy. Không dứt tiếng than thở lọt vào tai, vậy thanh âm quen thuộc làm được Thiên Tuyết Tâm thân thể mềm mại run lên. Diệp thần! Diệp thần! Phía dưới Ngô Ngọc Chi cũng là thời gian đầu tiên kinh hô thành tiếng, nhìn trong hư không chậm rãi hiện ra lãnh đạm thân hình, hai cô gái đều là cả kinh. Gay gâu, kiếm cương đã không thu lại được. Nụ cười rồi rào Diệp thần nhìn kinh khủng này sát chiêu, ánh mắt kiên nghị. Vèo! Thấu xương kiếm cương ở cách Diệp thần trước mắt chỉ có nửa thước chỗ bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó làm người ta kinh hãi một màn xảy ra. Diệp thần quanh thân ngay tức thì xông ra nhàn nhạt đỏ thắm vẻ lửa mang. Trong nháy mắt phun trào hòa tan hàn xương kiếm mang, kích động ra chấm hồng mang đem tuyết tinh cắt rời không gian đốt. Ở hai cô gái ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, không giữa khe hở lại là chậm rãi khép lại. Oanh! Không chứa sát ý màu đỏ ấm áp quang thổi lất phất khắp nơi, cả tòa cấm địa quy về bình vắng vẻ. Lúc này mới bao lâu không gặp, các ngươi cứ như vậy hoan nghênh ta. Diệp thần thân hình chậm rãi rơi xuống, lãnh đạm mặt mũi lộ ra hai viên trắng tinh răng cửa. Cười trêu ghẹo nói. Thật là ngươi, Diệp thần. Thiên Tuyết Tâm tạm thời ngây tại chỗ, không biết là tâm hồn thiếu nữ run lẩy bẩy vẫn là kinh ngạc tại Diệp thần nghịch thiên thủ đoạn. Xem ra liên minh phát triển không tệ, ta tại gần thành thiên thì có nghe thấy, hôm nay Thiên Cung thần giáo, chân chính làm được nơi truyền thừa. Một đường đạp tới, chung quanh canh phòng cũng tốt, hương khói khí cũng tốt, so với trước kia trăm phế câu hưng, hôm nay có thể tính là như mặt trời ban trưa. Hết thảy nhìn ở trong mắt, hắn là từ trong thâm tâm là Thiên Tuyết Tâm vui vẻ. Người rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Người đẹp sâu kín con ngươi nhìn chằm chằm Diệp thần, đây là nhớ tới mình. Hụ hụ. Diệp thần cười che giấu lúng túng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua chóp mũi, không biết như thế nào mở miệng là tốt. Làm sao, xảy ra chuyện. Thiên Tuyết Tâm tròng mắt trong nháy mắt, tên này, điển hình vô sự không lên điện tam bảo. Một bên Ngô Ngọc Chi là chân tránh bị Diệp thần thủ đoạn hoàn toàn rung động, lúc này mới bao lâu không gặp, chẳng lẽ liền sư tôn đều không phải là hắn đối thủ. Ý nghĩ này bay lên, hắn nhìn về Diệp thần ánh mắt, đó là đơn thuần vẻ nóng như lửa chỉ tăng không giảm. Thấy Thiên Tuyết Tâm như vậy hỏi, Diệp thần than nhẹ một tiếng, gật đầu một cái, kêu. Ừ, thái thần tiền bối, trọng thương ngã gục, khu vực này, sợ rằng phải gặp nạn. Cái gì? Thiên Tuyết Tâm nghe vậy cả kinh, liền vậy cùng truyền thuyết bên trong nhân vật đều là. Xảy ra chuyện. Diệp thần đem mình tìm tôn lão, lợi dụng thiên tinh thuật thôi diễn kết quả cho biết liền Thiên Tuyết Tâm. Đoán được, người đẹp cũng là trước mắt nghi ngờ. Thiên Tuyền, hồi phục long hồn. Không sai, lần này tới, chính là muốn nhờ ngươi, lợi dụng liên minh sức ảnh hưởng, ở nơi này thất lạc thời không khu vực hỗ trợ hỏi dò tin tức. Diệp thần nói tiếp, thái thần tiền bối thương thế tình huống không tốt lắm, liền ta cũng bó tay, chỉ có thể hết sức đi tìm ngày này suối.
Thiên Tuyết Tâm nhẹ khẽ gật đầu, ta hiểu ý, vậy thì đi an bài. Dặn dò mấy câu Ngô Ngọc Chi, nàng chính là nghiêng đầu rời đi. Thái thần đối với Thiên Tuyết Tâm mà nói, giống vậy có ân tái tạo, nếu không phải lão nhân gia ông ta ngày xưa ra tay, sợ rằng liên minh đều bị âm ma thánh điện từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ngươi chuẩn bị tại Thiên Cung thần giáo đợi bao lâu? Ngô Ngọc Chi khao khát ánh mắt nhìn về Diệp Thần, hắn hy vọng có thể ở chỗ này thỉnh giáo Diệp Thần trong vấn đề tu luyện. Nhưng mà Diệp Thần trả lời nhưng là làm nàng thất vọng. Ta lập tức được rời đi, những địa phương khác cũng cần đi một chuyến. Tựa hồ là xem thấu thiếu nữ tính toán, Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng nói, cùng sự việc giải quyết, ta sẽ trở lại. Đúng rồi, người cầm cái ngọc bội này giao cho Thiên Tuyết Tâm, như vậy thì tùy thời có thể liên lạc đến ta. Giao cho Ngô Ngọc Chi đưa tin ngọc bội, Diệp Thần không trì hoãn nữa, lên đường đi liền những địa phương khác. Gần Quá Thành. Trải qua Thái Viêm Đế sự việc sau đó, Diệp Thần ở gần Quá Thành coi như là hoàn toàn thành danh. Trấn áp Thái Viêm Đế sau đó, Tiêu Thấm cũng là quay trở về Tiêu gia, ngày xưa rút lui Tiêu gia tộc nhân cũng có tự trở về gia tộc, ở đại trưởng lão Tiêu Nghiêm Túc thất bại sau đó, toàn bộ Tiêu gia đã một khối thiết bản. Tiêu Thấm thành tựu tộc trưởng, chân chính vững chắc Tiêu gia, những thứ khác mấy tộc tranh phong bên trong, mơ hồ có lực đè thế. Hơn nữa Tiêu Ngục Tầng quan hệ này dặn dò, Diệp Thần đến thăm gần Quá Thành, thời gian đầu tiên chính là liên lạc Tiêu Thấm tìm giúp Thiên Tuyền. Hôm nay Tiêu Thấm là trong gia tộc người đáng tin cậy, nghe Diệp Thần muốn tầm thiên suối, mặc dù không nghe thấy, nhưng cũng là vỗ ngực bảo đảm hết sức tương trợ. Cách gần Quá Thành, mấy ngày qua Diệp Thần lại là bôn tẩu đầy đất tim vực, hắc ám cấm hải, địa ngục giới tất cả đại hiểm hung cảnh, lấy tìm vậy cũng có thể lội cách tại thiên đạo gia Thiên Tuyền. Một nơi tuyệt hung chi địa, Diệp Thần bóng người bôn tẩu tại vách đá khe sâu bên trong. Nơi đây chỗ sâu có một nơi mắt biển. Xem nói sau. Một cái có chừng ngàn trượng giao long cảm nhận được liền cường đại uy hiếp, to lớn giao thân thể ra biển sôi trào, tung lên cơn sóng thần, nhất vĩ hướng Diệp Thần vung tới. Oanh! Chung quanh vách đá thẳng đứng bị giao đuôi liền vung cắt thành đá vụn rơi xuống, núi cao vỡ nát ra, kích động dậy vô số bụi bặm. Luân hồi diệt thiên trảm. Kiếm vô hình khí qua lại đá vụn tới giữa, đem vô số núi đá nghiền thành phấn vụn. Kiếm mang thẳng đâm vào giao long thân thể. Ngao! Một tiếng thống khổ kêu nhẹ chấn triệt khe núi, ngàn trượng lớn giao long thân thể 3-5 mét dáng dấp phẩy phiến phiến rụng, nó tu vi ở giảm nhanh. Chỉ là mấy tức tới giữa, một cái chỉ có 3-5 mét dáng dấp rắn nước rút đi linh trí, hướng biển sâu để bơi đi. Luân hồi ý, quả thật bá đạo. Đây là Diệp Thần từ trảm ra sau đó, lần thứ hai thi triển luân hồi diệt thiên trảm. Mặc dù không có hủy thiên diệt địa sát phạt lực, nhưng đánh phải một kiếm này, so chết còn thống khổ. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần thi triển rất nhiều kiếm đạo, coi như không có tận lực vận dụng chỉ thủy kiếm nói, cũng sẽ có một chút không bá đạo. Nếu như nói hủy diệt ý chí là thuần túy nhất phá hoại, như vậy luân hồi ý nắm trong tay sinh sát lực, chính là làm người sợ hãi. Không phải trời suối. Xúc sinh này bảo vệ, là một bụi hải lam thanh liên. Một kiếm giao long bị chém tới vạn năm tu vi, cởi thành rắn nước phân ly sau đó, Diệp Thần lúc này mới phát hiện, nó nơi bảo vệ, bất quá là một bụi thai nghén thần hồn thanh liên mà thôi. Không có cái gọi là thiên tuyền, càng không có hồi phục long hồn. Ngay tại lúc này, thiên cung chi địa Thiên Tuyết Tâm ngọc bội lóe lên ánh sáng nhạt, truyền đến tin tức. Diệp Thần, ta đã tụ họp liên minh lực điều tra, nhưng cái này cái gọi là thiên tuyền không có chút nào cổ chứng có thể tìm ra. Giải ra người đều là đá chìm biển khơi, xin lỗi. Cùng lúc đó gần Quá Thành thành Tiêu Thấm cũng là truyền đến giống nhau tin tức, đại khái ý cùng Thiên Tuyết Tâm vậy, bặt không tin tức gì. Đồng thời, Huyết Long, Tiểu Hoàng, Vĩnh Hằng Thánh Vương, Tiêu Thủy Hàn, Huyết Thần các người, cũng không có rơi xuống. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, khoảng cách cường giả thần bí kia biến dạng Thiên Uyên dò ngó một giới này, đã qua mấy ngày, hắn trong lòng có chút sự cảm xấu. Thu hồi Hải Lam Thanh Liên, Diệp Thần bóng người cực nhanh chạy trốn xa, hướng mục tiêu kế tiếp xuất phát. Nắng chiều dâng lên mông lung ánh chiều tà, lại là một vòng ánh mặt trời lặn sắp rơi xuống, lưu cho bọn hắn thời gian, không nhiều lắm. Công tử, ta bên này vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Chu Uyên Ngọc Bội cũng là truyền đến tin tức. Chu Uyên thanh âm có chút trầm thấp, tâm trạng không hề cao tăng, cùng Diệp Thần vậy,
lần tìm tất cả đại thế bên ngoài chỗ hiểm yếu, đều là không có đầu mối chút nào. Cái này cái gọi là thiên tuyền, ngay cả một bóng dáng đều không thấy được. Bất quá, đáng chết, ho. Chu Uyên truyền tới cuối cùng thứ nhất tin tức, Diệp Thần nhưng là ngửi vào kinh biến. Xảy ra chuyện, Chu Uyên chỉ sợ là đã gặp phải bất trắc. Một nén hương trước, Thái Thần Sơn lấy nam đầy đất. Chu Uyên bóng người tập kích bất ngờ ở mênh mông mặt đất bên trên, nắng chiều rắc lau một cái ánh chiều tà, lại là một ngày sắp trôi qua, lòng như lửa đốt hắn không khỏi được tăng nhanh độ. Công tử, ta bên này vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Chu Uyên còn muốn nói gì, nói, bất quá. Quay đầu lại trong nháy mắt, hắn xem đến đỉnh đầu khung vũ chấn động, chân trời từng đạo giết mang từ ngoài bầu trời tới, ở đánh vào bảo vệ bọn họ Thiên Uyên. Đâm một tiếng, bầu trời màn sân khấu bị rạch ra, lộ ra một cái khe hở, tại không gian một đầu khác, ngân hà sáng lạng vô cùng. Máu đỏ nắng chiều ánh sấn chứ đẹp lạ thường ngân hà, vậy tạm thời không gian cuối, từng đạo bóng người đung đưa. Bọn họ có chừng mấy chục người, đưa lưng về phía chói mắt nắng chiều, Chu Uyên không thấy rõ mặt mũi. Chỉ có thể nhìn được mấy chục người đang cùng hư không quy tắc chiến đấu, cách Thiên Uyên, bọn họ muốn khóa giới tới. Một cái cự long linh từ Thiên Uyên chỗ sâu lộ ra đầu rồng, phun thần thụy đang chống cự. Cự long ở ngăn trở đám người khóa giới, nó ở chiếm cứ Thiên Uyên ra tay. Là vậy đầu long linh, là nó. Chu Uyên một mắt chính là nhận ra. Điều này cự long, chính là ngày xưa thừa tái hắn cùng Thái Thần Diệp Thần ba người, đi đạo thành vậy lão long. Bất quá là thoáng qua tới giữa, đầu rồng chính là bị cầm đầu thanh niên tay cầm đại kích chém rơi, đẫm máu Thiên Uyên. Đáng chết! Cả tòa bầu trời kẽ hở chỗ, bay xuống tích tích mưa máu, một phiến phiến thần long vảy giống như tấm gương vậy bóng loáng, rơi xuống bụi bậm bên trong, dung nhập vào mặt đất. Thượng không kịp đợi Chu Uyên ra tay, lão long đã là bị chém đầu. Dù là dựa vào Thiên Uyên, vẫn là không địch lại, bị thanh niên cường thế đánh chết. Tới, chiến. Ba đạo càn khôn thanh khí bàng thân, thiên đế một quyền xuyên qua Thiên Uyên, Chu Uyên vành mắt sắp nứt, thẳng nghênh thân bay về phía thương khung, hắn muốn vượt qua vậy Thiên Uyên, là lão long cọ rửa huyết cừu. Thiên Uyên lực u ám không lưu loát, hãm thân trong đó chính là bị vô tận nghiệp lực đốt cháy quanh thân, thống khổ vạn phần. Chu Uyên chiếm cứ địa thế và khí vận. Có thể dựa vào nơi này thiên địa quy tắc mà chiến, ngăn cản mấy chục người khóa giới. Là ngươi, tay cầm sâu màu đen đại kích thanh niên, chán tới giữa cùng Lạc Khuyết có mấy phần tương tự, nhưng là lớn tuổi mấy phần. Thấy Chu Uyên ba đạo càn khôn thanh khí, hắn một mắt chính là nhận ra cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu, chính là giết chết em trai mình hung thủ. Lạc gia người, Chu Uyên cũng là ánh mắt hung ác, hắn đã biết được mọi người ý đồ, vì Lạc Khuyết trả thù tới. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Lão Long tản đi một món chấp niệm thêm thân Chu Uyên, tay phải phù cốt chỗ yếu ớt tiếng rồng ngâm tràn ngập. Thiên đế quyền. Xúc thế quyền mang thẳng vượt qua Thiên Uyên, ở nơi này mảnh không gian bên trong, chấn vỡ vô số tinh thần, giết mang sắc bén không giảm, nhắm thẳng vào thanh niên mặt. Múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Thanh niên khinh thường hừ lạnh một tiếng, vậy biến dạng thiên địa quyền mang nện ở sâu màu đen đại kích bên trên. Tiêu tán ở vô hình. Chu Uyên sắc mặt xanh mét, nói thật là mạnh. Đối phương hời hợt chặn hắn nhất kích, rất hiển nhiên, cái này trước mặt nam tử tu vi đã chí ít đạt tới thiên huyền cảnh tầng 6 thiên viên đầy. Thậm chí cao hơn. Dù là dựa vào thiên địa quy tắc, người cũng không phải ta đối thủ. Thanh niên trong tay màu đen trường kích đưa ngang một cái, mũi kích quanh quẩn khí tức hủy diệt, mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền ra, chính là lúc trước Chu Uyên vậy đạo quyền mang. Đi. Trong tay đại kích vung lên, Chu Uyên sát chiêu bị thẳng đánh trở về. Cái gì? Oanh! Xuyên qua chân trời quyền mang đâm vào trong hư không, bạo tản ra uy áp kinh khủng xen lẫn hư không nghiệp lực thế, ngay tức thì chen bể hắn thân xác. Một đạo thanh khí, tán. Thanh niên trong mắt như đuốc, chiếu ngược kim mang, nói, nhất khí hóa tam thanh. Hôm nay liền chém ba người thân. Tay xách đại kích, thanh niên một mình về phía trước cúi xông lên. Lấy thân thử nghiệm, thân hình dò vào trong hư không. Lạc đạo thật tức giận, lại liều mạng như vậy. Ở sau lưng mấy chục vắng người yên tĩnh xem cuộc chiến, gặp đến thanh niên thân nhập Thiên Uyên khóa giới, làm một tên thanh niên nói. Cái đó gọi Chu Uyên tiểu tử, nhưng mà giết hắn đệ đệ ruột, mặc dù ngoài miệng vân đạm phong khinh,
nhưng đối với Lạc Gia mà nói, dẫu sao là bị đóng vào sỉ nhục trụ trên, làm sao có thể không giận. Khác một cô gái bổ sung nói. Oanh! Hư không bên trong vô cùng nghiệp lực bắt đầu cháy người ngoại lai linh lực, Lạc Đạo trán mồ hôi hột nhỏ xuống. Bên trong thiên địa này uy áp lực, đều là làm hắn cái này khóa giới người cảm nhận được liền sâu đậm cảm giác bị áp bách, liền hành động đều là chậm chút, tựa như thân nhập vũng bùn vậy. Cho dù dựa vào thiên địa quy tắc, người hôm nay vậy được chết. Lạc Đạo tay áo vung tay lên, màu đậm đại kích hóa thành một màn màu đen lưu quang tràn vào nơi mi tâm của hắn, trong nháy mắt, Lạc Đạo ra thì tách ra ra hung quang. Ở hắn bàn tay phải tìm chỗ, một cái tương tự ngân hà phun trào, tiến tới lan tràn tới toàn thân. Ngân hà bên trong vô số tinh thần tản ra ánh sao, uy áp diệu thế, cái này một cảnh, lưu chuyển ở Lạc Đạo ra thịt bên trên. Nơi này thiên địa quy tắc, bất quá như vậy. Hắn bắt đầu ở lõm sâu vũng bùn bên trong ra tay, quanh thân mỗi một ngôi sao vỡ vụn, đều là làm được quy tắc uy áp yếu bớt mấy phần. Đây là, Vạn Vũ Thiên Lao dẫn. Chu Huyên khó tin nhìn Lạc Đạo, tương tự biết bao thủ đoạn, hắn từng ở Lạc Khuyết Vạn Vũ Thiên Lao đưa tới tinh tượng lực hạ, ăn rồi đau khổ. Có thể người trước mắt này thi triển thủ đoạn, so với Lạc Khuyết, mạnh không biết nhiều ít lần. Ừ, người lại vẫn biết được Vạn Vũ Thiên Lao dẫn. Lạc Đạo đầu tiên là một lần, chợt vẻ mặt một nghiêm túc, nói, xem ra Lạc Khuyết quả thật là chết tại tay ngươi. Tinh tượng lồng giam. Theo một tiếng quát to, Lạc Đạo quanh thân dũng động tinh hải phá thể ra, xé hắn thân xác, vậy hoàn toàn cuốn tét hư không. Rắc rắc, Chu Huyên bị một ngôi sao đập trúng, nửa bên thân xác hoàn toàn lâm vào là bùn máu, đạo thứ hai thanh khí, tán. Trong nháy mắt hư không rạn nứt, bị Lạc Đạo chộp được thừa cơ lợi dụng, nơi mi tâm tách ra ra hắc mang, diệu thế quang cuối, mũi kích lóe lên hàn mang, điểm ra. Mũi kích vô hạn phóng đại. Đem hư không miễn cưỡng tạo ra hai nửa, lại không bảo vệ nhất giới gần ngay trước mắt. Linh lực vào giờ khắc này nhô lên, đại lộ quy luật lộng lẫy vô cùng, hóa thành sinh sát đại kiếp, treo ở mỗi một đỉnh đầu của người. Các vị, nhập giới này. Lạc Đạo hét lớn một tiếng, tay cầm đại kích hoành tại trước ngực đảo qua, xông vào nơi đây quy tắc bình phong che chở. Ho! Ngại ở đất này thiên đạo áp chế, mấy chục người đặt chân vực ngoại ngay tức thì. Bị đại lộ quy tắc lột bộ phận tu vi, mảnh thiên địa này quy tắc, không cho phép quá mức cường đại tồn tại giao thiệp với. Hô! Thô trọng tiếng thở dốc vang lên, tất cả mọi người là cảm thấy khó chịu, mấy tức sau đó, Lạc Đạo ngước mắt. Ha ha ha, mặc dù bị áp chế tu vi mấy phần, cho dù là như vậy tu vi, một giới này vậy không lại có bao nhiêu người có thể cản ta. Màu đậm đại kích nơi tay, giống như ma thần Lạc Đạo hướng Chu Huyên lần nữa liều chết xung phong. Mọi người còn lại lạnh nhạt nhìn trước mắt đánh một trận, không chút nào muốn chọn nhúng tay ý. Thiên đế quyền. Tay phải phù cốt hoàn toàn bùng nổ, kinh khủng lực lượng từng đợt tiếp theo từng đợt, liền xa ở vùng lân cận phổ thông người dân, đều là cảm nhận được liền sâu đậm chập chờn, mặt đất rạn nứt. Trong chiến trường tim, hư không vỡ thành một phiến phiến, không gian chảy loạn cũng bị Chu Huyên một quyền động tuyệt. Thương hồng, hắc long ngâm. Lạc Đạo trong tay đại kích vũ động càn khôn. Một chút hàn mang hóa thành hắc long chiếm đoạt hư không, miệng to như chậu máu đem cả tòa không gian bao phủ. Mặc dù tu vi có chút hạ xuống, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng với thủ đoạn so với Chu Huyên, muốn khủng bố quá nhiều. Oanh! Nơi trung tâm nổ lớn, liền cả ngày cung thần giáo thiên tuyết tâm đều là cảm thấy kinh khủng này chập chờn, bên người xương hoa kiếm như là có linh, đang run rẩy ở ông minh. Diệp thần, là ngươi sao? Thiên tuyết tâm líu díu. Nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có lòng rung động. Bụi bẩm tản đi, tay cầm đại kích bóng người đứng yên, chính là Lạc Đạo, ở đó trên mũi thương, Chu Huyên chỗ ngực lỗ máu ồ ồ thẳng trào. Bất quá như vậy. Nhớ, Lạc gia, không phải các người rác dưới có thể ô nhục. Thanh âm đạm mạc xuyên thấu chu vi ngàn dặm, Lạc Đạo từ trong ngực móc ra đóng kín một cái màu vàng kim chiến thiếp, hơi thở phủ đầy màu máu, mùi tanh mười phần. Nói xong. Hắn hai tròng mắt đóng chặt, giữa trường tinh tượng lực ngưng tụ thành một tòa hư không đại sơn, chậm rãi bay lên. Trong chốc lát, trên hư không, hiện ra đại sơn. Con kiến hôi, ngươi liền sống lâu một khắc, làm cho cái này người đời cảnh cáo đi. Cầm trong tay chiến thiếp đè ở Chu Huyên trên trán, trong tay trường kích thật cao khơi mào Chu Huyên ném ra bắn về phía đại sơn, đem vững vàng đinh tại đại sơn tới giữa.
À, lửa đốt lòng đau thời khắc xâm nhập Chu Uyên thần trí, lạc đạo thủ đoạn tàn ác vô nhân đạo. Hừ, tiếp theo chính là ngươi tử quỷ kia sư tôn, Thái Thần Sơn đúng không? Lạc đạo chậm rãi xoay người, nhìn xa mắt thấy Thái Thần Sơn phương hướng, sát tâm nhất thời. Ở người bên, đám người sắc mặt phức tạp, nhưng lại không nói lời nào, lạc đạo tà mị cười một tiếng, tham lam hô hấp cái này bẩn thỉu không khí, toàn thân hưng phấn run rẩy. Ngông cuồng hết sức, ước chừng mấy chục người bóng người không làm dừng lại, thẳng hướng Thái Thần Sơn phương hướng đi. Trên bầu trời đại sơn chiếu khắp, nóng bỏng quang không ngừng ở ăn mòn Chu Uyên, hắn ý thức sắp kế cận vỡ nát. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, lại dám nói bừa khiêu chiến Thái Thần, lẽ nào lại như vậy? Bắt giữ hắn, lấy trấn thiên nguy. Liều lĩnh vô cùng chiến thiếp treo tại trên 9 tầng trời, phổ thiên tu giả có thể gặp. Thiên cung chi địa, nhân tộc liên minh thiên tuyết tâm dưới quyền tu La Tông tông chủ La Thành mang theo sát khí tới, muốn chém chết cái này hư không khách tới, cùng lạc đạo chiến tại bên ngoài thành. Đồng dạng là dùng thương kích thạo nghề, bị ký thác kỳ vọng rất lớn huyết tu la, ở tay của thanh niên bên trong hoàn toàn không có đi qua một chiêu. Giữa trường tinh tượng lực bùng nổ, La Thành trường thương tu la bỗng nhiên vỡ nát, hàn nhận thẳng tắp xuyên qua ngực, máu vẩy thương khung, một đời tu la, vẫn. Phế vật. Chàng thanh niên chỉ là lưu lại một tiếng khinh thường hừ lạnh truyền khắp thương khung, chính là lần nữa hướng Thái Thần Sơn xuất phát. Trên đường đi vô số thiên cung chi địa cường giả khiêu chiến lạc đạo, đều là bị nhất kích toi mạng, trải xây ra đường máu đầm đìa đáng sợ, ngã ở hắn giữa trưởng trảm gia cảnh và thiên huyền cảnh sơ kỳ cường giả vô số. Thái Thần Sơn, ngươi không cần phải nhúng tay. Linh Cực hướng về phía trước mắt cô gái lo lắng nói, một bên Vô Cực cũng là phụ họa gật đầu, nhẹ giọng nói, những người này là hướng về phía sư tôn tới, hai người chúng ta sẽ hắn một lát. Cô gái lắc đầu một cái, lời nói dịu dàng nói, Thái Thần tiền bối từng tại ta có ân, thiên cung thần giáo hôm nay, tiền bối công không thể không. Người tới chính là Thiên Tuyết Tâm, nghe La Thành xảy ra chuyện, biết được người tới mục tiêu là Thái Thần, thời gian đầu tiên chính là chạy tới trợ trận. Ý nói rất rõ ràng, nàng sẽ không rút lui. Hàn Sương kiếm ý làm nàng khí chất không thể nghi ngờ so với lúc trước lại là trong trẻo lạnh lùng mấy phần, rất có một loại kiểu khác mũi nhọn. Ngươi, Linh Cực trong chốc lát không biết làm thế nào là tốt, những tên kia vô cùng cường đại, bằng hắn hai người thực lực đều là mệnh treo một đường, huống chi Thiên Tuyết Tâm. Vù vù, bên tai một hồi nhỏ nhẹ tiếng vo ve truyền tới, đó là Thiên Tuyết Tâm xương hoa kiếm kêu nhẹ. Làm sao có thể? Linh Cực cùng Vô Cực hai người ngay tức thì khiếp sợ, mạnh như bọn họ, giờ phút này lại thì không cách nào kháng cự cái này Hàn Sương. Bề mặt kết thành một món nhàn nhạt lớp băng. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Thiên Tuyết Tâm xương hoa kiếm ra khỏi vỏ, có thể tùy tiện lấy hắn hai tánh mạng người. Cô gái này thiên tư như vậy yêu nghiệt. Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Thần dẫn Thiên Tuyết Tâm cầu gặp Thái Thần ra tay lúc đó, khi đó nàng liền mình cùng một người trong đó cũng không phải là đối thủ, lúc này mới qua bao lâu. Vô Cực im lặng thấp mi, Linh Cực gạt bỏ nụ cười, đã như vậy, chúng ta liền không từ chối, làm phiền Thiên Tuyết Tâm minh chủ. Có câu nói là tu giả thế giới, thực lực phi tôn. Thiên đạo chảm ra. Hư không chập chờn, đang người đi đường Diệp Thần đã tiến gần tại Thái Thần Sơn vùng lân cận, càng đến gần cổ khí tức kia, trên bầu trời núi thần cũng là gần ngay trước mắt. Chu Uyên. Diệp Thần thấy vậy, một khoang lửa giận tự nhiên sinh lòng, mình huynh đệ bị đóng vào thương khung đại sơn bên trên, sống chết không biết trước. Thái Thần Sơn, hình ảnh quay về. Tới. Thiên Tuyết Tâm chân mày cao lại, chỉ là cái này cổ dũng động hơi thở. Liền định trước trận chiến này cực kỳ nguy hiểm. Oanh! Thái Thần Sơn vòng ngoài năm đỉnh đồng loạt vỡ nát, cát đá bụi đất sục sôi dậy đầy trời sương mù, ở đó bụi bặm chỗ sâu, từng đạo bóng người tiếp liền đi ra, cầm đầu, chính là lạc đạo. Cái này một đường bại hết sức thiên cung chi địa vô số uy tín lâu năm cường giả thanh niên, bướng bỉnh không kềm chế được nhịp bước, muốn đạp bể mảnh thiên địa này. Tăng! Một đạo hàn mang phá vỡ lạc đạo vạt áo, ở đó áo quần lỗ hổng chỗ, một món xương mù hóa lớp băng lan tràn ra. Có ý tứ. Lạc đạo tròng mắt đông lại một cái, thoáng qua một chút hơi kinh ngạc, tựa hồ ở chỗ này địa giới, tìm được bảo tàng. Ở trước người hắn cách đó không xa, người đẹp một bộ trường sam màu trắng, mái tóc dài thúc quan, hơi có mấy phần nam nhi anh khí, khí chất trong trẻo lạnh lùng,
mặt mũi nhưng là có thuộc về duy nhất con gái người ta tuyệt đại dung mạo, chính là Thiên Tuyết Tâm. Ngươi là người phương nào? Thấy người đến ngăn trở, lần này Lạc Đạo thu liễm mấy phần sát ý, diễu diễu nói. Thiên Cung Thần Giáo, Thiên Tuyết Tâm. Bên hông xương hoa kiếm ông minh vượt quá, chiến ý hiên ngang, nó đang thúc giục mình chủ nhân ra tay, muốn ẩm huyết. Chưa từng nghe qua, bất quá. Lạc Đạo nhìn từ trên xuống dưới Thiên Tuyết Tâm, nơi này thế lực hắn không có vấn đề nghe, nhưng trước mắt người phụ nữ này, bổn mạng kiếm có linh, trình độ cao nhất hàn xương ý chí, đến mức tự thành hiện tượng thiên văn hàn xương, sợ rằng kiếm ý đã tỉ mỉ. Trong nháy mắt, hắn chính là đối Thiên Tuyết Tâm có đầy đủ phán đoán. Thực lực không tệ, nếu thời gian dài đỉnh có thể ở thái thượng thế giới nhìn chăm chú, người có thể nguyện làm ta đạo lữ. Lạc Đạo coi trọng Thiên Tuyết Tâm thiên phú, thẳng mở miệng nói. Thiên Tuyết Tâm nghe vậy chân mày nhíu một cái, bên hông xương hoa kiếm đã là không kềm chế được ra khỏi vỏ, ở một chớp mắt kia, thương khung đều là vì một trong hàn, đầy trời bông tuyết bay tán. Bảo, hai ngón tay nhẹ nhàng một vê, một phiến lục giác trạng hoa tuyết nổ tung. Bắn tung tóe ra từng cơn giết mang nhắm thẳng vào Lạc Đạo. Rắc rắc, vô số phiến hoa tuyết sau đó cùng bạo tán, trong xung quanh trăm dặm, cả tòa Thái Thần Sơn bao trùm dưới không gian, bất ngờ là ánh sáng bạc rót ngược, hư không giống như giấy mỏng bị tấc tấc cắt rời. Thật là thủ đoạn. Lạc Đạo cười lớn một tiếng, một thân một mình tiến lên đón, lòng bàn tay tới giữa ánh sao sáng chói, đầy trời vô số ngôi sao ở phun trào, xếp thành một cái ngân hà. Kinh khủng bám vào lực đem lượn quanh màu bạc kiếm quang chém thành mấy đoạn. Tinh tượng lồng giam, từng vì sao hiển hóa, từ Lạc Đạo thân xác phá thể ra, cửu tinh đem Thiên Tuyết Tâm súng lại, uy áp kinh khủng làm được không gian không ngừng va chạm, từng đạo màu đậm sấm sét lao sinh. Người tốt nhất nhanh lên một chút cân nhắc, ta. Lạc Đạo một lời chưa hết, một chuôi màu xanh thẳm băng kiếm chính là lướt qua mình cổ vạch qua. Vèo, kiếm phong nháy mắt tức thì. Trực bức thương khung. Rắc rắc. Lạc Đạo tinh tượng lực bị miễn cưỡng đánh bể. Lạc Đạo tự mình khóe miệng rỉ ra một chút vết máu, con người dần dần phóng đại, kinh cùng giận không ngừng biến ảo. Màu đậm đại kích từ hư không rớt xuống, đập vỡ Thái Thần Sơn mạch một tòa cự phong, tung lên vạn trượng bụi bặm. Màu vàng kim mảnh vỡ hóa thành sao băng rơi xuống, tứ tán bắn tán loạn, chói mắt ánh sáng làm được Lạc Đạo sau lưng đám người thán phục. Cái gì? Con bé này lại có thủ đoạn như vậy. Không thể nào, một kiếm kia mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng quả quyết không đối kháng uy lực. Chẳng lẽ là, trong tộc trưởng bối nhắc tới người nọ. Mấy chục người quay đầu lại nhìn lại, trên hư không tiên lệ hỏa hoàng vỗ cánh, màu đỏ vũ rực lộng lẫy dị thường. Bạo tán bể rơi màu vàng sao rơi vạch qua, ngay tức thì đốt hỏa hoàng toàn thân căn căn thần vũ, nó há miệng phun hơi thở, hư không từng trận vặn vẹo. Đem vây khốn Thiên Tuyết Tâm chín ngôi sao nuốt một cái. Hạ chiến thiếp, chỉ bằng các ngươi. Hỏa hoàng nơi mi tâm bóng người toàn thân toát ra màu đỏ tươi viêm diễm, ánh mắt như đuốc. Chính là thi triển đạo linh chi hỏa Diệp Thần. Diệp Thần. Thái Thần Sơn phía dưới Thiên Tuyết Tâm thấy người đến, kinh hô thành tiếng, thần sắc vui mừng. Khóa giới, các ngươi cũng xứng. Chấn nộ Diệp Thần một tiếng quát chói tai. Đầu ngón tay phạm thiên thần công đấu chữ quyết và trận tự quyết cổ xưa minh văn phù lục, liên thiên ánh sáng từ chân trời phun trào. Thần hoàng lực ngay tức thì bạo tán phun trào, nhưng là cũng không phải là hướng về phía Lạc Đạo các người. Vạn trượng hỏa hoàng tan rã, căn căn thần vũ bắn về phía chân trời đông nam tây bắc bốn góc, kẹp theo vạn vẹo hư không tiên sắc hồng mang. Vèo vèo vèo. Lên. Diệp Thần chấp tay hành lễ. Bốn phương tám vị đều là vang vọng dậy màu đỏ tươi phù văn, không ở lưu truyền, miễn cưỡng không ngừng. Ừ, lại là vũ hoàng cổ đế phạm thiên thần công. Cảm nhận được liền thiên địa ý chí tựa hồ bị tụ lại, Lạc Đạo sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn không hề biết người này lại và thái thượng thế giới vũ hoàng thế gia có liên quan. Dám tới nơi này càn rỡ, liền phải làm cho tốt bị chém giác ngộ. Diệp Thần thanh âm đạm mạc truyền tới tại chỗ mỗi một người trong tai. Thiên Tuyết Tâm nhìn trong hư không tay cầm kiếm phôi người đàn ông, thần sắc phức tạp. Lạc Đạo giận dữ ngược lại cười, nói chỉ bằng ngươi. Diệp Thần trong mắt nháy mắt, nói, ngươi là Lạc gia người, Lạc Khuyết tên phế vật kia, là ngươi người nào. Hắn ở thời khắc mấu chốt cứu Chu Uyên, đem an trí ở nguyện vọng thiên tinh bên trong, từ Chu Uyên trong miệng biết được liền một ít tin tức. Nghe được nói tới Lạc Khuyết,
Lạc Đạo ánh mắt bên trong tức giận sâu hơn, sắc mặt âm trầm, hắn không nói nhảm nữa, Triệu Hoán liền trong tay trường kích thẳng hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần cùng chính là trong một cái chớp mắt này, tên này dù là vượt qua thiên địa quy tắc bị lột bộ phận tu vi, nhưng Lạc Đạo thực tế kinh nghiệm chiến đấu nhưng mà không bị ảnh hưởng chút nào. Để cho hắn bị tâm trạng dắt đi, mới có thể nhập mình bố trí nói. Người này còn không có tư cách để cho mình vận dụng luân hồi thiên kiếm và nhân đồ thánh bôi cái loại này lá bài tẩy. Tinh thần vẫn làm bằng kiếm phôi mặc dù không linh, nhưng bàn về trình độ cứng cáp, tuyệt đối là thế gian độc nhất, cùng Lạc Đạo trong tay trường kích kịch liệt va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Cái gì? Lạc Đạo trong lòng ngầm từ kinh ngạc, tên này vũ khí, lại như vậy cứng rắn. Hắc Long Ngâm. Trong tay màu đậm đại kích bị Lạc Đạo thẳng ném ra, hóa thành một cái rồng khổng lồ màu đen gầm thét, tu nhiễm đâm vào hư không, dữ tợn đáng sợ. Chu Uyên, chính là thua ở một kích này dưới. To lớn đầu rồng dương ra miệng to như chậu máu, vặn vẹo trận tử quyết ra chỉ xuống hư không, hướng Diệp Thần cắn tới. Luân hồi diệt thiên trảm. Diệp Thần tay áo vung tay lên kiếm phôi, quát lên. Kiếm vô hình khí phun trào, không có tung lên bất kỳ chập chờn rung động, trong mắt của mọi người. Tên này chỉ là giơ một chuôi cổ quái vũ khí, cách không rạch một cái kéo. Liền liền phía dưới Thiên Tuyết Tâm cũng không có phát hiện dị thường, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Oanh! Tầng tầng không gian rung động chẳng biết lúc nào chợt nổi lên, vậy giữ tợn Hắc Long lại là một tiếng kêu rên, vang khắp thiên địa. Một phiến phiến màu đen vảy rụng rơi vào mặt đất, mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống nhanh chóng thu nhỏ lại, mấy tức chính là nóng chảy, đồ lưu một cái mấy mét rắn cần phải bỏ chạy. Chết! Kiếm trong tay phôi thấu ném ra, thì phải chém vậy Hắc Long, Lạc Đạo thấy vậy vội vàng thu Long Linh, một cán đại kích lần nữa nắm trong tay. Diệp Thần khóe miệng vạch qua một nụ cười, hắn cùng chính là giờ khắc này. Thân hình ngay tức thì chớp mắt, cướp tới Lạc Đạo trước người, nói, người có biết hay không, ta là Luân Hồi. Ta người, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không có tư cách động. Diệp Thần quơ thiết quyền, trùng trùng nện xuống. Chạm ra 96 máu thịt đối kháng nhận phong, ở đám người khó tin ánh mắt bên trong, lại là đem vậy Lạc Đạo dựa vào là bảo đại kích miễn cưỡng đập bể. Phịch, cao nhất thần uy kích vỡ vụn thành cặn bã, bắn ra tung tóe, Thái Thần Sơn mạch bị này nhất kích, đã là mình đầy thương tích, nơi nào còn có trước kia náo nhiệt. Lạc Đạo tên kia, thật giống như không địch lại, chúng ta muốn không muốn. Ra tay, một nhóm đám người bên trong, có người mở miệng nói. Đừng để cho hắn chết liền là được, quên trong tộc trưởng bối dặn dò sao. Không có đó là hắn Lạc gia người. Phản bác nam tử trong mắt bên trong làm người ta kinh ngạc là tràn đầy đối Diệp Thần xem trọng cùng thưởng thức. Nghe được người Tiền gia nói chuyện, mọi người đều là yên lặng. Bổn mạng linh khí bị hủy, Lạc Đạo miệng phun máu tươi, hiển nhiên bị không nhẹ vết thương, hắn cuồng phát bay lượn, lại cũng mất lúc trước như vậy ung dung hình dáng. Đáng ghét. Lạc Đạo tụ thủ xóa đi khóe miệng vết máu, chợt cả người hơi thở bạo ngược phồng lên, xanh phá áo quần, ở đó thân thể to lớn hạ, vô số tinh thần ở phun trào. Tinh tượng lồng giam. Cùng lúc trước thi triển lúc không cùng, Lạc Đạo toàn bộ thân xác bị hoàn toàn biến dạng, máu thịt tràn vào tinh thần, từng vì sao hơn nữa sáng chói lóa mắt. Xương hoa kiếm đều là liếm hết mũi nhọn, đang phát run. Thiên Tuyết Tâm nhìn về trên 9 tầng trời tinh hải, đôi mắt đau nhói. Trong nháy mắt thất khiếu đều là mất đi giác quan. Lạc Đạo gân cốt làm cơ, trải xây ngân hà thành hình, vực ngoại trên bầu trời, bị một phiến sáng chói ngân hà bao phủ. Hắn chạm ra 90, thiên phú này cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Ha ha ha, đi chết đi. Mấy cân điên cuồng thanh âm dung vào thiên đạo ý chí, từng vì sao đập xuống, muốn tiêu diệt đời. Kết thúc. Cùng Lạc Đạo đi theo một người mở miệng nói. Tiền gia vị kia nhưng là líu díu lời nói nhỏ nhẹ, nhỏ yếu con muỗi sinh nhỏ không thể ngửi nổi. Nếu như đây chính là sau cùng thủ đoạn, vậy ngươi có thể đi chết. Diệp Thần hét lớn một tiếng, kiếm trong tay phôi bốn phương vân động, đem ban đầu nơi bố trí trận tự quyết mang theo nhan tuyển nhi lực chém ra. Hào hùng lực lượng bị kiếm phôi hấp thu, so với ngân hạ uy áp do có sâu hơn. Làm sao có thể, mảnh thiên địa này ý chí ở hướng hắn nghiêng. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này là thần vũ trụ cấp bậc tồn tại không được? Có người kinh hô thành tiếng, đến bước này, đơn thuần lực lượng đã không xê xích bao nhiêu, so đấu chính là đối với đại lộ quy tắc và khí vận nắm trong tay,
mà giờ khắc này vực ngoại, thiên địa ý chí ở tụ lại Diệp Thần thân. Hắn là luân hồi chi chủ, hắn là nghịch thiên khí vận người. Này trên không người, này hạ chúng sanh. Cái gì? Không việc gì, ra tay đi, cứu lạc đạo. Tiền gia vị kia mở miệng, như vậy thẳng trắng, tất cả mọi người rõ ràng là có ý gì. Diệp Thần tựa hồ đối với này sớm có dự liệu, hờ hững quay đầu lại nhìn cùng lạc đạo một nhóm mấy người. Không do dự nữa, nhân đồ thánh bôi, rất nhiều thiên kiếm, hoàng tuyền đồ, trần bia phong bi lôi bia, nguyện vọng thiên tinh vân. Vân, rất nhiều bảo vật đều là phóng thích ra ngoài, toàn lực chống lại. Đồng thời, hắn vận dụng võ đạo luân hồi đồ. Võ đạo luân hồi đồ, phong. Không gian vòng xoáy lực chợt hiện, mấy người chỉ cảm thấy trước mặt quang cảnh chớp mắt, đã là đổi càn khôn. Không tốt, trung kế. Mấy người lúc này rõ ràng tới đây, ngang nhiên ra tay, biến dạng cái này phiến tiểu thiên. Diệp Thần võ đạo luân hồi đồ tự nhiên không thể nào vây khốn những thứ này cùng lạc đạo chiến lực sấp xỉ ra hỏa, nhưng tranh thủ một đường thời gian, đánh chết lạc đạo là đầy đủ. Chu Uyên thừa nhận đắng, người gấp trăm ngàn lần trả lại đi. Diệp Thần trong mắt lộ ra sát cơ, sử dụng luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thánh quang chém, phá cho ta. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, luân hồi thiên kiếm giơ lên, kiếm khí kích động, có luân hồi thiên đường khí tượng bung ra, còn có một tôn thánh bôi, chảy ra vô tận kim quang, hội tụ ở trên thân kiếm. Diệp Thần hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vô cùng lực lượng bơm vào đi vào, hung hăng chém một cái, một đạo vô cùng huy hoàng kiếm quang màu vàng, chính là biểu chém ra. Một kiếm khai thiên. Ta là luân hồi chủ, lệnh cưỡng chế thiên đường đúc. Diệp Thần lại là một kiếm ra, lạc đạo hóa thành ngân hà bị hoàn toàn đẩy vào hư không, thành hư không một đạo bảo đảm lực lượng. Rắc rắc, võ đạo luân hồi đồ thế giới nhỏ vỡ vụn, Diệp Thần ngay tức thì cắn trả, nhưng phơi bày ở trước mắt mọi người, chỉ có một cổ thi thể lạnh như băng. Hụ hụ, võ đạo luân hồi đồ thế giới nhỏ chắc chắn là mệt không ở những người này, nhưng không có vấn đề, Diệp Thần mục đích đã đạt tới. Hắn lau khóe miệng vết máu, luân hồi đồ thế giới vỡ nát mặc dù làm Diệp Thần bị thương không nhẹ, nhưng nếu là tử chiến. Còn được, ngươi là luân hồi chi chủ, ngươi lại giết lạc đạo. Có người kinh hô thành tiếng, khó tin. Lạc gia một môn song kiệt, đều là tu gia tinh tượng lực, nhưng là song song chết tại Chu Uyên Diệp Thần tay, nếu là bị lạc gia lão tổ biết được. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấu chốt bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Người này chính là chấn động thái thượng thế giới luân hồi chi chủ. Liền Vũ Hoàng cổ đế và vô thiên cái này cùng đỉnh thế giới nhân vật cũng giết không giết được tồn tại. Diệp Thần một tay giơ kiếm hoành tại trước ngực, che giấu mình khóe miệng không ngừng tràn ra đỏ thẫm, vẫn là quật cường mở miệng nói. Luân hồi thiên kiếm oai, lạc đạo đã lĩnh giáo rồi, cũng đã chết. Các vị còn có ai muốn thử một chút, hoặc là cùng nhau. Giờ phút này ta là thế giới chủ. Ta luân hồi chi chủ phụng bồi. Lao đi khóe miệng màu máu tí hành động, Diệp Thần khẽ vuốt trường sam, ngồi xếp bằng, trong nháy mắt thiên địa đại thế cùng theo hướng hắn vọt tới, thiên linh chỗ, đại lộ quy tắc mơ hồ vang dội. Ở Diệp Thần ngồi xếp bằng chung quanh sấm sét như ẩn như hiện, phá toái hư không đồng thời cũng ở đây hủy diệt hắn thân xác, cường đại lực lượng đi đôi với trận đau. Thân xác rạn nứt trong nháy mắt, bát quái thiên đan thuật và luân hồi huyết mạch liền đem hắn khép lại. Diệp Thần thừa nhận cực lớn thống khổ, nhưng đồng thời đại lộ lực thêm thân, phong thái kinh thế. Mấy người tương cố đảo mắt nhìn nhau, lại là không một người dám can đảm là chết đi lạc đạo ra mặt. Thật ra thì vậy phạm không được, thiên đạo chạm ra mấy lớn cái gọi là đế tộc tới giữa cũng không một khối thiết bản, chợt có va chạm, lần này bất quá là phụng mệnh tới thôi. Còn như phụng cái gì mệnh, chính là mang tâm sự riêng. Chậm rãi khôi phục thiên tuyết tâm thấy Diệp Thần như vậy tư thái, trong con ngươi lệ quang phun trào. Hắn rốt cuộc thừa bị cái gì? Liền liếc mắt nhìn cũng làm nàng trọng thương sát chiêu miễn cưỡng chống được cũng hóa giải, giờ phút này một người độc ngăn cản hơn 10 vị thanh niên yêu nghiệt mà không lui. Phải biết, lạc đạo một người liền cơ hồ đem toàn bộ thiên cung chi địa cường giả tàn sát hầu như không còn. Thiên tuyết tâm trong mắt, bây giờ Diệp Thần thân kiêm một bộ tuy ngàn vạn người ta đi vậy vô địch tư. Là thật là một người ở cửa, vạn người chưa mở. Làm sao, nếu các ngươi không đến, như vậy ta liền đi qua. Diệp Thần ánh mắt kiên định, tay phải cầm kiếm chống đất chậm rãi đứng dậy, đi đôi với sấm sét nổ vang, đại lộ lực lần nữa bại lộ mũi nhọn,
Trong tay hắn luân hồi thiên kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ nước ý, không không lúc nào không tựa như cũng hội tụ Diệp Thần, chỉ cần lần nữa huy động, không người biết hậu quả. Có lẽ Diệp Thần sẽ chết, đại lộ lực đủ để chiếm đoạt hắn hết thảy, nhưng trước mắt đám người này, giống vậy sẽ không may mắn tránh khỏi. Tử chiến không lùi. Diệp huynh đệ, chờ một tí. Một người trong đó mở miệng, chính là người Tề gia, mấy người khác cũng là ánh mắt cười chúm chím, nhẹ khẽ gật đầu. Nhà ta Tề Thiên nhờ ta cho ngươi nhắn lời, lần trước tranh đạo hắn thua được tâm phục khẩu phục, sau khi tỉnh lại thần hồn lại là có đột phá, còn được đa tạ luân hồi chi chủ. Chúng ta không biết ngươi chính là luân hồi chi chủ, nếu như biết được, quả quyết sẽ không tới này ra tay. Mấy người còn lại cũng là rối rít cười chúm chím hỏi thăm, nội dung thiên thiên nhất luật. Bọn họ giờ phút này đều là ôm trước cùng Diệp Thần giao hảo tới. Nói chính xác, là cùng luân hồi chi chủ giao hảo. Luân hồi uy danh, quá mức kinh khủng. Đây cũng là thực lực vi tôn sao. Phía dưới Thiên Tuyết Tâm trợn mắt hốc mồm, lúc trước còn không có thể một đời các vị thanh niên yêu nghiệt, giờ phút này lại là đối Diệp Thần cười theo. Nếu không phải vực ngoại đại lộ lực và Diệp Thần lá bài tẩy ra trì, bọn họ có lẽ sẽ thẳng ra tay đi. Cái gì thần hồn đột phá, đều là chó má mượn cớ thôi. Bọn họ mấy vị tính toán nhưng mà đánh leng keng vang, cùng Diệp Thần có tử thù chính là Lạc Gia, có thể không quan chuyện của bọn họ, hơn nữa cứ nghe Tiền Gia vị kia thái độ u ám khó lường, chẳng lẽ trong này. Còn có mở ám, Tiền Huyền Phong sự việc, cảm ơn nhiều. Ta phụ thân cũng đã nói, người tự thu xếp ổn thỏa. Tiền Gia người đến nhàn nhạt mở miệng. Giọng bên trong ít đi đối Diệp Thần vậy một phần tâng bốc. Diệp Thần nghe vậy nhướng mày một cái, nhẹ khẽ gật đầu. Xem ra Tiền gia vị này cái gì cũng biết. Đã như vậy, các vị xin mời, Diệp mỗ liền không tiễn khách. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần hạ lệnh trục khách, kiếm trong tay đem Lạc Đạo mang tới bộ kia chiến thiếp khơi mào, chỉ thủy kiếm ý trực tiếp phá vỡ. Rắc rắc, một tiếng nổ ầm nổ vang, trên 9 tầng trời hư không bị xé ra một đạo lỗ hổng. Hư không bên trong ngân hà cũng là bị chặn ngang chặt đứt hai nửa. Chiến thiếp phù diêu hướng thiên đạo chạm ra đất phương hướng xông ra, mượn thiên địa đại lộ lực, Diệp Thần quát lên. Người dám can đảm theo dõi cũng không dám chân thân hạ xuống. Hạ thái thần chiến thiếp rồi sau đó co đầu rút cổ đầy đất hy vọng hậu bối chết thảm. Người hậu bối đáng chết lại đã chết, không chiến trở lui người ta Diệp Thần không làm khó dễ, nếu là có chồng, tới đây đánh một trận. Hoành lượng thanh âm vang khắp ngân hà, vậy vượt qua hư không đi vòng vèo mấy người sắc mặt tái xanh, nhưng thấy Tiền gia vị kia vân đạm phong khinh, trong chốc lát lại là mỗi người tính toán. Lãnh đạm bóng người thấy mọi người ảnh đi xa, không gian lần nữa khép lại, Diệp Thần lại vậy không kiên trì nổi, đặt mông thì phải tê liệt ngã xuống đất. Toàn thân thấm vào da đỏ thấm, liền liền đầu ngón tay, đều là tím bầm. Đại lộ lực thêm thân, vô cùng kiếp lôi cọ rửa quanh thân. Võ đạo luân hồi đồ cắn trả, nếu không phải hắn có luân hồi huyết mạch và luân hồi thánh hồn thiên, chỉ sợ sớm đã chết. Diệp Thần. Thiên Tuyết Tâm vội vàng tiến lên, lấy vai chặn lại vậy sắp ngã xuống bóng người. Ta không có sao, hụ hụ. Trước cứu Chu Uyên muốn chặt. Quả thật so sánh với mình, bên trong còn có một vị sắp rơi xuống tồn tại, chính là Chu Uyên. Thời khắc này luân hồi đồ bên trong thế giới, hư không nứt ra một đạo lỗ hổng. Chung quanh loang lổ mưa máu rơi xuống xuống, tích tích đều là Diệp Thần máu. Đó là bị vực ngoại mấy người xanh sinh tê liệt kết quả. Chu Uyên thần hồn bị lửa đốt mặc, cũng may thân xác mạnh mẽ, hơn nữa ta thuật pháp cùng trước kia lấy được đồ. Kiểm tra Chu Uyên thương thế sau đó, Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong móc ra một đóa màu xanh biển liên, tản ra óng ánh vầng sáng, 6 múi cây lá lóe lên sinh mạng hơi thở. Chính là vì tầm thiên suối. Diệp Thần đường cùng lấy được tự chữa thần hồn chí bảo Hải Lam Thanh Liên. Vì vật này, còn lấy luân hồi ý chém một đầu giao long. 3 phiến cây lá vậy là đủ rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng bẻ 3 phiến màu xanh nhạt cây lá bỏ vào Chu Uyên trong miệng, mấy tức sau đó, thấy hắn toàn thân u lan, có sinh cơ hơi thở ở tràn ngập, Diệp Thần và Thiên Tuyết Tâm lúc này mới yên lòng. Vèo! Một hồi thanh phong cuốn lên không sóng. Ở Diệp Thần phản ứng ngay tức thì cuốn đi liền trong tay hắn 2 phiến cây lá. Người nào? Thiên Tuyết Tâm nghiêm túc quát một tiếng định đuổi theo, nhưng là bị Diệp Thần một cái ngăn lại. Không cần truy đuổi, là ta một người bạn cũ. Diệp Thần nhẹ giọng nói.
thấy hai phiến cây lá biến mất, ở đó thanh phong không sóng trung tâm, tóc tai bù xù áo xanh trung niên chậm rãi đi ra. Tiêu tiền bối. Diệp thần gật đầu hỏi thăm, người trước mắt chính là ngày xưa vì giúp hắn trấn áp Thái Viêm Đế, thần hồn bị thương Tiêu Ngục. Thằng nhóc, cầm ngươi bảo dược, thành tựu bồi thường, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi muốn tìm Thiên Tuyền, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Diệp thần nghe vậy, ngay tức thì giật mình, chuyện liên quan đến Thái thần an nguy, Tiêu Ngục lại biết được. Tiêu tiền bối biết đạo thiên suối. Diệp thần vội vàng hỏi nói. Theo dõi bọn họ người tùy thời có thể khóa giới tới, mặc dù mình đã lấy đại lộ lực và phạm thiên thần công phong cố liền hư không, nhưng nếu là thái thần vậy cùng trình độ cường giả hạ xuống, sợ rằng vẫn là không phòng giữ được. Dưới mắt chỉ có mau sớm tìm được Thiên Tuyền, làm thái thần tỉnh lại, mới có thể giải khai nguy cục. Mình tìm lần toàn bộ vực ngoại không kết quả Thiên Tuyền, Tiêu Ngục lại là biết được, điều này có thể để cho hắn không sợ hãi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Diệp thần tái diễn những lời này, nhìn trước mắt người trung niên đột nhiên trước mắt sáng lên. Chẳng lẽ là ở bỏ đời tuyệt cảnh bên trong? Chính phải. Tiêu Ngục gật đầu đáp lại. Trong nháy mắt Diệp thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, khó trách, bỏ đời tuyệt cảnh vốn là tiên hữu người biết, ở nơi này bên trong. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, nếu ở tuyệt cảnh bên trong, đó thật đúng là được tới toàn không uổng thời gian. Không để ý thương thế Diệp thần chính là muốn lộ ra thần niệm tìm kiếm, nhưng là bị Tiêu Ngục ngăn lại. Bỏ đời tuyệt cảnh tổng cộng có 9 đỉnh, người quen thuộc nhất, cũng là đỉnh thứ 9, mà ngươi muốn tìm ngày trước suối, ở thứ 7 trên đỉnh núi. Thiên Tuyền chỗ là thật, nhưng nếu là muốn lấy ngươi bây giờ thực lực. Tiêu Ngục trên dưới quan sát một phen Diệp thần, mở miệng nói. Khó như lên trời. Diệp thần im lặng, thiên đạo chạm ra một nhóm sau đó. Mình tu vi không có tăng trưởng quá nhiều, nhưng chạm ra còn lại 4 đạo chắc chắn càng ngày càng lớn. Có thể lúc trước đường cùng bên trong tất cả lần tranh đấu, đã làm được thủ hộ giả kim ấn lực một số gần như khô khốc, hắn hôm nay, chỉ bất quá miễn cưỡng duy trì lúc đầu tuyệt trong biên giới phong ấn thôi, nếu như trấn áp bỏ đời dưới tuyệt cảnh tà ma. Là thứ 7 đỉnh trấn áp lớn tà sao? Nghe được Tiêu Ngục như vậy lời nói, Diệp thần cũng là nghĩ tới điều gì, lúc trước sát thí đại đế lưu. Không đều là cái này dưới tuyệt cảnh đại ác. Nếu như muốn tìm ngày này suối tu được lần nữa đối mặt cái này cùng kình địch, vậy hắn thiên đạo chạm ra một nhóm tăng lên đồ, quả thật có chút không đủ nhìn. Tiêu Ngục gật đầu nói, đúng vậy, thứ 7 đỉnh, cái tên kia là cái kiếm tu, kêu làm tà kiếm thù, tính cách cổ quái khó mà đoán, thí sát sinh linh vô số. Bị tuyệt cảnh trấn áp lúc đó, lấy thông thiên thủ đoạn vì mình trải xây đường lui. Đem ngươi hiện tại nơi muốn tìm Thiên Tuyền cùng mang vào trong đó, liền ban đầu tuyệt cảnh thủ hộ giả đều là bị bầy một đảo. Nếu không phải bỏ đời tuyệt cảnh xanh biến, thần quan sắp xuất thế cùng rất nhiều biến cố, tên này cẩn thận tính cách ở ngắm nhìn, chỉ sợ sớm đã là lấy lực phá vỡ phong ấn. Một cái kiếm sắc bén, bị Thiên Tuyền tưới vô sổ năm nhúng linh, ta cũng không cách nào tưởng tượng, tên này hiện tại mạnh bao nhiêu. Cho nên, ngươi hiện tại phải làm là tăng lên thực lực. Trước chạm ra, nếu như chạm ra một nửa, hết thảy có phần thắng. Dựa theo những tên kia tính cách tới xem, thiên đạo chạm ra đất người biết ngươi là luân hồi chi chủ, tất nhiên sẽ kiêng kỵ, thời gian ngắn sẽ không ra tay. Còn như thái thần tình trạng, ta nhìn, ta có biện pháp treo ở hắn sức sống, huống chi cái này nhóm cường giả, kia như thế dễ dàng chết. Dưới mắt, chạm ra là mấu chốt. Một bên Thiên Tuyết Tâm nghe vậy, kinh buồn ánh mắt nhìn về Diệp thần. Ý kia chính là, nghĩ lại sau đó làm. Diệp thần ngược lại là cũng không có tưởng tượng bên trong vẻ sợ hãi, vừa nghe trước Tiêu Ngục tình báo, một bên bát quái thiên đan thuật khôi phục thương thế. Hồi lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt phảng phất có một đạo quang, nói, đã như vậy, ta liền đánh vào trăm đạo gông xiềng, trở thành đời này người thứ nhất. Tiêu Ngục cho ăn thái thần một đạo hồn điển hơi thở, thái thần tình trạng hiển nhiên tạm thời ổn định. Sau đó, Diệp thần không do dự nữa biến dạng hư không, đầu tiên là và Quy Trần và Giả Thiên Ma Đế hội họp, rồi sau đó trở lại địa ngục giới. Lần này chúng sanh giới và thiên đạo chạm ra chuyến đi, Diệp thần thu hoạch to lớn, nguyện vọng thiên tinh và nhân đồ thánh bôi, cũng khôi phục linh khí, luân hồi thánh hồn thiên bổ toàn, sinh tử huyền quan toàn bộ đả thông, còn được Phật tổ đưa tặng tội ác thuyền, lại lần nữa gặp được Gia Gia, mặc dù không biết người nọ có tính hay không Gia Gia mình, nhưng hết thảy cũng không trọng yếu.
thiên đạo chạm ra, mình khí vận càng cường đại hơn, đối bốn đạo gông xiềng cảm ngộ vậy sâu mấy phần. Hôm nay Diệp Thần, có thể nói là hăm hở, đối tương lai tim gông xiềng đột phá, tràn đầy lòng tin. Trở lại cấm thiên khu, Diệp Thần liền thấy hồi lâu không thấy Nhâm Phi Phàm đang chờ mình. Mà ở Nhâm Phi Phàm bên người, đứng một cái cụ già. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, đối phương chính là Diệp Tà Thần. Chắc hẳn đoạn thời gian này không liên lạc được Nhâm Phi Phàm, chính là bởi vì Diệp Tà Thần. Ra, Diệp Tà Thần. Diệp Thần không biết nên xưng hô như thế nào, nhưng thấy vậy lão nhân, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn trạng, phi thân đi xuống, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ta bản thể và phân thân, đều là ta, mặc dù và ngươi có huyết thống bất quá là ta phân thân, nhưng cũng là ta, ngươi không cần gọi ta là Diệp Tà Thần, ta tên chữ quá nhiều, nhưng ta càng hy vọng, ngươi có thể kêu ra ra ta. Cháu trai, đã lâu không gặp. Diệp Tà Thần khẽ mỉm cười, hòa ái nói. Diệp Thần cả người run rẩy run, cảm giác đang nằm mơ, nắm ra ra tay, cảm nhận được người sau tang thương nếp nhăn, mới biết hết thảy là như thế chân thực. Ra ra, ngươi làm sao tới? Ngươi không phải trở về tương lai thời không sao? Diệp Thần vui vẻ nói. Diệp Tà Thần cười nói, ngươi trước thấy, là tương lai ta, hôm nay ta, có thể kém hơn tương lai, tu vi kém quá nhiều, hy vọng ngươi không nên chê. Diệp Thần ngưng thần vừa thấy. Liền cảm thấy ra ra hơi thở, khá là cường hãn, nhưng so với Nhâm Phi Phàm phải kém liền một ít, đại khái là vô lượng cảnh tầng 8 thiên đại viên mãn, cũng không phải là chứng đạo không không vậy siêu thoát hình dáng. Ra ra, không có sao, bỏ mặc ngươi tu vi như thế nào, ngươi đều là ta người thân. Diệp Thần tự nhiên không ngại, cười nói. Diệp Tà Thần gật đầu một cái, lại thở dài nói, à, thật ra thì ta mới có thể có hôm nay tu vi, đều là ăn cắp tương lai. Nếu không, chỉ bằng vào ta cái này lão xương, làm sao có thể tu luyện đến loại này. Diệp Thần biết ra ra trên mình, có bí mật trọng đại, hắn tâm lý có rất nhiều nghi vấn, không nhịn được hỏi. Ra ra, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi có thể tự do xuyên toa thời không, thay đổi quá khứ vị lai? Thần thông như vậy, há chẳng phải là vô địch? Diệp Tà Thần lắc đầu một cái, nói cũng không phải tùy ý, mỗi một lần qua lại. Cũng phải bỏ ra giá cực lớn, hơn nữa sửa đổi thời gian tuyến, sẽ đưa đến đủ loại không thể dự đoán hậu quả, ta cũng từng bị cắn trả, bế quan rất lâu sau đó. Cho đến hiện tại, ta cảm giác được ngươi tim gông xiềng đang sắp đột phá, mới mạo hiểm xuất quan giúp ngươi. Diệp Thần trong bụng cảm kích, nói, ra ra, đa tạ ngươi. Dừng một chút, Diệp Thần lại đầy hiếu kỳ hỏi, ra ra, ngươi xuyên qua thời không, là làm sao làm được? Có này cùng nghịch thiên thần thông, người há không phải có thể xuyên qua trở lại quá khứ, trở lại vũ hoàng cổ đế mới vừa sanh ra thời điểm, đem hắn giết chết, đầu xuôi đuôi lọt. Diệp Tà Thần nói, xuyên qua thời không thần thông, không thuộc về thế giới hiện thật, người sau này chứng đạo không không, tự nhiên rõ ràng. Còn nữa, giết chết khi còn bé vũ hoàng cổ đế, không có ích lợi gì, người luân hồi đường, định trước sẽ có một cái kẻ địch cường đại ra tay, đây là người phải đi qua khảo nghiệm. Coi như giết chết vũ hoàng cổ đế, cũng sẽ có cái gì vũ hoàng quỷ đế, vũ hoàng tà đế xuất hiện, ta từng giết hắn rất nhiều lần, đáng tiếc cuối cùng đều không thể ngăn cản vạn khư quật khởi, từ đầu đến cuối sẽ có người thay thế hắn. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, suy nghĩ nhưng là có chút hỗn loạn. Diệp Tà Thần cười nói, ngươi không cần suy nghĩ những thứ này, phát sinh qua sự việc, nhưng thật ra là không cách nào sửa đổi, coi như cưỡng ép thay đổi, cũng chỉ là mở ra ngoài ra một cái thời gian tuyến. Mà chúng ta chỗ ở điều này thời gian tuyến, nhân quả đã cố định, không thể sửa đổi. Diệp Thần nghe ra ra nói, như có điều suy nghĩ. Có lẽ, ở một cái khác song song thời không, ở khác một cái thời gian tuyến bên trong, Diệp Thần kiếp trước khi còn bé, bị đào ra thiên đế cốt, không có ra ra che chở, liền đã chết. Vậy có lẽ, trước đây chí cao ý chí phủ xuống thời điểm, Diệp Thần cũng đã chết. Hiện tại Diệp Thần chỗ ở thời gian tuyến. Đã là sửa đổi đi qua tồn tại. Diệp Tà Thần nói tiếp, thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng, phát sinh qua sự việc, không cách nào thay đổi, chúng ta đều có thể làm, chỉ là tốt hơn, càng thẳng thắn đi đối mặt. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng. Lời nói này, hắn nghe Hồng Quân Lão Tổ nói qua, lúc này nghe ra ra lần nữa nói qua, có khác một phen mùi vị. Diệp Tà Thần nói, cháu trai,
chuẩn bị chạm ra đi, ngươi chỉ kém 4 đạo gông xiềng, không có chặt đứt, ngươi lại chờ chút mấy ngày, ta vì ngươi bố trí một cái trận pháp, có thể giúp ngươi đột phá tim gông xiềng. Diệp Thần nói, tim gông xiềng đột phá, cực kỳ khó khăn, hiện tại có Gia Gia phụ trợ, Diệp Thần cũng là nhiều một phần lòng tin. Diệp Thần lại hỏi, đúng rồi, Gia Gia, ngươi. Ngươi tại sao phải dùng Diệp Tà Thần cái này dùng tên giả? Diệp Tà Thần cười nói, có chút tà khí phải không? Diệp Thần nói, Diệp Tà Thần nói, ta có thể xuyên toa thời không, sửa đổi đi qua, còn chưa đủ tà môn sao? Diệp Thần cười khanh khách, không biết nói cái gì cho phải. Diệp Tà Thần khoát khoát tay, nói tốt lắm, không nói cái này, ngươi chuẩn bị chạm ra là được. Ta đã thấy tương lai, ngươi tìm gông xiềng đột phá, có 50% tỷ lệ thành công. Diệp Thần cả kinh nói, chỉ có 50% sao? Diệp Tà Thần nói, tìm gông xiềng, cho tới bây giờ không có ai đột phá qua, 50% tỷ lệ, đã cao vô cùng. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, liền gật đầu một cái. Diệp Tà Thần vừa nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, nói, Nhâm huynh, mấy ngày sau, cháu ta chạm ra, nhất định có rất nhiều thế lực quấy nhiễu, xin ngươi hãy nhiều hơn bảo vệ. Nhâm Phi Phàm nói, cái này tự nhiên. Diệp Tà Thần lại có chút ngưng trọng nói, bất quá, ngươi nếu như thấy Đế Thích Thiên, muốn bước vào tâm ma đỉnh, vậy thì do trước hắn đi, không nên ngăn cản. Nghe nói như vậy, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đều là cả kinh. Chẳng lẽ nói, ở Diệp Thần chạm ra thời điểm, Đế Thích Thiên cũng phải đột phá, bước vào vạn cổ không có tâm ma đỉnh cấp. Mà Diệp Tà Thần, nhưng cảnh kỳ nói, không nên ngăn cản Đế Thích Thiên, mặc cho hắn đột phá. Nhâm Phi Phàm trong lòng có chút nghi vấn, nhưng vậy rõ ràng, Diệp Thần Gia Gia thấy được tương lai, hắn nếu như thế an bài, nhất định có thâm ý, lập tức gật gật đầu nói, được, Diệp Lão, ta đều biết. Diệp Tà Thần hí mắt cười nói, 50% tỷ lệ, không thấp cũng không cao, như ta cái này cháu ngoan, tim gông xiềng đột phá thất bại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta cũng phải chết, hết thảy cũng được thận trọng. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đều là ngưng trọng, vậy cảm thấy tương lai chạm ra nguy hiểm. Có thể dự gặp, đó đúng là Diệp Thần một lần cuối cùng chạm ra. Thành hay bại, ở chỗ này một lần hành động. Nếu như thành, Diệp Thần tim gông xiềng đột phá, chạm ra chém hết, mũi nhọn nhất định chiếu sáng vạn cổ, quật khởi thế không thể đỡ. Nhưng nếu như, đột phá thất bại, đạo tâm mất hút, vậy chỉ có một con đường chết. Lập tức, Diệp Tà Thần mang Nhâm Phi Phàm, đi chuẩn bị chạm ra sử dụng trận pháp. Diệp Thần thu xếp ổn thỏa Quy Trần và Ma Đế, trở lại Mộc Âm Hy Thần nữ phủ đệ bên trong, cũng là yên lặng điều tức chuẩn bị. Hắn lợi dụng tinh thiên thủy kính, rình dập thiên cơ, bắt tương lai, mơ hồ tới giữa, cũng nhìn thấy trăm ngàn cái tương lai thời gian tuyến. Quả nhiên, Gia Gia nói không sai, tương lai thời gian tuyến bên trong, Diệp Thần có thể chạm ra thành công, chỉ có một nửa. Một nửa kia, là thất bại tình cảnh. Thất bại hậu quả, có thảm thiết chỗ. Có, là Đế Thích Thiên lên đỉnh tâm ma, thành công thẩm phán thiên hạ, tất cả mọi người đều lâm vào là hắn con rối. Có, là Vũ Hoàng Cổ Đế chiếm đoạt luân hồi, lại hiến tế cả thế giới, lấy này chứng đạo không không. Có, là Nhâm Phi Phàm may mắn thừa kế luân hồi mồi lửa, khó khăn kéo dài luân hồi vinh quang, mà Diệp Thần là đã sớm hóa thành bụi bặm. Tương lai, còn chưa từng đến. Những cái kia đáng sợ tương lai. Diệp Thần tuyệt đối chẳng muốn để cho này phát sinh. Diệp Thần yên lặng điều tức, vận công làm sau cùng tu luyện, vững chắc trạng thái, là chạm ra làm chuẩn bị sau cùng. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới, Tinh Nguyệt Thần Giáo bên trong. Lúc này Tinh Nguyệt Thần Giáo, khắp nơi thiêu đốt khói lửa, ngày xưa phồn hoa sơn môn, mảng lớn kiến trúc, đã sụp đổ thành phế tích. Tinh Nguyệt Tổ Tiên, Thanh Nguyệt Nữ Đế pho tượng, bị hoàn toàn đánh nát. Ở Tinh Nguyệt Thần Giáo bề mặt trái đất, chỉ có lấy Thái Thượng Trưởng Lão và Quyền Giáo chủ cầm đầu nhất phái đệ tử, mà lấy Đại Trưởng Lão cầm đầu nhất phái, cũng không gặp bóng dáng. Tinh Nguyệt Thần Giáo trong điện đường. Thái Thượng Trưởng Lão Vân Sơn Vũ, Quyền Giáo chủ Vân Mộng Trạch, ngồi ở hai bên trái phải. Mà ngồi ở đang thủ người trên, cũng không phải bọn họ, mà là một người mặc vạn khư đạo bào, uy nghiêm lạnh lùng ông già. Vậy ông già chính là trong truyền thuyết 10 đại thiên quân lão tổ một trong, Lâm gia lão tổ, tên là Dừng Khiếu Không. Vân Sơn Vũ, Vân Mộng Trạch,
và rất nhiều Tinh Nguyệt Thần giáo đệ tử, đều có chút kính sợ nhìn Rừng Khiếu Không. Người sau là Vạn Khư Thập Đại Lão Tổ một trong, tu vi cường hãn, địa vị cao quý, hơn nữa nghe nói bí mật phụng Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, cất giấu một khối không vô thần khí mảnh vỡ, thần uy khó lường. Vạn Khư Thần Điện không vô thần khí mảnh vỡ, thật ra thì vượt quá truyền thuyết trượng, còn khác biệt. Lâm gia lão tổ, Mạc gia lão tổ, còn có một chút lánh đời trưởng lão, nghe nói cũng cất giấu không vô thần khí mảnh vỡ. Những thứ này là Vũ Hoàng Cổ Đế, siêu tầm thần khí mảnh vụn người, cũng sâu được Vũ Hoàng Cổ Đế tín nhiệm. Rừng Khiếu Không tự nhiên cũng không ngoại lệ, là Vũ Hoàng Cổ Đế tâm phúc. Lâm lão tổ, đa tạ ngươi thay ta Tinh Nguyệt Thần giáo, trấn áp phản đồ ngoại địch. Vân Sơn Vũ chống gậy, chậm tiếng hướng Rừng Khiếu Không nói cảm ơn. Trước đây đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, nghênh đón Hạ Nhược Tuyết trở về, thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế Y Bát, muốn chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần giáo. Chuyện này, tung lên sóng to gió lớn. Lấy Vân Sơn Vũ, Vân Mộng Trạch cầm đầu nhất phái, cự không chấp nhận thừa nhận, nhưng Hạ Nhược Tuyết thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế Y Bát, thần quang lớn thả, bọn họ không dám đối kháng, chính là lấy thiên giá thật lớn, mời Vạn Khư ra tay. Vạn Khư phái người xuống, chính là Lâm gia lão tổ Rừng Khiếu Không. Hôm nay Tinh Nguyệt Thần giáo Sơn Môn, khắp nơi khói lửa phế tích, tranh đấu đã kết thúc. Hạ Nhược Tuyết vậy nhất phái, bị đánh bại rút đi. Vân Sơn Vũ cái này nhất phái, chính là chiếm cứ thắng lợi. Hôm nay tranh đấu kết thúc, Vân Sơn Vũ cũng muốn tiễn khách, liền nói, Lâm lão tổ, xin ngươi hãy về trước đi, chúng ta đáp ứng cho ngươi cung phụng thù lao, tuyệt đối sẽ không thiếu, ngày khác lão phu tự mình đưa đến Vạn Khư. Rừng Khiếu tay không chỉ nhẹ nhàng gõ cái ghế nắm tay, cười nói, ta Vạn Khư vì các người trấn áp phản loạn, người hôm nay nhanh như vậy thì phải đuổi người, cái này không thích hợp chứ. Vân Sơn Vũ gương mặt khẽ biến, thoáng định thần, nói ta Tinh Nguyệt Thần giáo Sơn Môn, cơ hồ hóa thành phế tích, không thứ gì chiêu đãi Lâm lão tổ, ta sợ ủy khuất Lâm lão tổ tôn giá. Rừng Khiếu Không nói, ta cái này lão xương, chịu khổ thói quen, một chút ủy khuất không coi vào đâu. Huống chi Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ, đã chạy khỏi, không đem nàng bắt trở lại, cuộc phản loạn này, còn không coi là lắng xuống. Vân Sơn Vũ nói, đuổi bắt Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ, cũng không nhọc đến phiền Lâm lão tổ đại giá. Rừng Khiếu Không khoát tay chặn lại, cười nói, hây, giúp người giúp đến cùng, ta Vạn Khư nếu đáp ứng, phải giúp các ngươi Tinh Nguyệt Thần giáo, bình định phản loạn, liền quả quyết sẽ không nửa đường rời đi, mời các ngươi yên tâm. Vân Sơn Vũ và Vân Mộng Trạch nhìn nhau, trong lòng đều là mắng to. Bọn họ nhìn thấu Rừng Khiếu Không tâm tư, không phải là muốn bắt Hạ Nhược Tuyết, cầm đi bổ túc không vô thần khí mảnh vỡ, tích góp năng lượng thôi.